tất cả nằm trong kế hoạch của đại nhân, ba chi cấm vệ chủ yếu đối phó Bắc Minh Phiệt, tất cả lực lượng đều điều động tới đó, cái này ba chi thần vệ này có người đã trở thành cao tầng của Bắc Minh Phiệt, một khi Bắc Minh Phiệt có động tĩnh gì thì chúng ta cũng có thể biết trước được. Phong Phi Vân gật gật đầu, sau khi cuộc chiến phò mã chấm dứt, tấn đế nhất định tuyên bố thoái vị, đến lúc đó thần đô nhất định sẽ phát sinh náo động, mà địch nhân lớn nhất chính là Bắc Minh Phiệt và người cùng hệ phái của chúng. Còn hai chi cấm vệ đã về thần đô chưa? Phong Phi Vân hỏi. Đạt được chiếu lệnh cấp 1 của thần vương đại nhân, đã lục tục ngo ngoe quay về, tin tưởng trong vòng 3 ngày sẽ về tới thần đô. Phong Phi Vân nói. Uy hiếp trong thần đô không chỉ có Bắc Minh Phiệt, trong đó có địa tử phủ ba đại tiên giáo, Bắc Minh phủ Cản Thi Nhân, Tây vực phủ Tây Việt Phiệt, thậm chí là Nạp Lan Phiệt cũng có thể đột nhiên ra tay. Tình huống hỏng bét như thế. Khúc Trường Ngâm động dung. Phong Phi Vân nói, có lẽ còn hỏng bét hơn tưởng tượng của ngươi đấy, không cẩn thận là thần tấn vương triều đều có thể lật úp, chúng ta phải làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khúc Trường Ngâm sắc mặt đầy giận dữ, lòng đầy căm phẫn nói. Thề tồn vong cùng vương triều, có thể trở thành cấm vệ của phủ thần vương, đều nhất sẽ trung trinh như một với thần tấn vương triều, vì thủ hộ thần tấn vương triều mà sinh, thủ hộ vương triều không diệt. Kỳ thật Phong Phi Vân vẫn không có nói Nam Thái Phủ Phong Gia cũng có thể sẽ ra tay, dù sao hắn hiện tại chính là đệ tử Phong Gia, lời này hắn không thể nói ra khỏi miệng. Ba đại thiên hầu bảo lão bộc mang một câu tới cho thần vương, bọn hắn muốn biết thần vương đại nhân muốn nhân đỡ người nào lên làm đế quân thần tấn vương triều kế tiếp. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc cơ trí, nói. Ngươi nói cho bọn họ biết, bổn vương tất nhiên sẽ chọn lựa người tài đức vẹn toàn làm đế quân. Có thể làm cho vương triều cường thịnh phồn vinh truyền thừa tiếp, La Phù công chúa là lựa chọn thích hợp nhất trong các hoàng tử và công chúa. Khúc Trường Ngâm dường như đã sớm biết được đáp án này, vì vậy nói. Chúng ta có nên liên hệ với đội ngũ La Phù công chúa trước hay không? Tạm thời không nên, chúng ta bây giờ là lực lượng ẩn nấp trong bóng tối, nếu như liên hệ với đội ngũ La Phù công chúa thì chắc chắn sẽ bạo lộ chính mình, sẽ đánh rắn động cỏ. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói ra. Khúc Trường Ngâm gật gật đầu, cũng càng cảm thấy thần vương cân nhắc chu toàn, xử sự có tài năng, cũng có cẩn thận, hoàn toàn không giống thiếu niên 18-19 tuổi. Đây mới là ngày hôm sau của vòng đấu thứ nhất. Vòng thứ nhất tổng cộng tiến hành trong 10 ngày, Phong Phi Vân còn có thời gian 8 ngày, hắn phải trong 8 ngày này đột phá thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân tiến vào bế quan lần nữa. Trong phủ đệ nào đó trong thần đô tọa lạc 7 tòa cung điện. Trong một cung điện có tiếng vang thật lớn, cây cột cung điện như sụp đổ. Đáng giận, Phong Nhị Cẩu rốt cuộc chui ra từ nơi nào, yêu kiếm truyền nhân thì có gì mạnh chứ, không ngờ dám triệt để phá hủy cung đánh bạc ngầm mà Tây Việt Việt đau khổ kinh doanh hơn 2.000 năm, mặc dù hắn là yêu kiếm truyền nhân cũng phải chết. Tây Việt Việt có thái thượng trưởng lão Tây Việt An loạn tọa trấn ở thần đô gào thét, mặc dù hắn đã đạt tới cấp bậc cự phách, tâm tình đã không hề bận tâm. Nhưng mà sau khi nghe tin tức cung đánh bạc ngầm bị cướp sạch sẽ, hắn đã tức gần chết. Sau lưng Phong Nhị Cẩu có yêu nhân cái thế làm chỗ dựa, hung uy của yêu nhân cái thế ngay cả phiệt chủ cũng kiêng kỵ. Một vị lão giả nói ra. Tây Việt An loạn lạnh lùng nói. Cung đánh bạc ngầm tụ tập tài nguyên gần 50 vạn linh thạch, lại bị hắn một người độc chiếm, mặc dù ta chết cũng đoạt lại số tài nguyên khổng lồ này, ta gọi các ngươi cho trẻ tuổi tuấn tài chặn giết, vì sao không dùng được. Hơn 30 người chẳng ngờ không thắng nổi mình Phong Nhị Cẩu. Tất cả lão giả trong cung điện này không thể phản bác, lập tức im lặng. Một làn gió thơm thổi vào cung điện, một thân ảnh yểu điệu động lòng người đứng trong cung điện, ngọc nhan như vẽ, tóc dài phiêu giật, lông mày kẻ đen cong cong, đường cong lung linh uyển chuyển, đương nhiên, trừ bộ ngực vô cùng bằng phẳng. Người tới chính là Long Thanh Dương. Đám lão giả trong cung điện lúc này cũng phải nhìn vài lần. Mỹ nhân như thế bình sinh hiếm thấy. Long Thanh Dương không mang giày, đôi chân như bạch ngọc tạo thành, âm thanh như chim hoàng oanh hót, nói. Tây Việt trưởng lão, theo như ngươi nói, ngay cả ta cũng không dùng được. Ánh mắt của hắn đảo tròn, thiên kiều bá mị nói không nên lời. Tác giả càng tả càng biên thái. Tây Việt An loạn biết rõ lai lịch Mỹ nhân trước mặt, biết được thế lực sau lưng hắn không nhỏ, cười nói. Long cô nương hiểu lầm. Tu vị Long cô nương không phải thế hệ trẻ có thể địch lại, nếu Phong Nhị Cẩu không đùa nghịch lừa dối, hắn đã chết chắc rồi. Tây Việt An loạn đã sớm thu được tin tức gia chủ truyền tới,
đối với vị mỹ nhân này phải tất cung tất kính, hơn nữa vị mỹ nhân này cũng không hy vọng người khác xem hắn như nam nhân, cho nên hắn mới xưng Long Thanh Dương là Long Cô Nương. Long Thanh Dương tại Thiên Long Vương Triều năng lượng vô cùng khổng lồ, còn lớn hơn lực ảnh hưởng của Tây Việt Việt tại Thần Tấn Vương Triều, Tây Việt Việt chỉ có quan hệ hợp tác với hắn mà thôi. Tự nhiên là như thế, ta sớm muộn sẽ có một ngày đánh bại hắn trên chiến đài. Long Thanh Dương da thịt đẹp hơn cả nữ nhân, khuôn mặt thanh thuần mang theo diêm dúa lẳng lơ, một tay mềm mại khoác lên vai Tây Việt An Loạn, mềm mại không xương, tràn ngập hấp dẫn. Mỗi động tác của hắn thập phần yêu nhã, mặc dù là nữ tử ôn nhu nhất cũng không thể so với hắn. Nếu như đứng cùng chỗ với hắn, quả thực càng khó bảo trì thần trí hơn đứng cạnh mỹ nhân tuyệt thế, càng thêm làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế được. Tây Việt An Loạn nhìn thấy gương mặt đẹp tới cực điểm trước mặt, hắn chẳng khác gì nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, tà hỏa trong người kiềm nén không được, cố nén phản ứng thân thể, nói. Các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn thương thảo chuyện bí mật với Long Cô Nương. Những lão giả kia lộ ra ánh mắt hiểu ý, nhanh chóng đi khỏi đây. Bọn họ cũng có nghe thấy, biết do thanh danh Long Thanh Dương thối hoắc, thích nam sắc, rất nhiều đại nhân vật trong Thiên Long Vương Triều đã lăn lộn qua với hắn, rất hiển nhiên Tây Việt An Loạn cũng bị hắn chọn chúng, kéo vào trong màn tân. So sánh với đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương Triều, hắn là tiên nam nhân. Cùng lúc đó tu sĩ cả thần đô đi tìm kiếm yêu kiếm truyền nhân, nhưng mà gia hỏa cao thủ Phong Nhị Cẩu chẳng khác gì bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không xuất hiện ở thần đô. Phong Nhị Cẩu cướp sạch cung đánh bạc ngầm, mang theo tài phú trong người chẳng khác gì cõng một tòa tiên quáng, nếu có thể đánh chết hắn, cướp đi bảo vật trên người hắn, chắc chắn sẽ trở thành người dù có nhất thần tấn vương triều này. Rốt cuộc hắn nấp ở đâu, nghe nói có chí sư tuyệt đỉnh suy tính nhưng vẫn không tính ra. Hắn không phải bị chủ sự sau lưng cung đánh bạc ngầm đánh chết đấy chứ. Làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi không biết đêm hôm đó yêu nhân cái thế cho hơn 10 cao thủ tuyệt đỉnh thủ hộ hắn đi cung đánh bạc ngầm, khẳng định là tử sĩ do yêu nhân cái thế bồi dưỡng thủ hộ truyền nhân, có những cường giả tuyệt đỉnh này thủ hộ, hắn chết không được đâu. Cho dù nói như thế nào, đợi đến lúc tổ chức đợt thứ hai cuộc chiến phò mã bắt đầu sẽ gặp hắn thôi. Có người nói, nghe nói đêm qua có người tập kích thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan, muốn cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thương và ẩn tầm cà sa. Đạt được hai kiện thần y này, có thể đạt được chiến lực không tầm thường, đủ để vấn đỉnh cuộc chiến phò mã, rất nhiều sợ là mạo hiểm rồi đấy. Nam Cung Hồng Nhan tâm ngoan thủ lạt, đắc tội rất nhiều tiên môn, trước kia có thần vương âm thầm giúp nàng, không ai dám ở thần đô làm loạn, hôm nay thần vương đã chết, cho dù là người báo thù hay kiếm lợi ích đều tới. Thần vương giận dữ, tiêu diệt thiên kim nhất tiếu lâu, trấn trụ rất nhiều người. Chỉ tiếc đã vẫn lạc. Nam Cung Hồng Nhan tướng mạo đẹp thiên hạ đệ nhất, một ít tiên đạo bại hoại, tà đạo ma nhân cũng thèm muốn nàng không thôi, sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Hơn 10 vạn thiên tài tuấn kiệt tụ tập, hoàng thành, trên chiến đài mỗi ngày đều có yêu nghiệt xuất thế, phàm là thiên tài có thể chiến thắng đều chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm. Rất nhiều yêu nghiệt lạ lẫm trở thành chủ đề thảo luận của mọi người, yêu kiếm truyền nhân cũng như thế, nhưng phần lớn nội dung lại xoay quanh chuyện hắn đạt được tài phú trong cung đánh bạc ngầm. Đánh giá chiến lực của hắn lại không cao, trong yêu nghiệt xuất thế chỉ xếp hàng trung thượng. Phàm là người nào cũng cho rằng trong những người tham gia cuộc chiến phò mã vẫn là Lý Tiêu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, Đông Phương Kính Thủy, Hồng Diệp Hoàng Tử chính là những thiên tài cao cấp nhất. Đương nhiên ở trong đó cũng có rất nhiều người suy nghĩ khác muốn đi cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thường và ẩn tầm xa la trên người Nam Cung Hồng Nhan, nhưng mà trải qua vài lần tập kích thì tay không quay về. Nam Cung Hồng Nhan ẩn nấp không xuất hiện ở thần đô. Có ẩn tầm xa la ra thân, chỉ cần nàng không hiện thân thì không ai có thể tìm được nàng. Thần Hà cấm vệ Linh Thạch Phường, trong đại viện bị vứt đi, bên trong có một bức tường tàn phá cao 10 mét, tiểu nhị trong Linh Thạch Phường qua lại đoạn tường tàn phá này, nháy mắt như biến mất, giống như có cánh cửa vô hình thu bọn họ vào. Mấy ngày nay, số lượng tiểu nhị trong Linh Thạch Phường gia tăng càng ngày càng nhiều, xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Đều là tiểu nhị mới tuyển thêm. Một đạo hào quang trực tiếp lóe lên trên đoạn tường tàn phá này, sau một khắc có người trẻ tuổi mặc quần áo đen thần thái lãnh ngạo đứng đó, thân thể đứng thẳng ngũ quan rõ ràng, lông mày như kiếm, gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng lại mang theo vài phần thần thái sáng lạn như mặt trời. Bế quan 9 ngày, rốt cục đạt tới thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân trầm giọng quát. Lấy một thanh kiếm tới đây.
Một đạo ô quang từ trong nhà đá bay ra ngoài, trên thân kiếm tỏa ra hào quang như máu, tản mát ra huyết khí khổng lồ, là một thanh linh khí giết người có thể uống máu người. Tay Phong Phi Vân mở rộng ra hóa thành một thủ ấn, nhanh chóng đoạt thanh kiếm và kiếm minh vang vọng, giống như dao long giã tính khó thuần. Phong Phi Vân cưỡng ép chân áp nó lại, cầm chặt chuôi kiếm chém vào một tòa nhà, một đám mây lửa bay ra, có con hồng loan đỏ rực như lửa giống như chim lửa chính thức, dài 10 mét, mỏ chim dài 1 mét tinh hồng giống như kiếm, móng vuốt sắc bén như trường thương, có lân phiến bao trùm, lông vũ như máu tươi bao trùm lấy trường kiếm. Đây là kiếm khí ngưng tụ thành, mang theo yêu khí, giống như thái cổ thần loan thức tỉnh bay ngang trời. Oanh! Trong nhà đá có một lão giả lao ra, trong tay cầm bảo bình, tròm râu bạc dài 3 xích giống như dây thép, bảo bình trong tao bành trướng 100 mét giống như thần tháp màu vàng. Kiếm khí va chạm với bảo bình, cả hai nhanh chóng nghiền nát. Lão giả tóc bạc bay ra ngoài, nâng bảo bình lên cung kính quỳ xuống, nói. Chúc mừng thần vương, tu vị nâng cao một bước. Mạc lão, đứng dậy đi. Phong Phi Vân thu hồi chiến kiếm, ý bảo lão giả này đứng dậy. Mạc lão chính là người trưởng quản thần binh lợi khí trong thần hà cấm vệ, thanh kiếm trong tay Phong Phi Vân chính là do hắn cố ý mệnh lệnh Mạc lão chuẩn bị, dùng ứng phó cuộc chiến phò mã sắp tới. Đây là chiến kiếm nhất phẩm linh khí. Chiến đấu bên này cũng làm cho đám tiểu nhị trong linh thạch phường chú ý, nhưng mà bọn họ chỉ liếc mắt nhìn thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chuyện của mình. Bế quan 9 ngày thành công luyện hóa 2 viên thiên tủy đan, đột phá đến thiên mệnh tứ trọng, tinh khí thần của Phong Phi Vân tăng trưởng thật lớn, giống như một con tiềm long đang ngủ say, chỉ cần có cơ hội là sẽ một bước lên trời. Chỉ tiếc vạn thú chiến thể vẫn không có đại thừa. Đạt tới thiên mệnh tứ trọng, Phong Phi Vân lần nữa trùng kích tu luyện vạn thú chiến thể, chỉ có thể dung luyện 9.998 đạo dị thú chiến hồn thì tao ngộ bình cảnh, không cách nào hoàn thành một vạn dị thú chiến hồn. Vạn là một cực trí, giống như hoàng đế tự xưng mình là vạn tuế, vạn đại thiên thu, vạn kiếp bất phục, vạn cổ trường thanh, đều đại biểu cho năng lực khổng lồ của chữ vạn, cho nên muốn đạt tới vạn là khó khăn cỡ nào. Vạn đại thiên thu nghĩa là thiên thu muôn đời, vạn cổ trường thành là quan hệ bền vững không thay đổi. Chẳng lẽ thật muốn tu luyện ra khối thứ nhất phượng cốt, mới có thể tu thành vạn thú chiến thể? Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, phân thành hai giai đoạn. Thay máu đã sớm hoàn thành rồi, nhưng mà luyện cốt lại chậm chạp không có tiến triển, dù sao cũng là thân thể nhân loại, muốn tu luyện ra phượng cốt trong cơ thể nhân loại, loại trình độ gian nan này còn khó hơn phượng hoàng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hơn nữa khối phượng cốt đầu tiên chính là phượng tâm, cũng trở thành tâm cốt. Tim người là thịt làm thành, làm sao có thể tu luyện thành xương cốt? Gặp chuyện không may, gặp chuyện không may. Tất chữ suốt chạy vào linh thạch phường. Mặc quần cộc đỏ thấm, đi đôi giày rơm, đầu đội mũ mặt da trâu. Bá! Phong Phi Vân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nói. Xảy ra chuyện gì? Tất chữ xuất thở hổn hển, nhìn thấy Phong Phi Vân thì vui vẻ, nói. Phong Phi Vân, ngươi xem như xuất quan rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất chữ xuất từ từ nói. Sau khi vòng đầu tiên cuộc chiến phò mã chấm dứt, 100 trẻ tuổi tuần tài sinh ra. Thái tử Điện Hạ dùng thân phận huynh trưởng La Phù công chúa hôm nay tại Tuyệt Sắc Lâu mở tiệc chiêu đãi 100 nhân kiệt này. Chuyện này có gì không ổn? Phong Phi Vân nói. Tất chữ xuất nói. Tự nhiên không có cái gì không ổn, nhưng mà sau khi mọi người tụ tập tại Tuyệt Sắc Lâu hôm nay, đã có người làm khó dễ với Nam Cung cô nương, công bố Nam Cung cô nương giết sư thúc của hắn, cướp đi một kiện linh khí, muốn Nam Cung cô nương trả lại. Ngay sau đó lại có người khó dễ. Công bố Nam Cung cô nương cướp đi thần thông chí cao của gia tộc. Phong Phi Vân nói, những người này thật đúng là buồn cười, rõ ràng là muốn cướp đoạt Hồng Loan Hỏa Thường cùng ẩn tầm xa la của Hồng Nhan, lại đứng ra thêu dệt tội danh, nếu Hồng Nhan muốn bảo vật gì, chỉ cần khẽ vươn tay là có người trực tiếp đưa tới tay cho nàng ngay. Ai nói không phải, nhưng mà đám người này không bỏ qua, bọn chúng không tìm được Nam Cung cô nương, vì vậy mượn Hỏa Vũ cùng Ngọc Thiền hả giận. Muốn bức bách Nam Cung cô nương hiện thân. Tất chữ xuất nói. Ta thật sự không thể làm gì cho nên đi tìm viện binh. Nếu như ngươi không xuất quan, ta đều ý định thỉnh mấy vị tiền bối thần hà cấm vệ đi qua tọa trấn. Phong Phi Vân nhìn thấy bên hông tất chữ xuất có treo lệnh bài xích đồng, chính là lệnh bài thông qua vòng thứ nhất, vì vậy kinh ngạc nói. Ngươi có thể xông qua vòng đầu tiên. Nói nhảm,
nếu ca không thông qua vòng đầu tiên thì làm sao có thể đi vào Tuyệt Sắc Lâu. Tất Chữ Xuất tức giận nói ra. Phong Phi Vân cầm lấy lệnh bài bên hông hắn lên xem xét, phía trên quả nhiên có khắc tên của Tất Chữ Xuất, đúng là không phải hắn đi trộm nên mới buông, kẻ cắp này đúng là thâm tàng bất lộ. Ca có thể xông qua vòng thứ nhất còn nhờ vào thiên tủy đan ngươi tặng cho đấy, giúp ta đột phá một cảnh giới, tu vị tăng nhiều, trên chiến đài đại trấn hùng phong, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ đẹp. Uy uy, nghe ta nói hết đã, ngươi đi đâu? Tất Chữ Xuất kêu lên. Tuyệt Sắc Lâu. Phong Phi Vân mang theo mũ rộng vành lên, ôm một chiến kiếm sải bước đi vào trong hư không. Bọn chúng rất bá đạo, ngươi xác định không mang theo nhiều người, chờ ta. Tất Chữ Xuất đội mũ lên và chạy theo. Hôm nay bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu người ta tấp nập, rất nhiều tu sĩ tụ tập, trong đó đa số là nữ tu sĩ chiếm đa số, loại hiện tượng kỳ quái này chưa phát sinh qua bao giờ. Đơn giản là Tuyệt Sắc Lâu hôm nay tụ tập rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài, mà đám trẻ tuổi tuấn tài này dù chưa là bá chủ thần tấn vương triều, trăm năm sau bọn họ chính là chủ nhân đại gia tộc, trưởng giáo tiên môn, hốc chỉ thi động, tông sư tà đạo, thậm chí là hoàng đế vương triều. Đây quả thực giống như hội tụ đỉnh phong, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện qua, tương lai cũng rất khó xuất hiện cảnh này. Yêu nghiệt hội tụ, vương giả hàng lâm. Giống như cả thiên hạ đang tụ tập tại nơi này. Bên ngoài ồn ào vang vọng. Yêu kiếm truyền nhân và Phật đầu to kết bạn tới. Trong 100 tuấn tài có hơn 10 người thân phận thần bí, trong đó yêu kiếm truyền nhân cùng Phật đầu to là hai người trong đó. Mặc dù có người nhìn ra công pháp bọn họ thần dị nhưng không ai có thể nhận ra thân phận của họ. Đặc biệt là yêu kiếm truyền nhân, sau lưng có một yêu nhân cái thế, ép đám phiệt chủ môn phiệt không thể thở mạnh. Yêu nhân cái thế là cao thủ trong thập đại cao thủ vô thượng. Thập đại cao thủ này hơn một nửa đã không xuất thế, có người rời khỏi thần tấn vương triều, có tọa hóa tại hoang dã, có mấy người rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời, dốc lòng tu đạo, vấn đỉnh thiên đạo. Mà nói tới thập đại cao thủ vô thượng, yêu nhân cái thế chắc chắn là người trong số đó. Có chỗ dựa khổng lồ sau lưng như thế, yêu kiếm truyền nhân cho dù hoành hành thiên hạ cũng không người nào dám cản đường hắn cả. Cuộc chiến cung đánh bạc ngầm càng thể hiện ra thế lực khổng lồ sau lưng yêu kiếm truyền nhân, quả thực giống như thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, rung động rất nhiều người. Phong Phi Vân mặc hắc y và mang mũ rộng vành mang theo Tất Chữ Xuất đồng thời đi vào Tuyệt Sắc Lâu. Mặc dù rất nhiều thiếu nữ điên cuồng, nhưng lại không ai xông lên, chỉ đứng xa xa hò reo. Phật đầu to cũng rất thần bí, đừng nhìn hắn đầu rất thấp, làn da rất đen, hắn mang chấn thế sát binh trên người, không người nào có thể kích thương hắn cả. Trong lúc giao thủ với một vương giả trẻ tuổi, đầu to Phật thi triển ra thần thông đấu chuyển tinh di, trực tiếp chuyển tên vương giả trẻ tuổi này bay ra ngoài, một vị tiền bối nói một chiêu đấu chuyển tinh di này chính là một chiêu trong đạo điển. 2000 năm trước bộ đạo điển thứ 8 trong đạo điển bị trộm, chiêu thần thông này cũng thất truyền. Đạo điển, Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, Kim Tàm Kinh chính là ba đại thánh điển của tu tiên giới thần tấn vương triều, chính là pháp quyết tu luyện cao thâm nhất, Phật đầu to này có thần thông ghi trong đạo điển, cũng không biết bộ thứ 8 đạo điển có trên người của hắn hay không. Yêu kiếm truyền nhân Phật đầu to đi vào Tuyệt Sắc Lâu, không chỉ làm tu sĩ bên ngoài kích động, ngay cả một ít yêu nghiệt trong Tuyệt Sắc Lâu cũng phải ghé mắt nhìn. Chiến ý dâng trào xuyên qua cửa sổ, nhìn qua hai người từ xa đi tới gần. Đây là yêu kiếm truyền nhân. Một đạo ánh sáng màu đỏ hiện ra, nam tử nho nhã có màu da như sáp cười vui vẻ, lòng bàn tay vuốt vuốt một đoàn hỏa diễm, nhiệt độ cực nóng làm không khí chung quanh vặn vẹo, giống như hóa thành vòng xoáy quét qua tất cả các nơi. Đây là một yêu nghiệt trẻ tuổi, chiến 72 trận bất bại, từng tiến vào thượng cổ di tích nào đó, đạt được truyền thừa thượng cổ. Rất nhiều người chờ mong nhìn qua, dù sao tất cả mọi người biết rõ yêu kiếm truyền nhân đạt được mấy chục vạn miếng linh thạch tài phú, đây là tài phú cực kỳ to lớn a. Phong Phi Vân cũng nhìn qua tòa lầu trước mặt, hắn lạnh lùng nói. Nghe nói có người muốn tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan gây phiền toái. Đúng thì như thế nào? Trong Tuyệt Sắc Lâu có giọng nói lãnh ngạo vang lên. Phiền toái của nàng ta tiếp là được, có việc cứ tìm ta. Đừng tìm nữ tử vô tội hả giận. Phong Phi Vân đứng trên một tảng đá xanh, thân thể của hắn thẳng như trường thương, chiến kiếm trong tay nhấn xuống đất một cái, vỏ kiếm cũng nhấn chìm vào trong đá lớn. Tất Chữ Xuất lo lắng, thấp giọng nói. Đừng có đùa a hát, đối phương nhiều người, hơn nữa đều là yêu nghiệt, tu vị không kẻ nào yếu hơn ngươi.
Trong Tuyệt Sắc Lâu có vài giọng cười mỉa mai truyền ra, thật giống như nghe được chuyện đáng chê cười nhất trên đời, nói. Người cùng nàng là quan hệ như thế nào, người biết nàng gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái không? Cho dù phiền toái lớn hơn nữa ta tiếp là được. Phong Phi Vân nói. Giọng nói khác vang lên, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng yêu nhân cái thế là thiên hạ vô địch, muốn dùng hắn trấn trụ chúng ta sao? Chỉ dựa vào một mình ta là đủ, không cần mượn nhờ lực lượng của bất cứ kẻ nào. Phong Phi Vân nói. Đây chính là ngươi nói. Có người cười đứng dậy, những lời này của Phong Phi Vân nói rõ chuyện ở đây không quan hệ tới yêu nhân cái thế, bọn họ dám ra tay không kiêng nể gì cả. Hồng Loan Hỏa Thường cùng Hồng Loan Yêu Kiếm, một là Lông Vũ Hồng Loan Bện Thành, một cái khác là phương pháp tu luyện khắc lên xương cốt đại yêu, có người suy đoán yêu kiếm truyền nhân cùng Nam Cung Hồng Nhan có sâu xa với nhau. Đương nhiên một ít kẻ tâm cơ thâm trầm thậm chí cho rằng, yêu kiếm truyền nhân làm như vậy kỳ thật cũng là vì Hồng Loan Hỏa Thường, giờ phút này cái gọi là tiếp phiền toái của Nam Cung Hồng Nhan chỉ là làm dáng mà thôi. Trong Tuyệt Sắc Lâu có gần 100 thiên tài đứng ở các nơi cũng không phải đứng chung một cung điện. Trong lầu ba một tòa ngọc điện có nhiều tuổi trẻ tài tuấn tập trung nhất, tổng cộng 30 người, đương nhiên tuyệt đại đa số đều đang nhắm mắt tu luyện, có người cách xa người khác, người không có tu luyện thì uống rượu một mình, trầm mặc ít nói, thật giống như mọi việc không quan hệ với bọn họ. Những người này không có kẻ nào không có tâm trí và thiên tư cao tuyệt, chuyện không nên quản thì đừng bao giờ quản. Trên gian phòng hoàng kim lầu ba treo hơn 10 nữ tử, hai tay bị trói sau lưng, dùng da ngân xà trói lại. Đều là những tỉ muội từng có quan hệ thật tốt với Nam Cung Hồng Nhan tại Tuyệt Sắc Lâu. Tu vị các nàng bị phong bế, trên người đầy vết thương, quần áo rách nát, thân thể đầy vết roi, cánh tay trắng bóng sắp đứt đoạn, vết roi giống như đánh nát xương cốt của các nàng. Trên mặt đất cũng có 7-8 thi thể nữ nhân, hiển nhiên là bị đánh chết. Chỉ cần Nam Cung Hồng Nhan không xuất hiện, mỗi cách nửa canh giờ sẽ có một người bị đánh chết, thẳng đến khi Nam Cung Hồng Nhan xuất hiện mới thôi. Tất chữ xuất phát hiện tình huống nghiêm trọng như thế, sợ cuối cùng Nam Cung Hồng Nhan thực xuất hiện cho nên mới đi Linh Thạch Phường thông chi Phong Phi Vân. Huyết Phú cùng Ngọc Thiền cũng bị trói ở trên cao, vốn cũng đã tuyệt vọng, dù sao các nàng rất hiểu tính cách của Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Hồng Nhan tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chỉ khi các nàng chết hết thì nàng mới xuất hiện tiêu diệt sạch đám tu sĩ này mà thôi. Nghe nói có người xuất đầu cho các nàng, trên mặt các nàng đầy vui vẻ. Tay Long Thần Nhai cầm một chén rượu, nhẹ nhàng hớp một cái, vốn tiệc rượu này là hắn mời, nhưng mà chàng diện không khống chế được, hắn vẫn làm như không thấy, thật giống như đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Đặt chén rượu lên bàn, Long Thần Nhai cười nói. Yêu kiếm truyền nhân tâm cơ thật sâu, vì đạt được Hồng Loan Hỏa Thường đã không tiếc bất cứ thủ đoạn nào cả. Đúng vậy a, hắn tu luyện chính là Hồng Loan yêu kiếm, đạt được Hồng Loan Hỏa Thường thì kiếm quyết uy lực tăng lớn. Rất có thể thắng trong cuộc chiến phò mã, cưới được La Phù công chúa, còn có thể trở thành thần vương. Thế nhưng mà, hắn đang trợ giúp Nam Cung Hồng Nhan A Hát. Đây là chỗ âm hiểm của hắn, dùng chuyện này thu mua nhân tâm, tranh thủ hảo cảm của những tiểu cô nương này, sau đó có thể tìm được chỗ ẩn thân của Nam Cung Hồng Nhan, cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thường. Chậc chậc, đúng là tiểu nhân âm hiểm xảo trá, khó trách có thể đánh cướp mấy chục vạn linh thạch của cung đánh bạch ngầm. Người khác cũng không có thủ đoạn như vậy. Ngụy Quân Tử. Một đám người trẻ tuổi cười lạnh không thôi, bọn chúng chỉ muốn đạt được Hồng Loan Hỏa Thường và ẩn tầm xa la trong tay Nam Cung Hồng Nhan nên đã treo và đánh những nữ tử này tới chết, đây là thủ đoạn của bọn chúng mà ra. Huyết Phú cùng Ngọc Thiền nghe được đám người này nói chuyện, vui vẻ trên mặt thoáng biến mất, tâm chìm đến đáy cốc, vốn tưởng rằng có cứu tinh tới, không nghĩ tới lại chính là kẻ cùng một ruột với đám người này. Đúng vậy. Ai ăn no không có chuyện gì làm đi đắc tội đám thiên tài yêu nghiệt này chứ? Trong lòng Huyết Phú u thán, hoàn toàn xem thường tên yêu kiếm truyền nhân kia, thủ đoạn của kẻ này còn ti tiện hơn đám người ở đây. Long Thần Nhai cười nói. Nợ máu trả bằng máu, giết người đền mạng, đây chính là Nam Cung Hồng Nhan thiếu nợ máu, các vị làm thế là quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, không có ti tiện bỉ ổi như yêu kiếm truyền nhân a. Long Thần Nhai vì muốn được thế lực sau lưng đám người này ủng hộ, không tiếc lời nịnh nọt. Phong Phi Vân đứng bên ngoài cung điện, thính lực của hắn kinh người cỡ nào, tự nhiên là nghe từng chữ của bọn chúng rõ ràng, lạnh giọng cười cười, nói. Thái tử điện hạ, không nghĩ đến bản lĩnh đổi trắng thay đen của ngươi lợi hại như vậy, mặt mũi hoàng tộc bị ngươi làm mất hết rồi.
khi dễ nữ nhân nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội, ngay cả Phật đầu to ta còn không làm, Thái tử Điện Hạ lại làm quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, thật lợi hại, bội phục, bội phục. Tất chữ xuất dùng giọng nói con vịt nói ra, cố ý lớn tiếng, làm cho những tu sĩ bên ngoài tuyệt sắc lâu nghe được rất rõ ràng. Sắc mặt Long Thần Nhai trầm xuống, nói. Bản thái tử đều là ăn ngay nói thật, Phong Nhị Cẩu, nếu ngươi thật ngấp nghé Hồng Loan Hỏa Thường trên người Nam Cung Hồng Nhan, dựa vào cái gì giúp nàng tiếp ân oán ở đây, ngươi cũng nên đưa ra nguyên nhân a. Phong Phi Vân lập tức trầm mặc, thật lâu về sau, mới nói. Ta thích nàng. Ha ha, thật sự là chê cười, ngươi nhìn thấy mặt mũi của nàng ta chưa? Có người nói ra. Không có. Phong Phi Vân nói. Nghe đáp án như thế tất chữ xuất cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, làm cái gì a hát, Phong Đại Thiếu ra ngay cả mặt của Nam Cung Hồng Nhan cũng chưa từng nhìn thấy, còn chưa từng chung giường ới Nam Cung Hồng Nhan a. Nếu là người khác chưa từng gặp mặt Nam Cung Hồng Nhan thì hắn còn tin tưởng, nhưng mà đứng ở đây chính là Phong Phi Vân, tình cảm của hai người thiên hạ đều biết, nếu ngay cả Phong Phi Vân còn chưa gặp mặt của Nam Cung Hồng Nhan, tất chữ xuất đánh chết đều không tin. Lại nói danh hiệu của Phong Phi Vân chính là Cửu Long Bão Trụ, nữ nhân hắn ngủ qua nhiều không kể xiết, chưa ngủ qua với Nam Cung Hồng Nhan, làm sao có thể. Tất chữ xuất dùng ánh mắt như nhìn quái vật quan sát Phong Phi Vân, cảm giác, cảm thấy Phong Phi Vân không có nói thật. VIPVANDAN.VN Chương 887, đơn đao đi gặp. 1. Phong Phi Vân giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng của hắn, truyền âm nói. Khi ngươi gặp nữ nhân mình yêu thích, nếu như ngủ với nàng, như vậy ngươi căn bản chưa thật sự yêu thích nàng, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Thời điểm ngươi yêu thích nữ nhân chân chính, có thể gặp nàng, có thể ôm nàng đã là chuyện tốt nhất trên đời này rồi. Ngủ với một nữ nhân, chỉ cần nàng không có bệnh về tình dục thì không cần cân nhắc gì cả. Nhưng mà với một nữ nhân mà mình yêu thích thật sự, bàn chuyện tình cảm phải thật cẩn thận. Ha ha, ngươi ngay cả mặt của nàng cũng chưa thấy qua. Rõ ràng dám nói người ưa thích nàng, ai mà tin chứ, thật sự là một ngụy quân tử, cũng tốt, nếu ngươi giả bộ làm người tốt thì phải trả giá thật nhiều. Trong cung điện Kim Ngọc có giọng nói trào phúng vang lên. Nếu ngươi có thể tiếp ba chiêu thần thông của ta, ngươi có thể bàn điều kiện với ta. Trên đỉnh cung điện Kim Ngọc có tế văn màu vàng hiện ra, trong thiên địa có tiếng ngâm sướng cổ xưa ảnh hưởng tâm thần, tế văn màu vàng giống như cơn mưa ập thẳng vào Phong Phi Vân. Mỗi tế văn nặng ngàn vạn cân, có thể đập vụn tất cả sinh linh trên một địa vực. Trước mặt Phong Phi Vân có một thanh chiến kiếm tự động bay lên, hóa thành một đạo ô quang, chạm phá tế văn màu vàng, trực tiếp bay vào trong cung điện Kim Nghi Oi, bên trong bộc phát tiếng vang thật lớn. Oanh! Cung điện Kim Ngọc sụp đổ một góc, nam tử áo đen trẻ tuổi người đầy xương trắng bay ra từ bên trong, xương trắng trên người hắn có mấy trăm cây, có đứt gãy, có máu tươi. Không phải xương cốt cự phách thì chính là xương linh thú, độ cứng cường đại dọa người. Cũng chính bởi vì có những xương cốt này ngăn cản kiếm khí, cho nên mới không có chết dưới một kiếm vừa rồi. Nhưng mà khóe miệng của hắn đầy tơ máu, tràn đầy kinh hãi, một kiếm này làm hắn trọng thương, chật vật không chịu nổi. Chỉ một kiếm, thiếu chút nữa đã đánh chết hắn rồi. Bá! Chiến kiếm lại bay vào trong cung điện Kim Ngọc lần nữa, chém xuống một lần nữa. Lần này còn mạnh hơn trước, giống như hóa thành mây đen, trong mây đen có một con hỏa điểu xuất hiện. Bạch cốt tế đàn. Nam tử áo đen cao chừng 3 mét, chính là người Cổ Cương phủ, là thiên tài nghịch thiên thiên mệnh ngũ trọng, tu luyện chính là man hoang vu thuật, ngưng tụ cổ vu thuật pháp, trên người có mấy trăm xương trắng bao quanh, ngưng tụ thành một tòa tế đàn. Bành. Dưới kiếm quang không thể đỡ, bạch cốt tế đàn nứt vỡ, một kiếm bổ vào người tên áo đen, thân thể của hắn bị xuyên thủng. Đùng đùng không dứt. Hỏa điểu bay múa trước thi thể, thiêu đốt thi thể của hắn không còn. Kiếm quang bay trở về, cắm ở trước mặt Phong Phi Vân, phía trên có hào quang màu đen phun ra nuốt vào. Phong Phi Vân nói, hiện tại các ngươi có cảm thấy ta có khả năng tiếp phiền toái của Nam Cung Hồng Nhan hay chưa? Phàm là có thể xông qua vòng đầu tiên, không có kẻ nào không phải thiên tài thân kinh bách chiến, yêu nghiệt chính thức. Một yêu nghiệt bị Phong Phi Vân hời hợt chém xuống. Hai chiêu kiếm quyết đã giết kẻ đó tại chỗ, mặc dù cổ vu thuật cũng không ngăn được Hồng Loan yêu kiếm. Trên mặt đất bạch cốt tùm, đều là xương cốt cự phách cảnh, hoặc là yêu cốt linh thú ngàn năm, có xương cốt bị kiếm khí cho đánh rách tả tơi,
bên trong có máu tươi và tinh khí chảy dài. Nếu xương người bình thường đã sớm bị linh khí nghiền thành cho bụi, cũng chỉ có xương cốt cự phách mới có thể cứng rắn như vậy. Tất chữ xuất rất không khách khí, thu hồi mấy trăm khối xương cốt này lại, đây chính là xương cốt được đại vụ cổ cương tế luyện, thượng diện thai nghén vô lực, nếu bán cho đám học giả nghiên cứu vu học có thể bán đi giá tiền rất lớn. Hai kiếm chém yêu nghiệt, toàn trường phải sợ hãi giật mình. Bên trong tuyệt sắc có đám thiếu niên tuấn tài đang nhắm mắt tu luyện, bọn họ mở to mắt ra, linh quang bắn ra ngoài, có thể xem thấu vách tường nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Long Thanh Dương ngồi trên lầu hai cung điện Kim Ngọc, ngồi rất gần Tây Việt Lan Sơn, hai người quan hệ rất thân, Tây Việt Lan Sơn bị Long Thương Nguyệt cắt mất đầu lưỡi, đã được cao thủ Tây Việt Phiệt Thỉnh Động Đại đệ tử Thái Sư nối đầu lưỡi lại. Nhưng mà bởi vì thế trên đầu lưỡi còn dấu vết bị cắt đứt, trở thành sỉ nhục cả đời của hắn. Mấy ngày mà thôi, tu vị của Phong Nhị Cầu tăng lên không chỉ gấp 3 lần a. Tây Việt Lan Sơn cầm tay Long Thanh Dương, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của hắn. Tuy Tây Việt Lan Sơn là thiên tài cấp sử thi, tâm trí kiên định, nhưng lại cũng không ngăn được mị lực của Long Thanh Dương, trở thành kẻ sau thúc phục của hắn tiến vào màn tân, rơi vào tay giặc cực nhanh, hắn lại theo Long Thanh Dương đi Nam Thiên Tự một lần, hoàn toàn bị Long Thanh Dương dùng mị lực còn lớn hơn nữ tử làm không cách nào tự kiềm chế. Long Thanh Dương ánh mắt như trâu, lông mi thon dài, ôn nhu nói. Rốt cuộc là ngươi mạnh hơn hay là hắn mạnh hơn đây? Sắc mặt Tây Việt Lan Sơn xấu hổ, nói. Ta thiên phú cao hơn hắn, vượt qua hắn là chuyện sớm muộn. Vậy còn dễ nói, nếu ngươi không mạnh bằng hắn, ta tội gì đi theo ngươi? Long Thanh Dương đẩy tay hắn ra, dáng người như liễu, phiêu nhiên mà đi. Thanh Dương! Trong mắt Tây Việt Lan Sơn lộ vẻ sợ hãi, giống như kẻ đáng thương bị bạn gái vứt bỏ, nhanh chóng đuổi theo Long Thanh Dương. Nhưng lại bị Long Thanh Dương hất ống tay áo bay đi, đầu rơi máu chảy bay trở về, ngã xuống đất. Ánh mắt Tây Việt Lan Sơn tuyệt vọng, Long Thanh Dương biến mất trong tầm mắt của hắn, rất kiên quyết, hoàn toàn không có chút lưu luyến nào cả. Bá! Phong Phi Vân bay thấp lên tầng thứ hai cung điện Kim Ngọc nhìn vào, nhìn thấy Tây Việt Lan Sơn thút thít nỉ non thất hồn lạc phách, nói. Nếu nam nhân bị nữ nhân làm cho thất hồn lạc phách, đó gọi là si tình. Nam nhân bị nam nhân làm thần trí buồn lo vô cớ, đó gọi là ngu ngốc. Phong Phi Vân không hề nhìn hắn thêm cái này, Tây Việt Lan Sơn đã hoàn toàn bị Long Thanh Dương hủy, cho dù là thiên tài cấp sử thi thì như thế nào, từ nay về sau sa đọa, mất đi tiên duyên. Bành! Phong Phi Vân thân mặc áo đen bồng bềnh, một chưởng đánh vào vách tường kim ngọc dày 3 thước, bước vào trong cung điện, nhuệ khí bức người. Trong cung điện có hơn 30 thiên tài tuấn kiệt. Có một nửa nhìn chằm chằm vào hắn, mà đổi thành một nửa còn lại là thần sắc lạnh nhạt, đang uống rượu tán ngẫu. Đứng trong hành lung cung điện này, chung có khói bốc lên, khói này là từ dưới đầm sen trong cung điện bay lên, cung điện khổng lồ này như hóa thành tiên cảnh vậy. Hơn 10 nữ tử bị trói lại treo trên xà ngang, tu vị các nàng không cao, tu vị bị phong bế nên chẳng khác gì nữ tử tầm thường, từ trên cao rơi xuống chắc chắn phải chết. Mấu chốt là trong quá trình rơi xuống khiến những thanh quan nhân chỉ biết đánh đàn, hát hay múa giỏi lại đáng sợ tới cực điểm. Phía dưới có vài thi thể té chết, thân nhẹ như nhược, xương cốt toàn thân gãy đoạn trước khi chết không biết đã thừa nhận bao nhiêu sợ hãi và thống khổ. Cầm thú! Tất chữ xuất cũng xông vào trong, nhìn thấy cảnh này thì chửi thề. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tìm Phong Phi Vân, nhưng mà vẫn chậm một bước, thảm kịch vẫn xảy ra. Sắc mặt Phong Phi Vân không dễ nhìn, trong đó có mấy nữ tử hắn nhìn thấy vài lần tại tuyệt sắc lâu, các nàng tự tay dâng trà nóng, nhã tấu, múa cho hắn xem, bây giờ biến thành tử thi lạnh như băng. Chỉ có thể trách Nam Cung Hồng Nhan giết sư thúc của ta, cướp đi tiên phủ một kiện trấn phủ linh bảo, nếu nàng không trả lại thì các nữ nhân này sẽ liên lụy, chết đã là trừng phạt thoải mái nhất với các nàng rồi. Một tên nam tử thanh tú mặc bạch khải lạnh như băng nói ra. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ cũng mặc bạch khải, tinh mâu lóe sáng, tóc dài như thác nước, giống như nữ tử trong bức họa đi ra, nói. Sư thúc ta chết cực thảm, hai mắt bị móc đi, da người bị lột bỏ, trên người cắm đầy thiết châm, bị đóng đinh trên thân cây cổ thụ, thân thể bị đốt cháy qua, cỏ cây cổ thụ cũng cháy thành than, thời điểm ta và sư huynh nhìn thấy sư thúc, một tấm da người bị đóng lên cột, đón gió phấp phới, máu chảy đầm đìa, đến nay ta vẫn chưa quên được. Đây là hai truyền nhân tiên phủ nói ra.
Tiên phủ này đã gần ngàn năm qua chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, đã từng chính là thế lực tu tiên có thể sánh ngang bốn đại môn phiệt. Long thần nhai muốn mượn nhờ lực lượng tiên phủ này, cho nên mới cho thiếu nữ tiến vào trong tuyệt sắc lâu, bằng không tuy nàng có tu vị yêu nghiệt, cũng không cách nào tiến vào nơi tụ hội của bọn họ. Huyết Phú cười lạnh. Phi, là sư thúc của các ngươi ngấp nghé mỹ mạo của tỷ tỷ, muốn ý đồ bất chính, tỷ tỷ mới ra tay giết hắn, lấy đi kiện linh bảo kia chỉ là thuận tay, chuyện giết người đoạt bảo có mấy ai ở đây chưa làm qua. Hừ, sư thúc ta đã tu luyện hơn 600 năm, đạt tới cự phách, nếu không phải Nam Cung Hồng Nhan câu dẫn hắn, hắn làm sao bị mê hoặc chứ? Thiếu nữ nói ra. Huyết Phú miệng ho ra máu, cười mỉa mai nói. Tỷ tỷ của ta cần gì câu dẫn chứ, chỉ cần vạch khăn che mặt ra, đừng nói là một vị cự phách, cho dù là chân nhân cũng phải quỳ trước mặt nàng dập đầu, chỉ tiếc trên đời này chưa từng có nam nhân nào nhìn thấy dung mạo của tỷ tỷ, mặc dù nàng mang mạng che mặt, cũng có không ít người nguyện ý quỳ trước mặt nàng, làm nô lệ cho nàng nhưng tỷ tỷ lại trướng mắt. Dám sỉ nhục sư thúc ta, muốn chết. Bạch quang lóe lên trong tay thiếu nữ mặc bạch khải kia, xuất hiện một cây roi dài trăm mét. Roi hất lên nhanh như thiểm điện. Huyết Phú biết rõ cây roi lợi hại, dường như có thể quất tới linh hồn của người ta, nàng cắn răng nhắm mắt lại. Nhưng mà đau đớn không có xuất hiện, nàng mở mắt dễ thương ra, trông thấy cây roi nhanh như tia chớp kia bị yêu kiếm truyền nhân bắt được. Yêu kiếm truyền nhân thì như thế nào, xuất đầu cho Nam Cung Hồng Nhan, đây chính là địch của người trong thiên hạ. Nam tử và nữ tử mặc khải giáp đồng thời ra tay, cùng tế ra một kiện linh khí của mình. Bọn họ biết rõ Phong Phi Vân lợi hại, không dám khinh thường, hợp lực hai người cùng đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm kiếm, mũi kiếm đánh ra, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, một kiếm bổ đánh bay linh khí của bọn họ, trận vân bạch ngọc trên khải giáp nứt vỡ. Bành, bành, hai tiếng sụp đổ vang lên. Trên vách cung điện này xuất hiện hai lỗ thủng to tướng, hai đệ tử tiên phủ lăn ra ngoài, ngã xuống con đường đá xanh trước đại viện. Xương cốt trên người bọn họ gãy ít nhất 3 cây, trên miệng còn có tơ máu. Chỉ một kiếm đã có thể chém bay hai yêu nghiệt, chật vật không chịu nổi đứng bên ngoài cung điện, không dám tiến vào cung điện nửa bước. Yêu kiếm truyền nhân quá cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phong Phi Vân lại thả hơn 10 thanh quan nhân bị treo trên cao xuống, những thanh quan nhân này vô cùng khinh thường Phong Phi Vân, không cảm tạ nửa câu, hoàn toàn cho rằng đây là âm mưu của hắn. Phong Phi Vân âm thầm truyền âm cho Huyết Phú, nói cho nàng biết thân phận chân thật của mình, Huyết Phú chính là người duy nhất biết rõ Phong Phi Vân còn sống, nghe được Phong Phi Vân truyền âm thì ánh mắt tỏa sáng, đôi mắt sáng như sao trời. Thì ra cái gọi là yêu kiếm truyền nhân lại chính là Phong Phi Vân, nàng đã yên tâm rồi. Các ngươi hiện tại theo ta rời đi. Phong Phi Vân nói, những nữ tử này hoàn toàn không rõ tình huống, tự nhiên rất lo lắng về Phong Phi Vân. Thật giống như sợ bị hắn bán đi vậy. Huyết Phú đôi mắt đảo một vòng, biết rõ Phong Phi Vân đang che giấu tung tích, tự nhiên cũng không nói rõ, nói. Chúng ta trước rời khỏi đây rồi nói sau, nếu như yêu kiếm truyền nhân chó má này có ý đồ gì với chúng ta, Hồng Nhan tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Khóe miệng Phong Phi Vân co rút hai cái, tự nhiên biết rõ Huyết Phú nói một câu hai hàm nghĩa, hắn cười hiểu ý. Những cô gái này đều dùng Huyết Phú cầm đầu, ngay cả nàng cũng nói như thế thì các nàng chỉ nghe theo thôi. Vào thời điểm Phong Phi Vân mang theo hơn 10 vị thanh quan nhân ra khỏi cung điện, thời điểm ý định rời đi thì một nam tử cưỡi cự lộc màu đỏ, lưng cõng cự kiếm to lớn đi tới cản đường. Ngón tay Bắc Minh Phá Thiên vuốt ve đầu hươu như vuốt ve người yêu, không đếm xỉa nói. Đơn đao đi gặp, độc sông long đầm, dũng khí đáng khen, nhưng mà... Chẳng lẽ ý định rời đi đơn giản như thế sao? Đây là áp lực khổng lồ, còn lớn hơn cả núi cao. Phong Phi Vân bình bình đạm đạm, mang theo vài phần vui vẻ. Thì ra là Bắc Minh Phá Thiên, người trọng kiếm đạo đã tu luyện tới cảnh giới cử trọng nhược khinh, chỉ tiếc vẫn chỉ là nhập môn trọng kiếm đạo mà thôi, người khi nào có thể tu luyện tới cảnh giới cử khinh nhược trọng mới xem như có chút thành tựu trong kiếm đạo. Tu vị Phong Phi Vân sau khi đạt tới thiên mệnh tứ trọng, nhãn lực càng mạnh hơn nữa. Liếc cái đã nhìn ra cao thấp trên tu hành trọng kiếm đạo của Bắc Minh Phá Thiên. Có chút ý tứ. Bắc Minh Phá Thiên nói. Nam Cung Hồng Nhan hại chết một thiên kiêu Bắc Minh phiệt của ta, đi Bắc Minh thần công là công pháp trấn gia của gia tộc, khoản sổ sách này ngươi phải tiếp thay nàng mới được.
Việc này Phong Phi Vân cũng biết, hơn nữa Nam Cung Hồng Nhan còn mang Bắc Minh Thần Công cùng giới linh thạch trở thành lễ gặp mặt đưa cho Phong Phi Vân, chỉ tiếc loại công pháp này Phong Phi Vân căn bản không để vào mắt, sau đó giao cho Long Thương Nguyệt, cũng không biết nàng tu luyện hay không. Phong Phi Vân gọi Tất Chữ Xuất mang theo Huyết Vũ và mười mấy nữ tử rời đi, thẳng đến khi bọn họ ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, mới nói. Tự nhiên tiếp được, bất cứ sai lầm nào của nàng ta sẽ gánh chịu, nàng thiếu nợ ta sẽ trả, ai muốn khiêu chiến, ta tùy thời phụng bồi, dù là chiến đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng, chỉ cần ta không có ngã xuống, các ngươi cứ tới tìm ta, không cần khó xử nàng, nếu ai dám đi tìm nàng gây phiền toái, ta muốn người nọ không thể sống được. Bắc Minh Phá Thiên cưỡi con xích lộc này là một con thượng cổ linh thú dị chủng, lực có thể cõng núi, đã tu luyện 900 năm, Bắc Minh Phá Thiên bình thường dùng dị thảo nuôi nấng nó, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn dị thú bình thường nhiều lắm. Tọa kỵ của hắn thần lực phi phàm, một cú húc đầu vào núi cũng làm núi sụp đổ. Tu sĩ bình thường đứng trước mặt Bắc Minh Phá Thiên sẽ bị khí thế của xích lộc đè ép. Mà Phong Phi Vân vẫn đứng tại chỗ, ôm một thanh chiến kiếm đối nghịch với Bắc Minh Phá Thiên. Mặc cho uy áp của đối thủ bài sơn đảo hải cũng không lùi nửa bước. Ông ông! Cự kiếm sau lưng Bắc Minh Phá Thiên không ngừng lay động kịch liệt, phát ra âm thanh như núi trời sụp đổ. Một thanh cự kiếm này nặng không biết bao nhiêu cân, tuyệt đối nó sẽ nặng hơn một tòa núi lớn. Đây không chỉ là binh khí của Bắc Minh Phá Thiên, nó còn là công cụ tu luyện của hắn. Trọng kiếm trầm xuống, rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn dữ dội. Bỗng dưng thanh trọng kiếm này bị hai tay Bắc Minh Phá Thiên nhắc lên, bộc phát ra lực lượng hung mãnh, có thể bổ ra tất cả. Không có bất kỳ hoa lệ nào, một kiếm thuần lực lượng đầy phong cách chém thẳng xuống. Đối mặt một kiếm này, Phong Phi Vân cũng không trốn tránh, giống như con sâu cái kiến chờ vận mệnh phán xét. Cực ít có người có thể tiếp được một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên, mặc dù là Đông Phương Kính Thủy cùng Lý Tiêu Nam cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng trọng kiếm của Bắc Minh Phá Thiên. Mà yêu kiếm truyền nhân sẽ bị Bắc Minh Phá Thiên một kiếm đánh thành trọng thương. Xem khí thế này không chỉ trọng thương đâu, thân thể hóa bùn máu cũng không phải là không được. Mọi người không ngừng nghị luận một kiếm này. Phong Phi Vân không chỉ có không có trốn tránh, thậm chí không có xuất kiếm ra, hắn giơ tay lên, hình thành một tư thái cổ quái như hai tay chống trời, trực tiếp lấy tay tiếp một kiếm kinh thiên động địa của Bắc Minh Phá Thiên. Oanh! Cự kiếm bị tay của Phong Phi Vân bắt lấy. Chấn động mãnh liệt sinh ra. Một màn này thật sự quá kinh hãi, nhiều người như rớt cằm xuống đất. Mà ngay cả đám yêu nghiệt trong Tuyệt Sắc Lâu cũng có mấy người vô án, quá không thể tưởng tượng nổi, vượt qua phạm vi tất cả mọi người lý giải. Một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên cực kỳ hung mãnh, cho dù là nửa bước cự phách lấy tay đỡ kiếm cũng phải gãy xương cột sống, thậm chí xương cốt toàn thân cũng hóa thành bụi phấn. Nhưng mà yêu kiếm truyền nhân lại dùng cánh tay tiếp lấy kiếm này. Chẳng lẽ tay hắn là thần thạch tạo thành, xương cốt là xương thần long? Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân cùng vạn thú chiến thể hai chủng công pháp luyện thể đỉnh cấp, hơn nữa dung luyện sống lưng diêm vương, dùng phượng hoàng huyết rèn luyện cốt cách, thân thể cường đại căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng nổi, tiếp được một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng không phải không có nắm chắc. Bắc Minh Phá Thiên thu hồi trọng kiếm, vác lên lưng, sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng. Vừa rồi hắn trông thấy chung quanh thân thể yêu kiếm truyền nhân có ngàn con dị thú chiến hồn, lóe lên rồi biến mất, giống như diễn hóa man hoang đại thế, kinh người tới cực điểm. Có thể diễn hóa ra mấy ngàn đạo dị thú chiến hồn, bổn sự như thế cũng chỉ có mỗi Phong Phi Vân. Hẳn là hoa mắt. Bắc Minh Phá Thiên nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo đen, mang mũ rộng vành này thật sâu, trong mắt nghi hoặc, nói. Cường giả trẻ tuổi cao cấp nhất hiện tại, ngươi xem như một người trong đó. Nhưng mà một kiếm vừa rồi chỉ có 5 thành công lực của ta, người có thể tiếp được một kiếm này nhưng không có nghĩa là tiếp được trọng kiếm đạo của ta. Ta cũng không có sử dụng toàn lực. Phong Phi Vân nói, trọng kiếm đạo cũng không phải thủ đoạn công kích mạnh nhất của ta, muốn gặp được tu vị chính thức của ta thì ngày mai gặp. Bắc Minh Phá Thiên thập phần tự tin, giống như thiên vương bất bại. Phong Phi Vân nói, ngươi không có ý định tiếp tục chiến. Nếu tu vị của ngươi đủ cường đại, thời điểm quyết chiến phò mã chúng ta sẽ gặp nhau. Bắc Minh Phá Thiên tròng mắt hơi híp, nói. Ta tin tưởng đến lúc đó ta nhất định có thể bức ngươi dùng lực lượng chính thức của mình. Nội tâm Phong Phi Vân thở dài, quả nhiên vẫn bị hắn nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ hắn đã hoài nghi thân phận của ta.
Giao thủ với cường giả cấp bậc như Bắc Minh Phá Thiên không có khả năng che giấu gì đó, chỉ mới giao thủ đã lộ ra sơ hở, nếu thật sự đại chiến chính thức, trong trăm chiêu sẽ lộ mặt ngay thôi. Phong Phi Vân rời đi, vị trí mặt đất hắn vừa đứng sinh ra âm thanh tốc tốc, sau nửa ngày đột nhiên nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Đây là Phong Phi Vân vừa rồi dùng thân thể chuyển lực lượng một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên vào lòng đất, lực lượng kia hiện tại mới bộc phát. Bà mẹ nó, con mẹ nó ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, không ngờ có thể lấy tay đón kiếm của Bắc Minh Phá Thiên a. Tất Chữ Suất nhìn Phong Phi Vân như nhìn quái vật. Bắc Minh Phá Thiên không có sử dụng toàn lực. Phong Phi Vân đi đến trước mặt Huyết Vũ, hỏi. Nói cho ta biết sự thật, Hồng Nhan rời khỏi Thần Đô chưa? Huyết Vũ cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Nàng không nói lời nào, cũng đã nói cho Phong Phi Vân đáp án. Nàng đi nơi nào, chuẩn bị muốn làm gì? Phong Phi Vân tiếp tục truy vấn. Huyết Vũ trầm mặc sau nửa ngày, nói. Tỷ tỷ nói, nàng nhất định sẽ chờ ngươi tại Thiết Lĩnh trọng trấn, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng tuân thủ ước định. Nàng cũng không có nói thêm gì, làm cho Phong Phi Vân cảm giác bất đắc dĩ, không tiếp tục ép hỏi nàng. Hắn đưa các nàng đi tới bí phủ của thần Hà cấm vệ, an bài mấy cấm vệ cùng ngày mang các nàng rời khỏi thần đô. Thông qua tình báo mấy ngày gần đây, thần đô hiện tại sóng ngầm mãnh liệt, thế lực khắp nơi ra sức giống chống khua chiêng, các thế lực không có sức mạnh gì thì nhanh chóng rút khỏi thần đô. Những cô gái tuyệt sắc lâu đã được hộ tống suốt đêm ra khỏi thần đô, có thần Hà cấm vệ hộ tống, tuyệt đối an toàn. Khúc Trường Ngâm đi tìm Phong Phi Vân báo cáo. Trong tay Phong Phi Vân đang cầm ngọc giản đọc, đây là tình báo của mấy thế lực lớn trong ngày hôm nay, Phong Phi Vân đã xem ba lượt, thỉnh thoảng nhìn qua một tấm bản đồ dài 3 mét trước mặt, nhìn tới chỗ mấu chốt và cắm lá cờ đỏ vào. Đây là bản đồ bố phòng hiểm yếu và phòng ngự của thần đô. Khúc Trường Ngâm râu bạc trắng như cước, hắn lẳng lặng chờ đợi. Bắc Minh Mặc Thủ lão hồ ly này không ngờ có thế lực khổng lồ như thế, hơn nữa đã bắt đầu bố trí từ 3 ngày trước. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng trọng. Khúc Trường Ngâm nói. Không có khả năng, trên tình báo căn bản không có biểu hiện, lực lượng bản thân Bắc Minh Phiệt và lực lượng một hệ Bắc Minh Phiệt không có động. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Bắc Minh lão hồ ly thông minh đến cực điểm, cái nhìn đại cục rất mạnh, người bình thường khó nhìn ra bố trí của hắn, thậm chí còn không nhìn ra bố cục là gì. Lão nô sẽ cho người ứng phó. Khúc Trường Ngâm nhìn các cây cờ trên bản đồ và nói ra. Không cần, có người đã nhìn ra ý đồ của Bắc Minh Mặc Thủ. Phong Phi Vân nói. Ai? Phong Phi Vân chỉ vào một cây cờ đỏ, nơi đó có tên là Long Hồ. Ngân Câu Phiệt. Khúc Trường Ngâm thì thầm. Phong Phi Vân gật gật đầu, trầm tư nói. Bắc Minh Mặc Thủ dám điều hành lực lượng như vậy, vòng vây hoàng thành, chắc chắn tấn đế 3 ngày trước đã rời khỏi thần đô, tiến vào hoàng tộc thánh địa. Đây không thể nào, cho dù tấn đế muốn bế quan. Tất nhiên cũng phải chờ sau cuộc chiến phỏ mã a. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta đi ra khỏi bế quan cũng đã cảm được số mệnh thần đô yếu đi một ít, lúc ấy cũng không có chú ý, giờ phút này xem ra tấn đế rất có thể đã không còn ở thần đô, con gái Bắc Minh Mặc Thủ chính là một trong 4 đại thần phi, nếu tấn đế thật sự rời khỏi thần đô, Bắc Minh Mặc Thủ nhất định sẽ đệ nhất biết được. Tấn đế nếu thật sự đã rời khỏi thần đô, khẳng định đã lưu lại chiếu chỉ. Nếu thật sự là như thế, như vậy người nào nắm giữ nó? Phải tin vào trực giác của mình, không thể có sai lầm. Phong Phi Vân lại điều hành lực lượng, liên tiếp vuốt ra 7 mật thư giao cho Khúc Trường Ngâm, suốt đêm đưa ra ngoài. Ngày mai chính là quyết đấu tinh anh vòng thứ 2. Phong Phi Vân thu hồi bản đồ, sau đó đặt lên giá sách, quay người lại, thân thể lập tức cứng đờ, chỉ thấy trên bàn có chén trà nóng, hương trà trong veo, khói trắng lượn lờ. Cánh cửa đóng lại, không có người nào cả. Lúc vừa quay người lại thì trên bàn xuất hiện chén trà, quá quỷ dị. Phong Phi Vân mỉm cười ngồi xuống, nâng chén trà lên uống, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ. Một chén trà nóng, chứng minh nàng đã đến đây. Vòng thứ 2 của cuộc chiến có tam công, cửu khanh đích thân tọa chấn. Nhân số có thể vào hoàng thành xem cũng bị hạn chế, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định, thân phận địa vị cao mới có tư cách tiến vào hoàng thành. Vẫn là 10 chiến đài như trước, dùng phương thức 2 đấu 2 mà định. Đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong, ngay cả tấn đế cùng 4 đại thần phi cũng hàng lâm, La Phù công chúa bản thân cũng dò xét chiến đài, tìm lang quân như ý.
Dù sao La Phù công chúa chính là hoàng gia thiên nữ, hơn nữa cũng đang chọn phò mã cho nàng, nếu như thiên tài sớm được nàng chọn chúng sẽ có được đãi ngộ đặc thù, có được ưu thế mà người khác không có được. Người bảo hôm nay Tấn Đế thật xuất hiện sao? Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân cùng Tất Chữ Xuất đi vào, đồng thời tiến vào hoàng thành, đi vào tòa cung điện nghỉ ngơi, có cung nữ hầu hạ, trong cung điện cũng có thiên tài tuấn kiệt khác, nhưng mà phần đang tay cầm linh thạch, nhắm mắt dưỡng thần, bảo trì trạng thái tốt nhất, dùng ứng phó đại chiến tiếp theo. Tấn Đế rất có thể sẽ không xuất hiện, nhưng mà Hoa Thần Phi cùng La Phù công chúa tất nhiên sẽ đi tới. Phong Phi Vân âm thầm truyền âm nói. Ha ha, đúng vậy, nếu như La Phù công chúa gả cho Hồng Diệp hoàng tử, chỉ sợ nàng khóc còn không kịp, đúng rồi, người cảm thấy nàng chọn ai trở thành hậu tuyển phò mã đây. Tất Chữ Xuất cũng không biết Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa đã có tư tình, cho nên không cố kỵ hỏi thăm. Nếu như được La Phù công chúa nhìn chúng, trở thành hậu tuyển phò mã, vậy sẽ sớm kết thúc nhanh thôi. Phong Phi Vân nói, từ tình thế trước mắt, La Phù công chúa căn bản không có chọn lựa, nếu ta là nàng, ta sẽ chọn một người trong số Đông Phương Kính Thủy cùng Lý Tiêu Nam. Tại sao là hai người này? Tất Chữ Xuất hiếu kỳ nói. Thứ nhất, Đông Phương Kính Thủy cùng Lý Tiêu Nam tu vị đủ cường đại. Thứ hai, bọn họ sẽ không lấy La Phù công chúa. Thứ ba, cho dù bọn họ lấy La Phù công chúa, La Phù công chúa vẫn có thể tranh đoạt vị trí Tấn Đế, nhưng sẽ thiếu đi lực lượng trợ giúp khổng lồ. Phong Phi Vân nói ra phân tích khách quan nhất, đương nhiên nếu để cho La Phù công chúa biết rõ yêu kiếm truyền nhân chính là Phong Phi Vân, như vậy nàng lựa chọn đầu tiên chính là Phong Phi Vân. Bên ngoài có mấy tiếng bước chân vang lên, ngày đó Hoa Thần Phi được một đám công chúa đoan trang dẫn vào. Hoa Thần Phi chính là mẹ đẻ của La Phù công chúa, có thể sinh ra con gái xinh đẹp như La Phù công chúa, làm mẫu thân đương nhiên cũng băng cơ ngọc cốt, trên người có khí chất cao quý còn nhiều hơn La Phù công chúa. Hoa Thần Phi ánh mắt đầy cơ trí, nhìn quét qua thiên tài tuấn kiệt một vòng, cuối cùng nhìn lên người Đông Phương Kính Thủy, cười nói. Thái phó đại nhân đã sớm đề cập với bổn cung Đông Phương công tử nhiều lần, hôm nay vừa gặp đúng là long phượng trong loài người. Đông Phương Kính Thủy trên hai tay đầy lân giáp, ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Xin hỏi Thần Phi nương nương, trận chiến hôm nay lúc nào bắt đầu? Hoa Thần Phi cười nói. Thái tể, Thái sư, Thái phó, ba vị đại nhân đang thương thảo quy tắc chi tiết, rất nhanh sẽ thông báo cho các vị. Hoa Thần Phi rời khỏi đại điện này, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt quay về vị trí cũ. Lúc này tu sĩ trong hoàng thành càng ngày càng nhiều, tu sĩ nối liền không dứt, thỉnh thoảng có đại nhân vật hàng lâm, ngay cả một ít trưởng giáo tiên môn thân phận cực cao, đại lão tà đạo điện chủ cũng có hai người xuất hiện. Phong Phi Vân xuyên thấu qua cửa sổ cung điện nhìn qua bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc long liễn thanh tú đang từ từ đi vào, long liễn dừng lại, một nữ tử xinh đẹp khoác lụa mỏng màu xanh đi ra, dáng người nhu nhược, giống như thiếu nữ 16 mang theo bệnh trạng đi vào. Nàng được hai cung nữ dìu dắt leo ra khỏi long liễn, đạp lên tuyết động, nhẹ nhàng ho khan, tay nàng cầm lụa trắng lau khóe miệng, trên vải lụa có vết máu, nàng túm chặt trong lòng bàn tay, không cho người ta thấy. Hai cung nữ an ủi nàng cái gì đó. Nói xong thì hai cung nữ thút thít nỉ non. Nữ tử áo xanh miễn cưỡng cười cười, đang nói gì đó, nhưng mà không cách nào che giấu thê lương trong mắt của nàng. Người đang nhìn cái gì? Tất Chữ Xuất nhìn theo ánh mắt Phong Phi Vân, nhìn vào người cô gái áo xanh kia, lập tức đồng tử phóng đại, ánh mắt tỏa sáng, nói. Ai ôi, wow, muội tử nhà ai mà đẹp như vậy, trước kia vì sao chưa nghe qua phương danh của nàng? Phong Phi Vân nói. Nàng chính là Kỳ Thần Phi, cũng là mẫu thân của Nguyệt Công Chúa. Nghe nói như thế, Tất Chữ Xuất vội vàng tát vào miệng của mình, đau đến mức cơ bắp co rút, tiếp theo lại nói. Khó trách nhìn quen mắt như vậy, chậc chậc, ta vì sao cảm thấy Kỳ Thần Phi còn trẻ hơn cả Nguyệt Công Chúa thế? Phong Phi Vân cũng nói một chút, luận tướng mạo đơn thuần, Kỳ Linh Xuân không chỉ đẹp hơn Long Thương Nguyệt, thậm chí còn đẹp hơn La Phù Công Chúa. Hơn nữa trên người nàng có mị lực không nói nên lời, khó có ai ngăn cản được. Đây cũng là nguyên nhân Phong Phi Vân sợ nàng. Một tiểu hòa thượng áo trắng đi ra, tay niết mộc châu, Phật y trên người còn trắng hơn cả tuyết, cái đầu chọc sáng ngời, ánh mắt đầy cơ trí đi tới trước mặt Kỳ Linh Xuân, chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu, cũng không biết đang nói gì với Kỳ Linh Xuân.
tiểu hòa thượng này chính là trụ trì Nam Thiên Tự Đại Di Lặc, có quan hệ không tầm thường với Kỷ Linh Xuân, Phong Phi Vân vẫn hoài nghi tiểu hòa thượng này trước kia là người Kỷ gia. Kỷ Linh Xuân sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu, nhìn qua có vài phần khô khan, Phong Phi Vân nhìn thấy tay nàng có máu tươi chảy ra, căn bản trang không rơi ra ngoài, xem ra tin tức Long Thương Nguyệt chết đi đã đả kích nàng không nhỏ. Bi thương tâm chết, Kỷ Linh Xuân hôm nay đã là như thế. Phải tìm một cơ hội đi gặp nàng, cho nàng biết rõ Long Thương Nguyệt còn sống. Phong Phi Vân vẫn không đành lòng. Long Thương Nguyệt sau khi chết, Kỷ Linh Xuân cũng thất thế theo, lộ ra vẻ cô đơn, không có tự tin như trước, nhân sinh biến ảo vô thường, thời thế tạo người, thời thế cũng hủy người. Không qua bao lâu, cơ hồ tất cả thiên tài Tuấn Kiệt đã nghe được đưa tin, đi vào một cung điện. 100 vị thiên tài Tuấn Kiệt, trình diện có 97 vị. Trừ bị một tên thiên tài Vu Sư Cổ Cương bị Phong Phi Vân đánh chết ra, còn có hai tuấn tài có chuyện đặc thù không thể tới, tự động rời khỏi tranh đoạt này. Thái Tể, Thái Phó, Thái Sư ngồi ở vị trí chủ vị, ba người bọn họ chính là ba người địa vị tối cao ở Thần Tấn Vương Triều trừ Tấn Đế ra, khí độ phi phàm, tuy nhiên hàng lâm, nhưng mà giấu trong sương mù, chỉ có tu vị đạt tới nửa bước cự phách mới nhìn thấy chân thân của bọn họ, tu sĩ dưới nửa bước cự phách chỉ nhìn thấy ba đoàn thần vân lượn lờ. Tông chính trong hàng cửu khanh trưởng quản chuyện hoàng thất, đại biểu tam công đi ra, trong tay cầm ngọc giản, tuyên đọc. 97 nhân kiệt trình diện hiện tại đều là ta thiên tài cao cấp nhất của Thần Tấn vương triều rất xem trọng các vị, cho nên vòng thứ hai chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, phàm là kẻ can đảm tổn thương mạng người, tự động cướp đoạt tư cách dự thi của kẻ đó. Có một nam tử mặc vũ y màu đen lạnh lùng nói. Xin hỏi tông chính đại nhân. Cao thủ chân chánh quyết đấu, căn bản không ai có thể thu tay lại, toàn lực đánh cược một lần, không phải ngươi chết thì ta vong, nếu như không có tâm đánh giết thì làm sao đánh. Tông chính trầm nói, mỗi một chiến đài có một cự phách đứng bảo vệ, vào thời khắc thắng bại mấu chốt, trọng tài sẽ ra tay kết thúc chiến đấu, không có khả năng có chuyện sinh tử. Hy vọng cự phách đại nhân có thể ngăn cản được. Một thiếu niên nhỏ gầy cười nói, rất nhiều người ở đây là thiên tài Tuấn Kiệt yêu nghiệt. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thế lực sau lưng to lớn dọa người, cho dù là cự phách cũng không đặt vào mắt, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc họ tương lai tuyệt đối vượt qua cự phách. Phong Phi Vân không có bao nhiêu hứng thú với quy tắc thi đấu, ánh mắt nhìn quét qua chiến đài, quả nhiên Tấn Đế không có xuất hiện, nhưng mà bốn đại thần phi tự nhiên hàng lâm, hậu cung phi tần sợ là có ngàn người đi tới, đều muốn mắt thấy trận giao phong đỉnh cao này. Trước mặt tông chính có một đỉnh đồng lớn. Bên trong có 97 quả bóng lơ lửng. Hiện tại do La Phù công chúa đến rút thăm. Cái đỉnh đồng cao 7 trượng, ba chân vạc thô to đúc bằng kim loại lớn, hình thái giống như đuôi rồng, phía trên khảm linh thạch huyết sắc, bên trong có 97 đoàn hỏa diễm giống như 97 ngôi sao, cho dù là cự phách cũng không hoàn toàn nhìn thấu. La Phù công chúa toàn thân kim quang, vô cùng đoan trang, người đeo băng dài, dưới chân có long khí bao phủ, long hoàng chi khí triển lộ không bỏ sót. Thái tử cách đó không xa ảm đạm thất sắc. Cũng không phải người trong hoàng tộc thì nhất định mang theo long hoàng chi khí, chỉ có người số mệnh đế vương mới có thể tu luyện ra long hoàng chi khí. La Phù công chúa có long hoàng chi khí còn nhiều hơn thái tử gấp 3 lần, nhiều đến 45 đạo, có khí thế cửu mũ chí tôn. La Phù công chúa đứng dưới đỉnh đồng, ống tay áo nhếch lên, một đạo hỏa cầu bay ra, hỏa cầu bị nàng bóp nát, liếc mắt tên trên đó và đọc. Bắc Minh Phiệt. Bắc Minh phá thiên. Ngay sau đó quả bóng thứ hai bay ra. Đại kiếm cung, tiễn vô ngân. Tông chính nói. Chiến đài chữ thiên, trận đầu, Bắc Minh phá thiên đấu tiễn vô ngân. La Phù công chúa bắt đầu tiếp tục rút hỏa cầu, thẳng đến khi rút thăm được Đông Phương Kính Thủy thì ánh mắt dễ thương nhìn qua Hoa Thần Phi, lúc này mới nói. Đông Phương Kính Thủy có thể không tham gia trận chiến mở màn, trực tiếp tiến vào trận chiến cuối cùng. Đông Phương Kính Thủy lúc này khoác áo khoác như máu, trên lưng mang đại kỳ, nói. Dựa vào cái gì không cho ta tham gia trận chiến mở màn? La Phù công chúa cũng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ánh mắt như gió lạnh, nói. Bởi vì bổn công chúa muốn chọn ngươi làm hậu tuyển phò mã, ngươi có thể trực tiếp đấu cuối cùng. Đông Phương Kính Thủy không cho nàng mặt mũi, nói. Ta không hứng thú với vị trí phò mã này. Tham gia cuộc chiến phò mã chỉ vì chiến thống khoái, ai ta cũng muốn chiến một trận, cho dù muốn đấu thì cứ tới tìm ta, dùng hào quang vô địch đi lên chiến đài.
không ai biết sắc mặt La Phù công chúa hiện tại khó coi cỡ nào, nếu là người khác gặp được chuyện tốt bực này, nhất định là mừng rỡ như điên, nhưng mà nàng lại gặp được Đông Phương Kính Thủy là người kiệt ngao bất tuần, hắn không cho ai mặt mũi cả. 97 vị thiên tài tuấn kiệt, nếu như Đông Phương Kính Thủy trở thành hậu tuyển phò mã, như vậy vừa vặn là hai đấu hai, nhưng mà Đông Phương Kính Thủy không có đồng ý, lập tức làm cho vòng hai nhiều ra một người, không thể chiến đấu. Nếu như lạc đàn, như vậy tự nhiên cũng đi vào vòng tiếp theo, loại chuyện tốt này trừ Đông Phương Kính Thủy, bất cứ kẻ nào đều thích. Người lạc đàn này là ai chứ? Hỏa diễm trong đỉnh đồng càng ngày càng ít, có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt biết rõ đối thủ, trong lòng suy tính yếu quyết, cân nhắc ưu thế và hoàn cảnh xấu của nhau. Áp lực ghê gớm thật, áp lực ghê gớm thật. Tất chữ xuất vẫn thì thầm bên miệng, vì rời áp lực hắn đổi sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nói. Đúng rồi, đối thủ của ngươi là ai? Phong Phi Vân đứng gần chiến đài nhất, nói. Còn chưa rút thăm là ta. Hỏa diễm cuối cùng trong đỉnh đồng chỉ còn lại cái tên Phong Phi Vân. Khốn khiếp, vậy khí của ngươi tốt thế, xác suất nhỏ như bay ai đều bị ngươi gặp được, thật không công bình a hát. Tất chữ xuất nghiến răng nghiến lợi, hắn nói mình nhân phẩm tốt, có lẽ người may mắn phải là ăn, ông trời quá bất công. Quả nhiên La Phù công chúa mò quả bóng cuối cùng, đọc lên cái tên Phong Nhị Cầu. Nam Thái Phủ tán tu, Phong Nhị Cầu không gặp đối thủ vòng 1, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Tông Chính Tuyên đọc, giẫm cứt chó. Tất chữ xuất như trước không phục lắm. Phong Phi Vân cũng không phải là người hiếu chiến, có thể ít chiến một hồi thì hắn vui vẻ làm thế, nói. Ta đi ủng hộ sĩ khí cho ngươi. Đừng, ngàn vạn đừng, đối thủ của ngươi chính là Bắc Minh Phá Thiên, Hồng Diệp Hoàng Tử, thừa dịp hiện tại có thời gian, ngươi nên quan sát chiến pháp của chúng đi, thời điểm đấu cuối cùng sẽ gặp gỡ ngươi, biết mình biết người, mới có thể chiến thắng bọn chúng, lấy La Phù công chúa làm tiểu thiếp. Tất chữ xuất trêu chọc nói. La Phù công chúa là hoàng gia thiên nữ tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không làm tiểu thiếp, nhưng mà có điểm hắn nói đúng, Bắc Minh Phá Thiên lấy La Phù công chúa, hoặc là tranh đoạt vị trí thần vương đều có át chủ bài. Hiện tại biết át chủ bài của bọn họ, thời điểm quyết đấu chiến sẽ có trợ thủ lớn. 2 giờ sau trận đầu tiên bắt đầu, có 96 người tham gia chiến đấu, đào thải 48 người. Tăng thêm Phong Phi Vân là người may mắn lạc đàn nên theo những người chiến thắng vượt qua vòng đầu tiên. Phong Phi Vân ngồi trong cung điện, uống rượu ngon, ăn linh quả, có hai cung nữ thầu hạ, hắn rất thích ý. Đây là nơi thiên tài nghỉ ngơi, có linh đan khôi phục tu vị, có hơn 10 tu sĩ, có bọn họ, mặc dù là bản thân bị trọng thương cũng không có chuyện gì, đều có thể trong vòng 1 giờ khôi phục tới đỉnh phong. Làn da toàn thân tất chữ suốt đều bị đốt trọi, đầu tóc cũng như không. Hắn vào trong cung điện và gào lên thật to. Cứu mạng A Hát, chết người. Phong Phi Vân cùng hai đan sư xông ra, đưa hắn mang lên chiếc giường có linh khê trải qua, hai vị đan sư đang kiểm tra trên người, rất nhanh hai đai si này cười nói. Chỉ bị bỏng ngoài da, chỉ ăn 2 lần linh dược là khỏi ngay. Trong đó, một đan sư lấy linh đan ra. Phong Phi Vân nói. Thua cũng không sai cả, chỉ cần thắng là được. Ai nói ta thua, ta thắng. Tất chữ xuất bổ nhào qua bên này, lại kêu thảm một tiếng, bờ mông vốn bị bỏng nghiêm trọng, hắn bỏng toàn diện. Phong Phi Vân nói. Vậy ai làm ngươi bỏng? Tất chữ xuất lại nằm hai tay, thở dài một tiếng nói. Bị một tấm hỏa thần phù đốt cháy. Phong Phi Vân khuôn mặt hơi động, nói. Minh hỏa thần phù áp xúc 9 cái hai vị tam hỏa, cho dù không cẩn thận sẽ có cự phách mang theo phù văn cường đại nhất. Xem ra trận chiến phò mã này yếu hơn nhiều, cũng không phải tu vị cường đại có thể thắng, nói cho dùng có thể sức người và kỹ xảo, nghịch chuyển càn khôn, đúng, ngươi làm sao hóa giải hóa thần phù. Khục khục, Minh Hỏa Thần Phù chính là cái tên của ta, bởi vì sai lầm khi điều khiển, ta bị bỏng một chút thôi. Tất chữ xuất nói. Phong Phi Vân. Tất chữ xuất tên này đúng là thâm tàng bất lộ, vốn có thần thông trên đạo điển đã đủ trở thành thành vệ quân. Tất chữ xuất sợ Phong Phi Vân hỏi tới, liền hỏi. Đúng rồi, người đi quan sát Bắc Minh Phá Thiên, Hồng Diệp Hoàng Tử, Lý Tiêu Nam chiến đấu đi, bọn họ có thần thông không cách nào thai chủng cả. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Những kẻ gọi là thiên tài yêu nghiệt kia, trước mặt bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới, bị một chiêu đánh bại, không cách nào hoàn thành chỉ tiêu của xếp A.
không hổ là một trong nhóm nổi danh nhất tu chân giới, nổi danh khó chơi. Tất chữ xuất ăn viên linh đan thứ hai về, đã sớm có người đang ngồi, thân thể chìm nổi trong linh dược, làn da bị bỏng nhanh chóng khép vết thương lại. Không qua bao lâu hắn rời khỏi giường đá, hoạt động một chút và ôm chân, cười to nói. Rốt cục có thể an tâm nghênh chiến trận tiếp theo đối thủ đều là thiên mệnh ngũ trọng, áp lực thật lớn a hát, đúng rồi, Phong Phi Vân ngươi đặt đối thủ nào đây? Lại lạc đàn. Phong Phi Vân nói. Nói đùa gì vậy? Tất chữ xuất mặt mũi tràn thần thái khó tin nổi, thiếu chút nữa gì trải nhải trong cước hơn. Lần bốc thăm này là tùy cơ, là chia làm hai lần khiêu chiến, vì vậy chia làm 24 quyển, Phong Phi Vân lại lạnh nhạt. Lại 2 giờ qua đi, có 24 người đấu xong, lại có 24 người bị loại bỏ, tăng thêm Phong Phi Vân có 25. Phong Phi Vân một hồi không chiến, liền trực tiếp tiến vào 20 la cường. Cứu mạng A Hát, chết người rồi. Tiếng kêu thảm thiết của tất chữ xuất vang lên, hắn lần này bị thương quá nặng, bò vào trong ngọc điện thì thổ huyết tại chỗ, trong máu mang theo bột phấn, trên người đầy nhiều khối hàn băng, xem ra huyết nhục đồng bào của hắn còn mạnh hơn tảng đá. Phong Phi Vân cùng hai vị đan sư xông lên lần nữa, đưa hắn lên cán sau đó đặt vào linh tuyền. Tất chữ xuất thương thế trên người rất nặng, toàn thân đều là khối băng, không phải băng tinh bình thường, rét lạnh thấu xương, người bình thường dù chỉ dính một phần nhỏ băng tinh này cũng đủ đông cứng ngay lập tức. Tất chữ xuất hai lỗ tai đã bị đóng băng, không ngừng gọi. Ta còn cứu được không, có thể cứu được không? Hai đan sư không ngừng kiểm tra, đồng thời nhíu mày, một lão đan sư trong đó nói. Người chúng phải ngọc tịnh hàn khí. Tu sĩ bình thường dính vào một sợi là chết cứng ngay tại chỗ A. Xong, ta tổng cộng dính hơn 10 sợi, xem ra không cứu được rồi, cho dù là người sắt cũng bị đông thành bột phấn. Tất chữ xuất hai mắt có nước mắt chảy dài, bên môi có huyết dịch chảy ra, bị hàn khí đông cứng lại, huyết dịch biến thành băng tinh óng ánh như kim cương. Ngọc tịnh hàn khí còn mạnh hơn minh hỏa thần phù một chút, sách cổ có ghi lại, thần tấn vương triều căn bản không có hàn khí này. Chỉ có dưới đáy biển ngọc tịnh trong truyền thuyết mới có ngọc tịnh hàn khí, muốn tìm ngọc tịnh hàn khí dưới biển này cũng cực kỳ gian nan, không nghĩ tới trong cuộc chiến phỏ mã này có người sử dụng tới nó, chẳng lẽ là yêu nghiệt ở biển ngọc tịnh tới đây. Phong Phi Vân từng quan sát thư tịch trong Phong gia, tuy không cách nào so sánh với những thế gia tồn tại vạn năm kia, nhưng cũng biết được nhiều bí văn trong đó. Tất chữ xuất liên tục gật đầu, vẻ mặt cầu xin, nói. Đúng vậy à. Biển Ngọc Tĩnh cách thần tấn vương triều không biết bao nhiêu trăm vạn dặm, nằm ở địa cương khác, thần tấn vương triều từ cổ tới nay cũng không có bao nhiêu người có vượt qua một đại cương đi tới đó cả. Rốt cuộc ngươi bị ai đánh bại? Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm nghị, cảm giác cảm thấy trong đó có kỳ quái, không nghĩ tới có người mang đồ vật từ đại cương khác đi tới thần tấn vương triều, phải biết rằng mỗi một lãnh thổ quốc gia là tương liên với nhau, nhưng lại có xưng hô khác nhau. Đó là bởi vì khi đi qua đại cương khác có tồn tại rãnh trời, cho dù là chân nhân cũng khó vượt qua rãnh trời đó, có rãnh trời chính là thái cổ man lâm, linh thú rậm rạp, hung cầm che bầu trời, có rãnh trời là tử vong sa mạc trăm ngàn vạn dặm, còn lớn hơn lãnh thổ thần tấn vương triều vô số lần, đó chính là tử vong tuyệt địa, nhân lực không thể vượt qua, có rãnh trời chính là hắc ám ma vực, các loại quỷ quái tụ tập, dị loại rậm rạp, cũng là khu vực hỗn loạn. Nhân loại bước vào trong đó sẽ chết tới nổi ngay cả cặn bã không còn. Những địa vực là lãnh thổ của nhân loại, còn là vương triều chân chính do nhân loại thống lĩnh chỉ chiếm diện tích cực kỳ nhỏ bé, giống như hòn đảo trong đại dương bao la, năm đại vương rốt cuộc nằm ở phương vị nào thì Phong Phi Vân đến bây giờ không có làm rõ ràng. Mà Phong Phi Vân trước kia đi qua lãnh thổ nhân loại, cũng chưa từng nghe người qua về năm đại vương triều, chuyện này nói rõ trong lãnh thổ nhân loại. Năm đại vương triều nằm ở nơi đặc biệt vắng vẻ. So sánh những quốc gia nhân loại với thần quốc chân chính, thần tấn vương triều chẳng khác gì xóm nhỏ với tài nguyên cằn cõi không giá trị. Đối với một thần quốc mà nói, xóm nhỏ như thế nhiều không biết bao nhiêu, giống như một giọt nước trên biển rộng. Mà biển Ngọc Tịnh nằm cách thần tấn vương triều vô cùng xa xôi, nếu không phải dựa vào trùng động truyền tống trận, chỉ dựa vào phi hành, cho dù là chân nhân cũng hao phí mấy trăm năm mới có thể vượt qua. Nhưng lại có thể vẫn lạc ở trong một ít rãnh trời hung hiểm, chết trong đầm lầy man hoang, hoặc là rơi vào trong bụng quỷ quái thi tà. Thần tấn vương triều cách biển Ngọc Tịnh hai thôn xóm gần đó, nhưng đây chỉ là một góc của nhân loại. Thần tấn vương triều biết tới biển Ngọc Tịnh từ những khổ tu giả ngang qua nơi này, lưu lại trong ghi chép cổ xưa.
Rốt cuộc là người phương nào có thể vượt qua Đại Cương đi tới Thần Tấn Vương Triều? Phong Phi Vân nghĩ thầm trong lòng. Vượt qua Đại Cương rãnh trời cực kỳ khó khăn, quả thực giống như con kiến leo cổ thành, leo một tòa thành cổ cao trăm dặm là chuyện cực kỳ gian nan với con kiến. Không có A Hát, không ai đánh bại ta cả, bại chính là đối phương. Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân im lặng, nói. Ngươi đừng nói với ta rằng, Ngọc Tịnh Hàn Khí cũng là ngươi lấy ra, chính mình làm trọng thương chính mình đấy. Trên mặt Tất Chữ Xuất mang theo chút xấu hổ, nói. Lần này ta thật không ngờ uy lực Ngọc Tịnh Hàn Khí lớn như thế. Ngươi kiếm được Ngọc Tịnh Hàn Khí từ nơi nào? Phong Phi Vân thiếu chút nữa nhấc hắn ra khỏi giường đá. Một lão đầu tặng cho ta. Tất Chữ Xuất nói. Thiên hạ có chuyện tốt như thế sao? Có tin ta hiện tại ném ngươi bay ra ngoài hay không? Phong Phi Vân nhắc nửa người của hắn lên, toàn thân Tất Chữ Xuất đều là bột phấn, khối băng rơi vào giường đá. Đừng A Hát, đừng A Hát. Được rồi, ta thừa nhận, là ta trộm. Trộm từ người nào? Phong Phi Vân buông tay, thả hắn trở về. Một lão đầu, trước đó không lâu ta nhìn thấy lão nhân kia đứng tế bái ở tượng thần sông Tấn, xem hắn ăn mặc quần áo lố lăng, vừa nhìn chính là người xứ khác dễ khi dễ A Hát, vì vậy ta không kìm lòng được đi lên sờ sờ hắn, lấy ra một lọ Ngọc Tịnh Hàn Khí, cái khác không có sờ được, thực mẹ nó là lão đầu khổ tu giả, lúc ấy ta thấy hắn cũng đáng thương. Liền trả Ngọc Tịnh Hàn Khí cho hắn, kết quả trong nháy mắt hắn biến mất, rốt cuộc không có tìm được hắn. Tất Chữ Xuất lắc đầu, không ngớt lời thở dài. Tượng thần gì? Phong Phi Vân hỏi. Chính là bên ngoài Sư Am, ở đó có tượng thần cao 1874 trượng. Tất Chữ Xuất nói. Thủy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân lâm vào trầm mặc, nếu như Tất Chữ Xuất nói là sự thật, lão nhân kia có lẽ chính là khổ tu giả khổ hạnh. Người như thế đều là tuyệt đại hiền giả, sẽ không dừng lại ở nơi nào lâu, sẽ đi đường tùy ý, bôn ba trong rãnh trời và thần hoang, rất ít xuất hiện tại nơi có dấu chân người. Ngay cả khổ tu giả như thế cũng tế bái tượng thần Thủy Nguyệt Đình, hẳn là trừ ở Thần Tấn Vương Triều, tại Đại Cương xa xôi khác cũng có tượng thần Thủy Nguyệt Đình. Một người nếu tin Phật, như vậy dù tiến vào quốc gia khác cũng sẽ tin Phật như trước, sẽ dừng lại tế bái. Phong Phi Vân hơi thất vọng. Căn bản không có khả năng gặp lại lão giả như lời Tất Chữ Xuất đã nói, khổ tu giả tu vị cực cao, nếu đã đi thì không dừng bước lại, hiện tại khẳng định đã ra khỏi Thần Tấn Vương Triều, dọc theo một hướng, lại đi trong những nơi hiểm ác rời khỏi nơi này. Người ta cũng chỉ đi ngang qua Thần Tấn Vương Triều mà thôi. Tuy Tất Chữ Xuất bị Ngọc Tịnh Hàn Khí gây thương tích, nhưng chỉ bị thương huyết nhục bên ngoài mà thôi, cũng không có chạm vào xương cốt và nội tạng, đan điền. Ăn một viên tam phẩm linh đan thì nhanh chóng tan băng, thân thể khôi phục trở lại, mặt mũi hồng hào. Ha ha, đại nạn không chết tất có hậu phúc, lão tử cũng tiến vào 25 cường giả, chiến đấu tiếp theo sẽ càng gian nan hơn. Tất Chữ Xuất cùng Phong Phi Vân đi ra khỏi thiên điện, giờ phút này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống hòa tan tuyết mùa đông, trăm dặm thành quách, kim quang bắn ra bốn phía. Bắt đầu mùa đông tới nay, thời tiết thần đô chưa hôm nào tốt như hôm nay. Có thể tấn cấp vào vòng 25 cường giả, tụ tập ngay chiến đài chữ thiên, đây là 25 người thiên tư tung hoành, trải qua tầng tầng sàng chọn, mỗi người chiến lực chính thức có thể chinh phục người nơi đây. Nếu như nói ngoại lệ, như vậy cũng chỉ có Phong Phi Vân không chiến vẫn tiến vào 25 cường giả. Rất nhiều người đang nhìn ngươi đấy. Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, nói. Nhìn thì nhìn đi. Phong Phi Vân hôm nay vận khí thật sự quá tốt. Không ngừng luân không, trở thành tiêu điểm của người ta là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng lại không ai hoài nghi thực lực của hắn, dù sao tại Tuyệt Sắc lâu tay không tiếp được một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên, việc này đã sớm truyền ra, bị người ta bàn tán say sưa, chiếm một vị trí cao trong anh hào thiên hạ, rất nhiều người muốn nhìn thấy hắn ra tay toàn lực. 25 người ở đây có vài vị đều là gương mặt quen, trong đó càng có Long Thanh Dương là biến thái, mỹ mạo không tầm thường. Phàm là thời điểm hắn giao chiến, chung quanh chiến đài tụ tập rất nhiều người. Khốn kiếp, ngàn vạn đừng cho ta giao thủ với tên biến thái kia, bằng không thì ta trực tiếp nhận thua là được. Tất Chữ Xuất không ngừng thì thầm. Mà cùng lúc đó, Tông Chính lại tuyên đọc. Chiến đài chữ thiên, Tất Chữ Xuất đấu Long Thanh Dương. Phong Phi Vân muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Tất Chữ Xuất sắc mặt tái xanh, nhìn thấy Long Thanh Dương quay đầu nhìn qua, ánh mắt thu thủy đảo một vòng.
Uyển chuyển cười cười, Tất Chữ Xuất run đùi, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Trận chiến này phân thành 12 tổ, Phong Phi Vân lại luân không. Rốt cục có người tỏ vẻ kháng nghị chính là Long Thanh Dương, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai như nữ tử, nói. Vì sao mỗi lần luân không đều là Phong Nhị Cẩu, vận khí của hắn đúng là quá tốt rồi. Lại không chiến có thể đi vào top 10, đây quả thực quá không công bình. Lại có người mở miệng. La Phù công chúa đứng dưới đỉnh đồng, vô cùng trang nghiêm, nói. Quả bóng là tùy cơ rút ra, tam công giám sát, không ai có thể tuấn tư vũ tệ, làm việc riêng. Hơn nữa lúc trước nếu lựa chọn ra hậu tuyển phò mã thì không xuất hiện chuyện luân không này. Nhưng mà bổn công chúa chọn lựa Đông Phương Kính Thủy làm hậu tuyển phò mã, hắn lại không đồng ý nên tạo thành hiện tượng này, bổn công chúa cũng đâu muốn nhìn thấy. Bắc Minh Phá Thiên nói, không có khả năng vĩnh viễn luân không đâu, cho dù một người số mệnh mạnh hơn nữa, nếu không đủ cường đại cũng không có khả năng thắng lợi trong cuộc chiến phò mã này. Phong Phi Vân nói, nếu có người không phục, công chúa điện cùng lắm rút lại một lần. Đúng, đúng, đúng. Rút lại lần nữa đi. Tất Chữ Xuất rất không muốn đấu với Long Thanh Dương. Tuy La Phù công chúa không phải tấn đế, không có uy nghiêm vô thượng của đế vương, nhưng cũng là hoàng gia thiên nữ, nói một không hai. Đỉnh đồng này chính là thái tổ tấn đế tự tay luyện tạo, đại biểu vô thượng hoàng quyền của thần tấn vương triều, quả bóng chính là lấy ra từ đỉnh đồng, như vậy cũng đại biểu ý chí thái tổ tấn đế, ai cũng không thể sửa đổi. La Phù công chúa đứng thẳng. Chung quanh thân thể có khí lưu hình rồng màu vàng lưu động, nhiều đến 45 đầu, lại nói. Trận chiến đấu thứ ba định như vậy đi, sẽ không sửa đổi, nếu ai tỏ ra nghi vấn, như vậy chính là nghi vấn ý chí thái tổ tấn đế. Không có người lên tiếng nữa, La Phù công chúa cũng đã mang việc này nói tới thái tổ tấn đế, mặc dù là tam công cửu khanh cũng im lặng, người khác nếu dám không thức thời, chính là coi rẻ hoàng quyền. Vòng chiến đấu thứ ba bắt đầu. Phong Phi Vân luân không, chuyện này trở nên đặc biệt, hắn tiếp tục chạy tới các chiến đài quan sát các đối thủ giao thủ, chiến đấu tới lúc này đã trở nên rất kịch liệt, bởi vì tất cả là một đời tuổi trẻ cao cấp nhất cho nên chỉ có thể dùng át chủ bài, không ai chiến thắng dễ dàng cả. Trên chiến đài chữ thiên, giao thủ chính là Phật Đầu To cùng Long Thanh Dương, không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đài chữ thiên tập trung nhiều người nhất. Giao thủ mấy lần trước, Phật Đầu To dùng hai chiêu đặc biệt tổn hại thắng chiến đấu. Được xưng là thiên kiêu nham hiểm nhất, nham hiểm đến nổi hai lần chơi đùa hắn cũng suýt chết. Long Thanh Dương diễm lệ hơn người, yểu điệu vô song, rất nhiều tu sĩ chưa từng nhìn thấy mỹ nhân như thế, nhìn hắn như ngắm bức họa đẹp, những người này kìm lòng không được bị hắn hấp dẫn, trở thành nô tài trung thành. Phong Phi Vân toàn thân hắc y đứng dưới chiến đài, khí tức trên người ác liệt cho nên làm người chung quanh rời xa, không dám đứng quá gần với hắn. Tất Chữ Xuất cùng Long Thanh Dương đứng trên chiến đài, đối mặt nhau xa xa, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Tất Chữ Xuất khí thế kém hơn mấy phần, đứng tại một góc chiến đài, bộ dáng tùy thời sẽ nhảy xuống. Phong Phi Vân nhìn thấy có vài đại nhân vật tu tiên giới đang quan sát cuộc chiến này, trong đó có Tây Việt Phiệt Thái Thượng Trưởng Lão, Phó Điện Chủ thứ 7 Xâm La Điện, Bạo Thiên Hầu trong 18 Thiên Hầu. Đều là nhân vật có quyền lực to lớn chí ít có 6, 7 người chiếm lĩnh một phương. Đều tới đây trợ uy cho Long Thanh Dương, trong mắt mang theo vài phần kỳ quái. Long Thanh Dương thật đúng là lợi hại, mới đi đến thần tấn vương triều chưa được mấy ngày đã câu dẫn được mấy đại nhân vật tu tiên giới. Nếu hắn là con gái, chỉ sợ càng khó lường, có thể gây họa thiên hạ. Phong Phi Vân nhìn người rất chuẩn, từ thần sắc của mấy đại nhân vật này, cũng có thể thấy được, bọn họ tất nhiên có quan hệ không tầm thường với Long Thanh Dương, rất có thể đã bị sắc đẹp của hắn chinh phục rồi. Một nữ nhân hiểu được cách dùng nhan sắc đi chinh phục nam nhân, do đó có thể chinh phục cả thiên hạ, đây tuyệt đối là nữ nhân đáng sợ nhất. Mà một nam nhân có thể dùng nhan sắc làm được điểm này, nam nhân đó càng đáng sợ hơn. Điểm này cũng khó trách, Long Thanh Dương còn mê người hơn cả đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương Triều, người như thế dù là ai cũng khó cự tuyệt, huống chi hắn hiểu nam nhân hơn cả nữ nhân. Tiểu ca ca, nếu không ngươi tháo nón xuống đi. Cho ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi là thế nào nhé. Long Thanh Dương thân hình yểu điệu, giống như tơ mỏng, chậm rãi đi tới gần Tất Chữ Xuất. Bộ pháp của hắn nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu, da như tuyết mỡ, tóc dài đen nhánh rủ xuống, uy phong chập chờn, đôi mắt đầy ai oán. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi tin ta nhảy xuống hay không? Tất Chữ Xuất liên tiếp lui về phía sau,
thối tới góc hẻo lánh của chiến đài, bàn chân có một nửa đã ra khỏi chiến đài, không dám tới quá gần với Long Thanh Dương. Long Thanh Dương mị lực thật sự đáng sợ, cho dù là cự phách tu luyện mấy trăm năm đều rơi vào tay giặc, Tất Chữ Xuất rất không có tự tin, nếu bị hắn tới gần sẽ làm ra chuyện xấu mặt gì đó. Long Thanh Dương phong tình vạn trùng, cũng không dừng bước lại, má đào có lúm đồng tiền, ôn nhu nói. Tiểu ca ca, ngươi ngàn vạn đừng có nhảy xuống, bằng không thì ta sẽ rất thương tâm. Con mẹ nó, nhảy. Tất Chữ Xuất nhắm chặt hai mắt, quát to một tiếng, nhưng mà cuối cùng không có nhảy, dù sao thật vất vả mới xông tới bước này, nếu dễ dàng buông tha thì hắn không cam lòng. Ngươi nhẫn tâm lưu mình ta trên chiến đài sao, thật sự là ngoan tâm mà. Long Thanh Dương chạy tới trước người Tất Chữ Xuất, trên người có hương khí bao quanh, mềm mại đến cực điểm. Nhìn không ra chút sức sát thương nào cả, ngón tay nhỏ nhắn đang lau khóe mắt, giống như đang khóc. Trên người tỏa ra hương thơm u lan như nữ tử. Long Thanh Dương đi lên phía trước một bước, thân nhẹ như tơ, giống như thiếu nữ khuê phòng, sức sát thương thật sự to lớn. Thân thể Tất Chữ Xuất co lại thành một đoàn, trực tiếp ngồi xổm xuống góc đài hẻo lánh, toàn thân phát run, cắn chặt hàm răng, kêu lên. Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại, lão tử không chơi. Đông. Tất Chữ Xuất bị bức phải trực tiếp nhảy xuống chiến đài, chạy trối chết, thẳng tới khi chạy ra xa mới ngồi xổm xuống thở dốc, giống như mới từ thiên quân vạn mã chạy ra bên ngoài vậy. Phong Phi Vân cười đi qua, nói. Nhận thua dễ vậy sao? Tất Chữ Xuất ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Không nhận thua còn có thể làm gì? Nếu giao thủ với yêu nhân kia, lão tử còn thảm hại hơn nữa. Phong Phi Vân an ủi. Ngươi lựa chọn rất sáng suốt, đi, theo ta đi chiến đài chữ huyền nào. Hai người đi tới chiến đài chữ huyền, trên chiến đài hai người vẫn đang giao thủ, chiến đấu vô cùng kịch liệt, kinh thiên động địa, cả chiến đài có hàn khí bao trùm, ngay cả 100 bậc thang ngọc cũng có băng cứng bao phủ. Gió lạnh hổ gầm, trời giáng tuyết rơi. Những tuyết bay này chỉ bay chung quanh chiến đài mà thôi, rất hiển nhiên là bị chiến đài ảnh hưởng, không thể kéo dài ra ngoài. Bắc Minh Phá Thiên dùng được chính là Bắc Minh Thần Công, ngưng tụ ra, Bắc Minh Huyền Băng Khải, được xưng phòng ngự vô địch cùng cảnh giới, tu sĩ cùng cảnh giới không cách nào phá vỡ được. Hai người giao thủ trên chiến đài, một người là Bắc Minh Phá Thiên. Mà người khác đang giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên là một yêu nghiệt lai lịch thần bí, thân cao chưa đủ 1m5, thân thể như bùn đúc thành, mặt ngoài làn da lầy lội, đôi mắt giống như tảng đá, không có chút ánh sáng nào cả. Người tham chiến này tên là Nê Nhân Mộc, từng một trưởng đánh một tu sĩ thế hệ trước tu vị thiên mệnh ngũ trọng chia 5 x 7, thân thể hóa thành bùn nhão. Đây là một môn thần thông cổ xưa, đã thật lâu không xuất hiện trên thế gian, hiển nhiên Nê Nhân Mộc này lai lịch phi phàm, tuyệt đối không đơn giản. Tuy Tất Chữ Xuất nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng mà kiến thức rất rộng, nói. Nê Nhân Mộc có thể một trưởng chụp chết tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng, lực công kích không phải chuyện đùa. Lực công kích xếp top 10 trong thế hệ trẻ, nhưng lại không cách nào công phá hàn băng khải của Bắc Minh Phá Thiên. Tuy Bắc Minh Phá Thiên tu luyện trọng kiếm đạo, nhưng mà công kích lực cũng không phải thứ hắn am hiểu nhất, điểm cường đại chính thức của hắn chính là phòng ngự vô định trong cùng cảnh giới. Nếu như không thể công pháp lực phòng ngự của hắn, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Phong Phi Vân am hiểu tốc độ nhất, tiếp theo là công kích, cuối cùng là phòng ngự. Nếu nói Bắc Minh Phá Thiên phòng ngự là mạnh nhất thế hệ trẻ, như vậy Phong Phi Vân tốc độ là mạnh nhất thế hệ trẻ. Người có mấy thành nắm chắc phá vỡ hàn băng khải của Bắc Minh Phá Thiên? Tất Chữ Xuất hỏi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không có chính thức giao thủ, ta cũng không biết Bắc Minh Phá Thiên phòng ngự mạnh tới mức độ nào. Cũng phải, tu vị đạt tới cấp bậc như các ngươi, nhiều thứ ảnh hưởng tới thắng bại nhiều lắm, không đánh thì không biết được. Trên chiến đài. Chiến pháp làm cho người ta sợ hãi, hai đều là thiên kiêu trẻ tuổi cao cấp nhất, mỗi một đạo thuật pháp đều thần dị không hiểu, uy lực như sóng to gió lớn. Bắc Minh Phá Thiên phòng ngự thiên hạ vô song, hành tẩu trên chiến đài như vào chỗ không người, dần dần bức Nê Nhân Mộc lâm vào hạ phong. Luận chiến lực Nê Nhân Mộc không có yếu hơn Bắc Minh Phá Thiên, nhưng mà luận phòng ngự lại kém hơn vài đẳng cấp, hắn đánh Bắc Minh Phá Thiên một trưởng cũng chỉ đẩy lùi Bắc Minh Phá Thiên mà thôi. Nhưng mà Bắc Minh Phá Thiên chém hắn một kiếm, hắn lại bị thương, đây là chệch lệch rõ ràng. Trong vòng 10 chiêu Nê Nhân Mộc phải thua không nghi ngờ. Phong Phi Vân ngắt lời nói. Quả nhiên vào chiêu thứ 9,
Bắc Minh Phá Thiên đánh ra một đám kiếm quyết, trọng kiếm như núi chấn áp, đánh nê nhân mộc bay ra khỏi chiến đài, bùn đất trên người rơi xuống, trong bùn có máu tươi chảy ra, nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Trên hoàng thành có thần vân bay xuống, bên trong ánh sáng vạn trượng có bóng dáng tượng thần to lớn. Bóng dáng tượng thần này cực kỳ bàng bạc, giống như hóa thân thần linh, duỗi một tay nâng nê nhân mộc lên, sau đó lại bay lên trời. Phàm là siêu cấp thiên tài, sau lưng đều có cường giả hộ đạo đi theo. Bắc Minh Phá Thiên mặc dù trải qua chiến đấu ác liệt, hắn vẫn khí vũ hiên ngang như trước, trên người không nhiễm hạt bụi nào, vô cùng ngạo nghễ. Hắn đi xuống chiến đài, có một đám nô bộc Bắc Minh Phiệt chờ hắn, nhưng mà hắn lại đi tới trước mặt Phong Phi Vân, đứng trước mặt Phong Phi Vân, ánh mắt của hắn sáng ngời, nói. Ba lượt rút thăm ngươi đều luân không, vận khí cũng quá tốt, La Phù công chúa yêu ái với ngươi không phải tầm thường. Ta hiện tại đã có 7 thành nắm chắc ngươi là kẻ đã chết kia. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, hắn cười thản nhiên, nói. Ta cũng không biết Bắc Minh huynh đang nói cái gì. Hừ, chuyện giữa ngươi và La Phù công chúa có thể giấu giếm được kẻ khác, nhưng mà không thể nào giấu được Bắc Minh Phiệt chúng ta. Cho dù ngươi có thể tiến vào top 4, ở trong chiến đấu chúng ta sẽ gặp nhau, đến lúc đó ta sẽ đánh ngươi lộ nguyên hình. Bắc Minh Phá Thiên mang theo tự tin mãnh liệt. Hắc hắc, vậy thừa cắt ngôn của Bắc Minh huynh, có lẽ ta thật sự có thể luân không thẳng đến khi tiến vào top 4. Phong Phi Vân cười cười, tranh phong khí thế với Bắc Minh Phá Thiên. Hai thiên tài tuyệt đỉnh đối nghịch, trong lời nói giấu giếm sát cơ, đưa tới rất nhiều người chú mục. Hy vọng đến lúc đó ngươi không bại quá thảm, bằng không thì La Phù công chúa chính là nữ nhân trên giường của ta. Bắc Minh Phá Thiên quay người rời đi, lưng cõng một thanh trọng kiếm, cưỡi một con xích lộc đi vào cung điện nghỉ ngơi. Hắn nói có ý gì? Tất Chữ Suất nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn cao ngạo của Bắc Minh Phá Thiên, mang theo ánh mắt hiếu kỳ hỏi thăm Phong Phi Vân, nói. Ngươi cùng La Phù công chúa có quan hệ gì? Quan hệ bằng hữu. Phong Phi Vân nói. Bắc Minh Phá Thiên quả nhiên lợi hại, tâm trí siêu phàm, rõ ràng bị hắn nhìn ra mánh khóe, xem ra người nọ giữ không được. Phong Phi Vân ba lượt luân không chẳng phải ngẫu nhiên, thực tế là La Phù công chúa cố ý làm nên. Chuyện này phải nói lại tối hôm qua. Phong Phi Vân sau khi biết được tin tức Bắc Minh Phiệt tập trung lực lượng vây quanh Hoàng Thành, hắn viết 7 phong thư mật, trong đó 1 phong thư đưa cho La Phù công chúa, cho nên La Phù công chúa tự nhiên cũng đã biết rõ thân phận Phong Phi Vân, hôm nay làm tất cả cũng là do hai người thương lượng tốt. Ví dụ như có 99 người tham gia chiến đấu, nhưng có 2 người không tới được, loại này không hợp với lẽ thường, tự nhiên là Phong Phi Vân đang âm thầm bố trí. Một người trong đó bị thần hà cấm vệ ám sát, tên còn lại bị đánh trọng thương, không thể tham chiến, cố ý làm cho người dự thi còn 97 người. Bởi vì nếu là 99 người thi đấu, vòng thứ nhất Phong Phi Vân có lẽ ăn gian mà luân không, nhưng mà trận thứ hai thì có 49 người tấn cấp, tăng thêm hắn chính là 50 người, căn bản không có biện pháp luân không. Chỉ có thể luân không một hồi, chuyện này không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu có 97 người thi đấu, như vậy mỗi khi vượt qua một vòng, mãi cho đến khi còn 4 người cuối cùng Phong Phi Vân mới gặp được đối thủ, như vậy Phong Phi Vân cũng có đủ thời gian cân nhắc tuyệt học thần thông của những người này, sớm làm tốt đối sách ứng phó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, La Phù công chúa có 1 danh ngạch hậu tuyển phò mã, nhưng mà danh ngạch này tuyệt đối không thể đưa cho Phong Phi Vân, như vậy sẽ bạo lộ thân phận của hắn, hơn nữa cũng chỉ giao danh ngạch này cho Đông Phương Kính Thủy. Bởi vì Phong Phi Vân đoán ra Đông Phương Kính Thủy tuyệt đối sẽ cự tuyệt, cũng chỉ có hắn mới cự tuyệt. Thứ ba, những quả bóng trong đỉnh đồng kia, La Phù công chúa tự nhiên nhìn không thấu, nhưng mà Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu bình chướng hỏa diễm, sớm nói cho La Phù công chúa quả bóng nào là của mình, như vậy La Phù công chúa có thể tránh đi quả bóng đó, làm cho Phong Phi Vân có thể luân không. Đương nhiên muốn đùa nghịch thủ đoạn trước mặt Tam Công, Phong Phi Vân cũng thập phần cẩn thận. Không dám âm thầm truyền âm, cũng có thể dùng tiếng lòng thông chi La Phù công chúa ghi chép tên quả bóng tên hắn. Cũng chính bởi vì như thế, Phong Phi Vân cũng không cách nào quyết định ai sẽ đấu với ai, bằng không đã sớm làm cho Bắc Minh Phá Thiên cùng Lý Tiêu Nam liều ngươi chết ta sống. Ba chàng đều luân không là khí vận cường đại cỡ nào, Phong Phi Vân vốn cũng không phải là người dựa vào vận khí mà ăn cơm, nếu không phải đùa nghịch thủ đoạn, giờ phút này hắn đã đau khổ chiến mấy trận rồi. Cũng chính vì Phong Phi Vân ba lượt luân không,
Bắc Minh Phá Thiên mới càng hoài nghi thân phận của Phong Phi Vân. Trận chiến thứ 12 hoàn tất, lại có 12 người tấn cấp vòng tiếp theo, tăng thêm Phong Phi Vân luân không là 13 người. Tất chữ xuất bị loại bỏ, Long Thanh Dương trở thành một trong 13 người. Trong 13 người này, tính cả Phong Phi Vân, Bắc Minh Phá Thiên, Đông Phương Kính Thủy, Lý Tiêu Nam, Hồng Diệp Hoàng Tử, Long Thanh Dương, Mục Tinh Tử, Cổ Thố, Kỷ Phong, Yến Tử Vũ, còn có 3 người mà Phong Phi Vân không biết, chưa từng nghe tên qua, nhưng lại vô cùng cường đại. Trải qua mấy lần chiến đấu trước, một đời trẻ tuổi ít có người trọng thương hoặc chết, giống như trong tối tăm có người sai khiến bọn họ, đây chính là số mệnh lực cường đại, có thể giúp bọn SPJ Su Cát Tị Hung. Có thể được xưng là thiên tài, tự nhiên chính là người được ông trời chiếu cố. Có thể tiến vào top 13 đều là nhân kiệt cao cấp nhất, tu vị vô cùng cường đại, chiến đấu tiếp theo sẽ vô cùng cường đại, sẽ có một ít thiên tài chưa bao giờ bại ngã xuống, hai hổ đánh nhau tất có một tổn thương. Ai có thể đứng tới cuối cùng, chắc chắn là nhờ vào thực lực nói chuyện. Trận này, chia làm 6 tổ, không có bất kỳ lo lắng nào, Phong Phi Vân luân không lần nữa. Đây là chiến đấu thảm thiết nên hấp dẫn nhiều người, cuộc chiến phò mã tiến vào lúc gay cấn, 6 chiến đài kín hết người, mỗi một thiên kiêu vô cùng tự tin và cao ngạo. Đại chiến lớn nhất không ai qua được Lý Tiêu Nam đấu với Long Thanh Dương, một là đệ nhất nhân được thế hệ trẻ thần Tấn Vương Triều công nhận. Một là Thiên Long Vương Triều Mỹ Nam Tử, hai người này giao thủ tuyệt đối là hấp dẫn 10 phần, vô cùng đáng chờ mong. Hai người bọn họ còn chưa lên đài chiến đấu, dưới chiến đài tụ tập ngàn vạn tu sĩ, quả thực vây chật như nêm cối, trong hoàng thành có 1/3 tu sĩ chạy tới đây. Nhưng mà Phong Phi Vân không có bao nhiêu hứng thú cả, ngược lại đi tới chiến đài chữ địa, Hồng Diệp Hoàng Tử cùng Yến Tử Vũ đang đánh nhau. Hai người này tại Ngân Câu Phiệt đã giao thủ qua một lần. Lần đó Yến Tử Vũ thảm bại trong tay Hồng Diệp Hoàng Tử, cũng chỉ tiếp được Hồng Diệp Hoàng Tử 13 chiêu, đây trở thành thất bại đau khổ nhất của Yến Tử Vũ từ khi tu luyện tới nay. Người nói lần này Yến Tử Vũ có thể tiếp Hồng Diệp Hoàng Tử bao nhiêu chiêu? Tất chữ xuất cũng đi theo Phong Phi Vân tới dưới chiến đài chữ địa. Yến Tử Vũ đã từng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp, xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 8, tấn thăng làm thiên tài cấp sử thi. Luận chiến lực cùng tâm trí đều là đỉnh cấp trong cùng thế hệ, cũng không thể kém hơn đám người Bắc Minh Phá Thiên bao nhiêu, tại Ngân Câu Phiệt sở dĩ bại thảm như thế, có một nguyên nhân phi thường trọng yếu. Phong Phi Vân phân tích. Nguyên nhân gì? Tất chữ xuất nói. Binh khí. Phong Phi Vân nói. Sắc mặt tất chữ xuất trở nên vô cùng cổ quái, rất mất tự nhiên. Phong Phi Vân nói. Đối với tu tiên giả mà nói. Sử dụng linh khí phẩm cấp cao thấp ảnh hưởng rất lớn tới chiến lực của bản thân, đặc biệt là đối với tu sĩ cảnh giới cao, loại này ảnh hưởng này cực lớn. Trong trận chiến ở Ngân Câu Phiệt lúc trước, Hồng Diệp Hoàng Tử kiềm giữ chính là tam phẩm linh khí Kình Thiên Côn, mà Yến Tử Vũ từ trước tới nay phù hợp là linh khí Bạch Yến Đà Thương, lại bị ngươi trộm đi, cho nên Yến Tử Vũ thảm bại là đương nhiên. Khục khục, chuyện này, ta đã trả Bạch Yến Đà Thương cho hắn rồi, lúc ấy. Ta chỉ... mượn chơi đùa. Tất chữ xuất rất xấu hổ, lần đó hắn hại Yến Tử Vũ rất thảm, ở trước mặt mọi người bị bại rất khuất nhục, trong lòng của hắn vẫn có áy náy. Phong Phi Vân nói, hắn không có giết ngươi, là thiên toán thư sinh thay ta trả lại cho hắn. Tất chữ xuất đã từng trộm qua một cây linh dược mấy ngàn năm của Yến Tử Vũ, bị Yến Tử Vũ đuổi giết vạn dặm, lúc này trộm đi là Bạch Yến Đà Thương, làm hại hắn thảm bại. Nếu như tất chữ xuất thật sự xuất hiện trước mặt của hắn, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Phong Phi Vân lại giấu thiên tủy binh đảm thật kỹ, nếu bị kẻ trộm này sờ đi, Phong Phi Vân đoán chừng cũng sẽ đuổi giết hắn mấy vạn dặm. Yến Tử Vũ chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp, Bách Tháp bảng đệ nhất nhân, đại biểu vinh dự đệ nhất thánh địa của Vạn Tượng Tháp tại Thần Tấn Vương Triều. Trong nhiều anh kiệt của Vạn Tượng Tháp, chỉ có hắn và Kỷ Phong tiến vào top 13. Vạn Tượng Tháp thế hệ trẻ rất nhiều tuấn tài tới đây trợ uy cho hắn, đương nhiên Phong Phi Vân cũng xem như trong số đó, dù sao từng tu luyện trong Vạn Tượng Tháp. Phong Phi Vân đứng xem dưới chiến đài, liền gặp được vài gương mặt quen, đã từng gặp qua tại Vạn Tượng Tháp. Yến Tử Vũ, ta xem trọng ngươi, làm nên vẻ vang cho Vạn Tượng Tháp chúng ta đi. Một nữ tử mang theo một đám đệ tử đi tới đây có tổ chức, có hò hét trợ uy. Vương Mãnh cũng ở trong đó. Mang theo một đám tiểu đệ trong vũ tháp chen vào nơi gần chiến đài nhất, cắm hai cây trường thương xích đồng xoóng, kéo một tấm hoành phi đỏ cổ vũ. Vương Mãnh giọng thô cuồng,
tóc dựng ngược, đứng ở phía trước hò hét. Chim én, y lấp yêu, một thương rất ra máu tươi tung tóe, Hồng Diệp hoàng tử thẳng kêu to. Yến tử, y lấp yêu, một thương là máu tươi tung tóe, Hồng Diệp hoàng tử thẳng kêu to. Nghe tiếng thét này nội tâm Phong Phi Vân trong đổ mồ hôi, loại ngữ điệu này cũng có thể kêu lên, thực mẹ nó nhân tài, Tất Chữ Suất cũng lắc đầu liên tục, nhìn xuống đất xem có kẽ đất nào để chui vào hay không. Đều là đệ tử ưu tú của Vạn Tượng Tháp, Thiên Toán Thư Sinh an vị ở dưới chiến đài, áo trắng nho bào, quạt lông khăn chít đầu, hai tay giấu ở trong ống tay, thập phần lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tô Quân cũng ngồi dưới chiến đài, ngẫu nhiên nói chuyện với Thiên Toán Thư Sinh, lộ ra vẻ phiêu nhiên, nếu ánh mắt của hắn không mù, nếu còn là Vô Hà công tử phong lưu như lúc trước, cuộc chiến phò mã này chắc chắn có một vị trí của hắn, nhưng mà hiện tại hắn đã nhìn thấu điểm này, bên người có một giai nhân làm bạn, vượt qua thời gian thần tiên không tranh quyền thế. Bá, bá, lúc này dưới đài có hai đạo nhân ảnh lao lên chiến đài. Hồng Diệp hoàng tử thân cao gần 4 mét, hai chân giống như hai cây cột, hai tay tráng kiện như thép đúc, người mặc chiến bào, lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, mọc lông ngực màu đen, lực lượng tràn ngập tính bạo tạc. Hắn giống như quái thú hình người, một quyền đánh ra có thể đánh sập núi. Yến Tử Vũ so sánh với hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, nho y màu trắng, trên đầu đội khăn chít, trong tay hắn cầm chặt bạch yến đà thương, thân thể như dung hợp làm một với thương, vô cùng kinh người. Không nghĩ tới bại tướng dưới tay còn dám đứng trên chiến đài giao thủ với ta. Đầu của Hồng Diệp hoàng tử to hơn người thường gấp 3 lần, con mắt lớn hơn người thường 4 lần, chỉ trong mắt đã to như nắm đấm, hắn chừng một cái đã có thể dọa lui quái thú. Yến Tử Vũ thảm bại lần trước không có trầm luân, vẫn vô cùng tự tin, lỗi lạc nói. Lúc này nếu ngươi còn có thể dùng 13 chiêu đánh bại ta, như vậy sau này ta gặp ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu tại chỗ. Hồng Diệp hoàng tử mỉa mai cười cười. Lần trước ta căn bản không có dùng toàn lực, đánh bại ngươi chỉ cần 10 chiêu là đủ, ta rất hy vọng nhìn thấy bộ dáng ngươi quỳ xuống đất. Yến Tử, y lấp yêu, một thương là máu tươi tung tóe, Hồng Diệp hoàng tử thẳng kêu to. Vương Mãnh đang tổ chức người hò hét, âm thanh vang vọng hoàng thành. Yến Tử Vũ hoành thương mà đứng, trên thân thể bạch quang vô cùng chói mắt, giống như pho tượng bát ngọc, tất cả lực đều trở nên vô cùng tinh thuần, không có sơ hở nào cả. Hồng Diệp hoàng tử khí tức càng thêm hùng hậu, mỗi một lỗ chân lông đều có khí tức màu vàng phun ra nuốt vào, hai tay nhất quyền, nắm đấm rực rỡ như cự trùy. Lực lượng trên người hắn bộc phát, chấn động không khí chung quanh, người xem dưới chiến đài nhanh chóng lui lại, cảm ngực nặng nề như có tảng đá áp xuống, đây là khí tức lực lượng chọc thủng bình chướng chiến đài, bởi vậy có thể biết rõ Yến Tử Vũ bên trong chiến đài thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Hồng Diệp hoàng tử nói muốn trong 10 chiêu đánh bại Yến Tử Vũ cũng không phải là khoác lác. Oanh! Hồng Diệp hoàng tử chủ động phát động công kích, nắm đấm của hắn biến thành màu vàng, giống như hoàng kim luyện tạo mà thành, một quyền đánh ra, không khí rung động như mặt nước, hình thành thần tường màu vàng. Âm thanh xuất quyền kinh thiên động địa, nghiền nát màng tai của một ít tu sĩ tu vị yếu, hai tai chảy máu. Vương Mãnh và đám đệ tử Vũ Tháp kinh sợ, vội vàng thối lui, tránh ra xa xa, tránh bị ảnh hưởng, đầu óc hiện giờ chấn động mạnh. Yến Tử Vũ thân như bạch ngọc, không chút sứt mẻ, trường thương trong tay hóa thành dao long màu trắng, đâm rách hư không, một thương đánh tan thần tường màu vàng. Hồng Diệp hoàng tử nâng cánh tay lên, dùng quyền đón đỡ, một bao tay màu vàng hiện ra ngăn cản mũi thương bén nhọn, bộc phát ra âm thanh kim loại chói tai. Có giáp tay màu vàng bảo vệ nên không có chuyện gì, phía trên khảm 7 viên linh hạch linh thú, giống như xếp thành hình thất tinh, bạch yến đà thương không lưu lại nửa điểm dấu vết. Oanh! Hồng Diệp hoàng tử bất động như núi, xương cốt trên người bộc phát âm thanh rầm rầm, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào bạch yến đà thương. Một đạo khí thế bài sơn đảo hải đánh vào hai tay Yến Tử Vũ, hắn phải không ngừng vận lực 6 lần mới có thể ngăn cản một quyền này. Yến Tử Vũ xách thương lui lại, quyền kinh của Hồng Diệp hoàng tử thật sự quá kinh khủng, lực lượng khổng lồ như đấu bò, trong thế hệ trẻ ai có thể đánh lại hắn. Lực lượng của man dợ này quá dọa người, nếu trúng một quyền của hắn, chỉ sợ núi cao cũng sụp đổ. Tất Chữ Suất nói, lực công kích của Hồng Diệp hoàng tử trong thế hệ trẻ cơ hồ là vô địch. Hắn tu luyện Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, từ nhỏ uống huyết dịch linh thú lớn lên, chỉ toàn uống huyết dịch của linh thú ngàn năm,
nếu là ta đoán không sai thì hắn khẳng định đã phục dụng qua tinh thần hoàng kim dịch, rèn luyện thân thể, cốt cách cùng cơ bắp cường tới cực hạn. Phong Phi Vân nói, tinh thần hoàng kim dịch là thứ gì? Tất Chữ Suốt nghe được tên bảo vật thì ánh mắt tỏa sáng. Phong Phi Vân nói, sự tồn tại của tinh thần hoàng kim dịch nằm ở trên hoàng kim tinh thần, nó là thánh bảo luyện thể, mặc dù là chân nhân cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hoàng kim tinh thần, Tất Chữ Suốt ánh mắt sáng ngời. Cái gọi là hoàng kim tinh thần không phải là ngôi sao lơ lửng trong vũ trụ, mà là ngôi sao lơ lửng trên đại lục, có chút hoàng kim tinh thần lớn như nắm đấm lơ lửng cách mặt đất một thước, mà có hoàng kim tinh thần lớn tới mấy vạn dặm, không nhỏ hơn tinh cầu chính thức, chúng lơ lửng mấy chục vạn mét hư không. Phong Phi Vân nói ra, hoàng kim tinh thần lớn mấy vạn dặm, nếu thật sự lơ lửng cao như thế, đây chẳng phải đã ngăn cản cả hư không sao? Nếu một hoàng kim tinh thần như thế lơ lửng trong không khí, đó là cảnh hùng vĩ cỡ nào? Tất Chữ Suốt sợ hãi thán phục không thôi. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Hoàng kim tinh thần được gọi là bảo tinh, hồng trần tinh, địa tinh, thập phần thưa thớt. Đừng nói là hoàng kim tinh thần mấy vạn dặm, cho dù là hoàng kim tinh thần lớn như nắm tay cũng là chân bảo vô thượng. Mấy trăm vạn dặm cũng chưa hẳn có một quả, chỉ có người mang đại khí vận mới gặp được nó trong hoang sơn dã lĩnh mà thôi. Hoàng kim tinh thần dịch chính là bảo dịch chảy trong hoàng kim tinh thần lớn như nắm tay chỉ ngưng tụ ra một giọt hoàng kim tinh thần dịch, Hồng Diệp hoàng tử luyện thể sử dụng hoàng kim tinh thần dịch chắc chỉ là một giọt thôi, xem ra Ngọc Kiền Vương Triều từng có hoàng kim tinh thần xuất thế. Tất Chữ Suốt nghe được như thế ánh mắt sáng ngời lên. Phong Phi Vân nói, luận lực công kích, Hồng Diệp hoàng tử còn trên cả Bắc Minh Phá Thiên, cũng không biết Đông Phương Kính Thủy lực công kích có so được với hắn hay không. Vậy lực công kích của hắn hẳn là đệ nhất thế hệ trẻ rồi. Tất Chữ Suốt nói. Phong Phi Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tán thành cách nói của Tất Chữ Suốt, cũng không nói là vì sao. Trên chiến đài, Hồng Diệp hoàng tử cùng Yến Tử Vũ đã giao thủ gần 20 chiêu, chiến đấu hung mãnh làm cho người ta sợ hãi, giống như là một đoàn kim sắc quang mang cùng một đoàn bạch sắc quang mang va chạm nhau, rất ít người nhìn thấy chiêu số của hai người. Lực công kích của Hồng Diệp hoàng tử tuy cường hãn, nhưng mà Yến Tử Vũ cũng không yếu, mấy ngày gần đây lại có tinh tiến, chiến hơn 10 chiêu vẫn không thua. Tuy Hồng Diệp hoàng tử chiếm thượng phong, nhưng lại không có trong 10 chiêu đánh bại Yến Tử Vũ nên xấu hổ. Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, Hoàng Kim Thần Tượng. Huyết dịch toàn thân Hồng Diệp hoàng tử sôi trào, giống như ngàn vạn kim tuyến sôi trào, làn da của hắn bành trướng lên, lại cao thêm 3 mét, bành trướng đạt tới 7 mét. Hai tay của hắn như cột vàng, chẳng khác gì tượng thần. Hai lỗ tai màu vàng giống như cây quạt bồ, chỉ lỗ tai cũng dài 3 mét rồi. Thân thể của hắn mang theo thần uy kinh thiên động địa, ngay cả cự phách trấn thủ chiến đài cũng kinh hãi, giống như nhìn thấy thái cổ thần thú xuất thế. Oanh! Hồng Diệp hoàng tử xông thẳng tới, hắn giống như con trâu điên lao tới trước, Yến Tử Vũ đánh chiến pháp gì cũng đụng nát, đánh bạch yến đà thương của hắn suýt bay ra ngoài. Hai cánh tay có huyết phân chảy ra, máu tươi tung tóe. Hoàng Kim Thần Tượng trực tiếp đụng vào người Yến Tử Vũ, một lực xông tới khủng khiếp va chạm vào người hắn. Một người đồng thời đánh vỡ bình chướng chiến đài, từ trên cao té xuống, đụng mạnh vào mặt đất. Yến Tử Vũ bị Hoàng Kim Thần Tượng giẫm dưới chân, mặt đất xuất hiện hố to, bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều phiến đá vỡ nát, có hai đứng xem không kịp tránh lui nên hai chân đều đánh gãy, nửa người kẹt trong cái khe. Yến Tử Vũ nằm dưới chân Hoàng Kim Thần Tượng, trên người có một tầng huyết khải bị dẫm nát, có thể tưởng tượng nếu tầng huyết khải kia nát tan, hắn chắc chắn sẽ bị đè chết. Giết! Yến Tử Vũ nằm trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân đâm ra một thương, đâm rách Hoàng Kim Hào Quang, đánh thẳng vào phần bụng Hoàng Kim Thần Tượng, một đạo huyết tuyến bay ra khỏi bụng Hoàng Kim Thần Tượng, nhuộm đỏ mặt đất. Thần Tượng dường như nổi giận, phát ra tiếng giống to kinh người. Hơn 10 người đứng xem lỗ tai chảy máu, hôn mê té xuống đất. Gào! Hoàng Kim Thần Tượng nhấc chân lên, nhấc cao tới 6 mét, hào quang màu vàng từ trên người hắn tỏa ra làm cho người ta chói mắt không mở mắt ra được. Nếu một cước của hắn dẫm xuống, Yến Tử Vũ sẽ bị dẫm thành thịt nát. Hoàng Kim Thần Tượng lực lượng hung mãnh cỡ nào, ngay cả cự phách bố trí bình chướng cũng đụng nát, một kích tức giận của hắn không ai có thể cản nổi. Rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp thét lên. Che mặt không dám nhìn, một ít nữ đệ tử càng nhắm mắt lại quay đầu đi. Không được giết người.
Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, trên chiến đài có một cự phách lao tới, bay tới ngăn cản. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước. Cự phách rời khỏi chiến đài chưa bao xa, hắn bay tới thì trễ rồi, ngược lại Phong Phi Vân ở gần, cho nên mới không thể không ra tay, hai tay của hắn khởi động. Trong người Phong Phi Vân có 9.998 đạo dị thú chiến hồn đồng thời bay ra, làn da có hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ, phát ra vô số âm thanh man thú gào rú, hai đụng vào hoàng kim thần tượng, bộc phát ra thần uy khủng bố. Oanh! Mặt đất dưới chân Phong Phi Vân hoàn toàn nứt vỡ, nửa người dưới chìm vào trong đất. Hoàng kim thần tượng kia lui ra phía sau, lui mấy chục bước mới đứng vững được, mà mặt đất có vô số đá vụn bay ra, dưới chân có hố sâu cực lớn. Giao Phong một chiêu nhưng không ai chiếm tiện nghi, nhưng mà Phong Phi Vân lại bước lui Hồng Diệp Hoàng tử và cứu Yến Tử Vũ. Rất nhiều người nhìn qua Phong Phi Vân, toàn bộ đều rung động, mỗi người giống như hóa đá, không thể tin được vào màn trước mặt của mình. Cũng không phải bởi vì lực lượng Phong Phi Vân cường hoành có thể ngạnh kháng Hồng Diệp Hoàng tử, mà là vì trong chiêu vừa rồi đã làm cho mũ rộng vành của Phong Phi Vân bị nghiền nát, lộ ra chân dung, đây mới là điểm mọi người kinh hãi. Người mà ai cũng cho rằng đã chết, rõ ràng sống sờ sờ đứng trước mặt của mình. Làn gió mát thổi qua gáy. Phong Phi Vân đi ra khỏi hố sâu, run cho bụi rơi xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mặt của mình, quả nhiên vẫn bạo lộ, mọi người ai cũng nhìn thấy cả. Nhưng mà tu sĩ ở đây không cách nào bình tĩnh được. Oanh! Hư ảnh hoàng kim trên người Hồng Diệp Hoàng tử bị nghiền nát, thân thể khôi phục nguyên dạng, vừa giận vừa sợ nhìn qua Phong Phi Vân. Mang theo thần sắc không dám tin nhìn qua. Cái này, đây không phải yêu kiếm truyền nhân. Phong nhị cẩu. Một cô nương trẻ tuổi há to miệng, ánh mắt không dám tin nhìn qua người trước mặt. Không ngờ chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Chẳng phải ở phủ thần vương hắn bị thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện chết rồi sao, vì sao còn ở nơi này? Một tu sĩ lấp già dụi mắt, sợ mình hoa mắt. Thần vương chưa chết, vậy mà che giấu tung tích. Tham gia cuộc chiến phò mã. Yêu kiếm truyền nhân chính là Phong Phi Vân, thần vương chết mà phục sinh, xuất hiện trong hoàng thành. Tin tức này lan truyền nhanh chóng như ôn dịch, rất nhanh truyền ra, cũng nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, làm cho mọi người sợ hãi không hiểu rõ. Vô số tu sĩ tuôn tới chiến đài chữ địa, muốn chứng minh là thật là giả. Phong Phi Vân yêu nghiệt leo ra từ địa ngục, chẳng lẽ Diêm Vương cũng không thu hắn sao? Rất nhiều người không dám tin nhìn qua Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quả thực chính là ôn thần, trong đó Thái Tể cùng Long Thần Nhai vô cùng lo lắng, cảm giác cảm thấy việc này không giống tầm thường, làm cho người ta cảm thấy bất an. Sư thúc, ngươi không phải đã bị đám người xấu luyện thành cặn bã rồi sao? Vương Mãnh dùng sức trà sát con mắt, xông lên niết cánh tay Phong Phi Vân vài cái, khổ người của hắn lớn, bàn tay lớn hơn đầu của Phong Phi Vân. Đừng làm rộn, chết không được. Tóc Phong Phi Vân bị Vương Mãnh làm rối tung, hắn cũng không có ác ý, chỉ là rất kích động. Vương Mãnh cười khờ khạo, trà sát tay, nói. Ta nói sư thúc anh minh thần võ như thế, không có khả năng dễ dàng vẫn lạc như vậy mà. Giờ phút này có nhiều tu sĩ vây ở đây, Phong Phi Vân thành tiêu điểm của mọi người, mà nhân vật chính của trận chiến này là Hồng Diệp Hoàng tử cùng Yến Tử Vũ lại bị người ta quên đi, dù sao thần vương không chết thật sự quá chấn động. Tô Quân cùng Thiên Toán thư sinh cũng đi tới hàn huyên, cũng không có quá nhiều giật mình, giống như đây là chuyện bình thường, chuyện này hợp tình lý, Phong Phi Vân dùng kế ve sầu thoát xác chỉ giấu được người khác, không thể giấu được Thiên Toán thư sinh, bọn họ cũng đã nghĩ tới rồi. Phong Phi Vân cảm giác địch ý rậm rạp từ các hướng truyền tới, chỉ thấy trên cung điện Bạch Ngọc xa xa có một nam tử mặc áo vàng đang nhìn qua, chính là Long Thần Nhai. Long Thần Nhai tận mắt nhìn thấy phủ thần vương bị luyện thành dung nham nóng chảy. Hắn còn tìm được thần vương lệnh trong dung nham, vốn tưởng rằng Phong Phi Vân đã chết không có chỗ chôn, không nghĩ đến hắn bình yên vô sự xuất hiện tại đây, nhưng lại nhảy nhót trước mặt mình mấy ngày qua, mình còn không nhận ra hắn. Cung đánh bạc ngầm bị Phong Phi Vân hỗn đản này phá hủy, ta nói trên đời này tại sao có kẻ nham hiểm như thế, thật sự đáng hận. Tây Việt An Loạn hai đấm nắm chặt, rất muốn xông tới đánh Phong Phi Vân một trận. Long Thanh Dương áo tím hết lần này tới lần khác ánh mắt như xương, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhìn vào Phong Phi Vân đứng ở trung ương chiến đài, trong mắt mang theo thần thái kỳ lạ. Thật sự là tiểu ca tuấn tú, gỡ mũ rộng vành ra thật đẹp trai, hắn là ai thế? Tây Việt An Loạn ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói.
hắn chính là đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều, là thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Phong Phi Vân. Ánh mắt Long Thanh Dương càng trở nên sáng ngời, nhìn qua giống hai ngôi sao lấp lánh. La Phù công chúa đứng trên một cung điện cao nhất hoàng thành, bên cạnh chính là đỉnh đồng đang bốc cháy hừng hực, đôi mắt dễ thương của nàng như thiên châu, trên người có 45 đạo hoàng long chi khí vẩn quanh, gió mát thổi tới nhấc khăn che mặt của nàng lên, lộ ra tiên nhân mờ ảo, các cung nữ chung quanh nhìn ngây ngốc. Nàng nhìn qua hoàng thành xa xa, thổ khí như lan, âm thanh kéo dài truyền khắp nửa thần đô, nói. Tứ đại thần phi có lệnh, truyền Phong Phi Vân tới Thiên Vũ Điện. Âm thanh như thần phượng vang lên, thanh thúy dễ nghe, lực xuyên thấu rất mạnh. Phong Phi Vân cách hơn 10 dặm nghe được rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Điện, cung điện màu vàng lơ lửng trên không trung, La Phù công chúa tóc dài phiêu giật, phiêu nhiên đứng đó, vẫn không nhúc nhích, giống như người ngọc đứng trước cung vàng, chẳng khác gì đế vương bao quát thiên hạ. Rất nhiều người giờ khắc này sinh ra ảo giác giống như nhìn thấy một đời nữ đế đang lâm cửu thiên. Thần vương chưa chết, chuyện lớn như thế mà tấn đế không xuất hiện, mà là tứ đại thần phi triệu kiến, xem ra tấn đế thật sự không có mặt ở thần đô. Phong Phi Vân nghĩ trong lòng như thế. Cường giả trong hoàng thành tuy nhiều, nhưng mà có tư cách tiến vào Thiên Vũ Điện thì không có mấy người. Hiện tại là lúc hoàng hôn, mặt trời lơ lửng trên hoàng thành nguy nga. Ánh sáng chiếu tả chiếu vào chính diện cung điện, chiếu lên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cởi áo đen, thay đổi áo bào thần vương màu vàng, đầu đội thần vương miện, khí khái hào hùng bức người, lưng thẳng tắp, trực tiếp đi vào Thiên Vũ Điện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt của người trong cung điện với hắn chẳng đáng là gì cả. Nói giỡn, tấn đế không có mặt, thần vương chính là người đại diện cho hoàng tộc, tứ đại thần phi cũng phải thấp hơn một cấp. Về tam công đức cao vọng trọng nhiều lắm chỉ bình khởi bình tọa với thần vương mà thôi, lại nói hoàng thành là địa bàn của hoàng tộc, tam công cũng không thể can thiệp quá nhiều. Cho nên Phong Phi Vân căn bản không cần ngưỡng mộ bất cứ kẻ nào cả. Cung điện màu vàng cao trăm trượng, đi vào trong cung điện là quảng trường lớn. Bốn đại thần phi đã có mặt, đang ngồi ở một phương, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người, tu vị không tầm thường, khí chất cao không chạm tới. Không phải nữ tử tầm thường có thể so sánh. Từ trái đến phải, theo thứ tự là, Kỷ Thần Phi, Hoa Thần Phi, Bắc Minh Thần Phi, Lạc Thần Phi. Trừ bốn đại thần phi, hoàng tộc mấy vị lão tổ, Thái tử Long Thần Nhai, La Phù công chúa, nửa số quan trên triều đình cũng ở nơi đây, rất hiển nhiên việc này chấn động vua và dân, chính là một hồi động đất. Dọn chỗ cho thần vương. Hoa Thần Phi địa vị tối cao trong hậu cung, chấp trưởng hậu lệnh. Mơ hồ là người đứng đầu trong bốn thần phi. Hai thái giám mang ghế dựa hoàng kim ra, Phong Phi Vân không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống. Hào khí trong Thiên Vũ Cung rất quái dị, sau nửa ngày Kỷ Thần Phi mới nhất mở miệng trước, vội vàng nói. Thần vương đại nhân, Nguyệt Nhi, nàng còn sống không? Kỷ Linh Xuân mấy ngày nay tiểu tụy quá nhiều, vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà Phong Phi Vân xuất hiện làm cho nàng nhìn thấy hy vọng lần nữa. Dung nhân tái nhợt bệnh hoạn đã có mấy phần huyết sắc. Phong Phi Vân hơi chần chờ, nói. Thương Nguyệt nàng, thực xin lỗi, thần phi nương nương, bổn vương không có chiếu cố tốt nàng. Nghe tin tức như thế Kỷ Linh Xuân như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy cho tàn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi có máu tươi chảy ra, tóc xanh biến thành tóc bạc. Tóc bạc, mặt tái nhợt, người tiều tụy. Dung nhan của nàng vẫn là thiếu nữ 16. 17 tuổi nhưng mà tâm đã chết. Không người nào lý giải được tâm chết của nàng là như thế nào, nhưng mà ánh mắt của nàng không còn hào quang. Long Thương Nguyệt tự nhiên còn không có chết, nhưng mà tin tức này tuyệt đối không thể nói ra hiện tại. Phong Phi Vân cũng hiểu được quá tàn nhẫn với Kỷ Linh Xuân, quyết định rời khỏi Thiên Vũ Cung thì hắn đi tìm nàng, nói cho nàng sự thật. La Phù công chúa đứng sau lưng Phong Phi Vân, dáng người cao gầy, tuy có tấm sa che tiên nhan của nàng lại. Nhưng mà vẫn không thể che giấu được vui mừng của nàng, nói. Thần vương đại nhân, làm thế nào chạy ra khỏi phủ thần vương, là người phương nào ra tay với phủ thần vương thế? Long Thần Nhai bắt đầu khẩn trương lên, nhưng mà Bắc Minh lão hồ ly vẫn thong dong như cũ, không có chút cảm xúc chấn động nào. Tất cả những chuyện này đều nằm trong mắt Phong Phi Vân, Bắc Minh lão hồ ly quả nhiên là có chỗ dựa vững chắc nên yên tâm, gừng càng già càng cay. Trong phủ thần vương có thông đạo ẩn mật, có thể chặt đứt trận pháp phong tỏa, bổn vương cũng phải trả cái giá thảm trọng mới thoát ra được. Phong Phi Vân chậm rãi, lại nói.
Về phần là người phương nào ra tay với phủ thần vương, bổn vương không biết, đối phương trước khi lẻn vào phủ thần vương đã ăn kịch độc, mặc dù có bắt bọn chúng cũng sẽ kích phát kịch độc trong người, hóa thành bùn máu, không có chút manh mối nào cả. Sau khi nghe như thế, Long Thần Nhai lập tức buông lỏng một hơi. Sở dĩ Phong Phi Vân nói không biết hung thủ là ai, đó là bởi vì hắn biết rõ cho dù có nói là Bắc Minh Lão Hồ Ly làm cũng không làm gì được hắn, ngược lại sẽ bị hắn làm khó dễ, quấy rầy bố trí của mình, mà Phong Phi Vân hiện tại nói như thế chính là tê liệt Lão Hồ Ly này đã, chuẩn bị chút thời gian cho mình. Bắc Minh Mặc Thủ Vê Dâu suy tư, nói, đây là thủ đoạn của sát thủ đỉnh cấp nhất, trừ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, không có sát thủ nào dám đối nghịch với Phủ Thần Vương cả, hừ. Thật sự là phát rồ, thần đề nghị điều khiển thần vũ quân, dẹp yên Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Đội ngũ hệ Thái Tể cũng nhao nhao hùa theo, đều công bố muốn giết một người dân trăm người, giữ gìn uy nghiêm vương triều, nhưng mà không ai đưa ra một phương án nào cả, cũng chỉ hò hét lớn tiếng mà thôi. Phong Phi Vân thờ ơ lạnh nhạt, nói. Nói đúng, thiên hạ to lớn, nơi nào cũng là vương thổ, nhưng lại không ai biết Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung xào huyệt nằm ở nơi nào. Xin hỏi các vị đại nhân, xào huyệt Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung còn không tìm thấy thì làm sao diệt chúng đây? Ách, cái này! Vương Triều Thiên Uy không thể phạm, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung sớm muộn cũng bị diệt. Thần Vũ Quân chiến uy vô song, trong nháy mắt có thể tiêu diệt Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Tất cả đều không nói ra lời nào có giá trị cả. Phong Phi Vân trong lòng cười lạnh, nói. Việc này vẫn nên tạm hoãn lại. Các vị đại nhân cảm thấy bổn vương đề nghị như thế nào? Đúng vậy a, hôm nay chính là thời kỳ mấu chốt, xác thực không cách nào phân tâm làm việc khác. Thần vương anh minh, thần vương anh minh. Bắc Minh Mặc Thủ trên mặt tươi cười, con mắt hơi nhíu lại, thâm thúy nói. Thần vương đại nhân đã không có chết, nên sớm xuất hiện một chút, làm hại đám lão thần chúng ta thương tâm mấy ngày, quý phủ hiện nay còn đang treo lụa trắng đấy. Bạo Thiên Hầu nói, thần vương đại nhân nếu đã đính hôn với Nguyệt công chúa, sao có thể tham gia cuộc chiến phò mã của La Phù công chúa chứ, như vậy không tốt. Bạo Thiên Hầu cũng là người một hệ Thái Tể, bắt đầu công kích Phong Phi Vân. Ngay sau đó có một lão giả chính là một trong cửu khanh, nghiêm nghị nói. Chuyện này không hợp luân lý, Nguyệt công chúa thi cốt chưa lạnh, thần vương nên xây lăng cho nàng, đốt giấy để tang, thủ lăng 3 năm, mới có thể tái giá. Bằng không Nguyệt công chúa dưới suối vàng biết được sẽ thương tâm bực nào, xin thần vương nghĩ lại. Xin thần vương nghĩ lại a hát. Xin thần vương nghĩ lại a hát. Bắc Minh Mặc Thủ ho khan hai tiếng, vuốt vuốt chòm râu, nói. Thần vương đại nhân không cân nhắc cho mình, cũng nên cân nhắc cho Nguyệt công chúa dưới suối vàng a, cũng phải nên lo lắng cảm thụ của kỳ thần phi nương nương a hát, nhìn thấy thần phi nương nương một ngày bạc đầu, lão thần trong lòng chua xót. Thần vương có lẽ nên dành nhiều thời gian cho nàng, giúp thần phi sớm ngày nghĩ thông a. Những người này đều không muốn Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa dính vào nhau, dù sao nếu Phong Phi Vân thực trở thành phò mã, cưới La Phù công chúa, như vậy bọn họ cường cường liên hợp, La Phù công chúa leo lên vị trí tấn đế là khả năng rất cao. Những người này ủng hộ thái tử đăng cơ, nếu thái tử thất thế, La Phù công chúa kế vị, kết cục của bọn họ bi thảm nhất, nhất triều thiên tử, nhất triều thần. Bọn họ cho dù bị La Phù công chúa huyết tinh đổ sát cửu tộc cũng có khả năng, loại chuyện này quá thông thường trong lịch sử, cho nên bọn họ mới cực lực ngăn cản Phong Phi Vân tiếp tục tham gia cuộc chiến phò mã. Mà Bắc Minh Mặc Thủ lại càng hung ác, biết rõ Phong Phi Vân cùng Kỳ Linh Xuân từng có một đêm không minh bạch, giờ phút này hết lần này tới lần khác mang chuyện này nói ra mờ mịt, cố ý uy hiếp Phong Phi Vân, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Trên Thiên Vũ Cung, quan viên triều đình tụ tập. Có một nửa quan viên đang chỉ trích Phong Phi Vân. Đây là tranh giành phe phái trong thần tấn vương triều, thập phần bén nhọn, chỉ có một phương thắng mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, trở thành chủ nhân hoàng quyền tiếp theo. Ngược lại là Kỳ Linh Xuân vẫn trầm mặc, da thịt toàn thân tái nhợt, trong chốc lát đã bạc đầu, có cảm giác như hồng nhan tang thương, triều đình ồn ào với nàng mà nói không có can hệ gì, hai mắt của nàng ngây ngốc, giống như một bông hoa héo rũ. La Phù công chúa nói, Nguyệt công chúa đã không còn trên nhân thế, đây là sự thật không tranh cãi, nàng là công chúa duy nhất đính hôn với thần vương thủ lăng cho nàng là nên làm, không chỉ có 3 năm, cho dù là 10 năm, 30 năm đều có thể, nhưng mà mọi người đừng quên,
muốn trở thành thân vương khác họ ở Thần Tấn Vương Triều thì phải kết hôn với công chúa, nếu như có người xem đây là cái cớ tước đoạt vị trí thần vương của Phong Phi Vân, kẻ đó đáng tru. Mọi người tức cười, không ai dám nói nữa. Phong Phi Vân cũng trầm mặc không nói. La Phù công chúa lại nói. Thần vương đại nhân nhất định phải kết hôn với công chúa, về phần hắn muốn lấy ai đây là chuyện của hoàng tộc, ngoại nhân căn bản không có quyền hỏi đến, cho dù hắn muốn lấy bổn công chúa, chỉ cần hắn có thể đoạt được vòng nguyệt quế của cuộc chiến phò mã, như vậy bổn công chúa cũng sẽ gả cho hắn, hắn xây dựng lăng cho nguyệt công chúa, đốt giấy để tang, thủ mộ 30 năm thì như thế nào? La Phù công chúa nói ra lời này tự nhiên không ai còn dám nhiều lời, mà ngay cả Bắc Minh Mặc Thủ cũng trầm mặc. Trước khi mặt trời xuống núi, nghị sự trong nội cung chấm dứt, mà bảy cường trong cuộc chiến cũng ra đời, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Lý Tiêu Nam lại bị Long Thanh Dương đào thải, sớm nhận thua, đương nhiên tu sĩ quan sát đều hiểu rõ ràng, đó cũng không phải Long Thanh Dương tu vị cao hơn Lý Tiêu Nam, mà là Lý Tiêu Nam vốn không định thắng, tâm của hắn hướng về Đông Phương Kính Nguyệt, không có khả năng thật sự thắng cuộc chiến phò mã. Bảy cường trong cuộc chiến phò mã gồm, Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Thủy, Bắc Minh Phá Thiên, Hồng Diệp Hoàng Tử, Thiên Đao Cổ Thố, Mục Tinh Tử, Long Thanh Dương. Hôm nay sắc trời đã tối, cuộc chiến bảy cường diễn ra vào ngày mai, chúng tu sĩ lục tục ngo ngoe rời khỏi Hoàng Thành. Chân trời mây chiều hàng lâm, chúng giống như đám mây lửa dưới ánh chiều tà. Thần Đô vào đông, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch thật lớn, trời vừa tối thì nhiệt độ hạ thấp, trời giáng bão tuyết, một đêm có thể nhấn chìm Thần Đô vào trong tuyết trắng. Cảnh đêm hàng lâm, Phong Phi Vân đi ra khỏi Thiên Vũ Cung, bên ngoài Hoàng Thành đèn sáng rực, cung nữ cùng thái giám dồn qua lại hành lễ với Phong Phi Vân. Một chiếc xe có hạc kéo chạy tới, chạy như bay trong Hoàng Thành, dừng bên cạnh Phong Phi Vân, không ai lái xe cho nên rất cho trọi, bên trong cũng không có giọng của ai truyền ra, rất cô đơn. Phong Phi Vân dừng bước lại, nói, là thần phi nương nương à. Trong xe vẫn trầm mặc như trước. Thật lâu về sau mới có tiếng ho khan truyền ra, nói. Thần vương thỉnh, khục khục, lên xe. Giọng của Kỳ Linh Xuân mang theo vài phần tiêu điều, có chút yêu thương làm cho người ta tuyệt vọng. Một giọng nói tuyệt vọng truyền ra, giọng nói này giống như cách cái chết không xa lắm. Nhiệt độ giảm xuống tới cực đại, Phong Phi Vân thở ra một hơi khí lạnh, hơi thở đầy khói trắng, nói. Đi đâu? Gặp một cố nhân. Kỳ Linh Xuân nói xong lại ho khan. Nghe được giọng nói thê lương của nàng, Phong Phi Vân không sợ nàng như trước, nàng dường như chỉ là nữ nhân bình thường, Phong Phi Vân trực tiếp leo lên xe, vén rèm lên, đi vào. Chiếc xe lại chạy ra khỏi Hoàng Thành. Kỳ Linh Xuân an vị trong góc xe, tuy tóc bạc óng ánh, mặt không có chút máu, nhưng mà hôm nay nàng thật đẹp, mặc quần áo mộc mạc, giống như một thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê, không mang theo một tia khói bụi. Phong Phi Vân hơi thất thần, sau đó mới tìm được một nơi đầy lụa ngồi xuống, hắn có một loại ảo giác, giờ phút này Kỳ Linh Xuân không còn là một vị thần phi nương nương, mà là thiếu nữ Kỳ gia của 180 năm trước, dịu dàng, dí dỏm, học rộng tài cao, cực kỳ thông minh. Hai người giống như gặp nhau vượt thời không, gặp nhau vào 180 năm trước, khi đó Kỳ Linh Xuân cũng chỉ mới 16, là một nữ đệ tử kiệt xuất của Kỳ gia. Còn chưa gả cho tấn đế, cũng không phải là thần phi tâm cơ thâm trầm. Phong Phi Vân suy nghĩ sau nửa ngày, ý định mang tin tức Long Thương Nguyệt chưa chết nói cho nàng biết, hắn suy nghĩ xong lại nói. Kỳ tha, Kỳ Linh Xuân vẫn mở miệng trước hắn, mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, nói. Tả thiên thủ từng đề cập ngươi trước mặt ta. Toàn thân Phong Phi Vân chấn động, nói. Tả đại sư, hắn hiện tại đang ở nơi nào? Tả thiên thủ chính là đệ nhất thiên tài trận pháp đại sư, đã từng là người ái mộ Kỳ Linh Xuân, xem nàng là nữ thần, nói gì nghe nấy, thậm chí còn xâm nhập vào nơi hung hiểm nhất thiên hạ, là đế cung Thần Tấn Vương Triều, đánh cắp Long Linh Thạch là thứ trấn vận mệnh của Thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà đạt được không phải là tình yêu của Kỳ Linh Xuân, mà là một kiếm vô tình của Kỳ Linh Xuân, chém cánh tay phải của hắn xuống, còn áp giải hắn tới trước mặt Tấn Đế, Kỳ Linh Xuân mang Long Linh Thạch giao cho Tấn Đế. Trở thành nữ nhân tấn đế, mà tả thiên thủ bị giam vào thiên lao thần đô. Sau đó gia gia của Phong Phi Vân nghĩ cách cứu viện mới thoát ra khỏi thiên lao, lưu vong đến biên thủy Nam Man của Thần Tấn Vương Triều ẩn danh suốt 180 năm, không dám bước vào thần đô một bước. Đoạn bi tình này Phong Phi Vân vẫn đặt trong tim tới nơi, bởi vì hắn cảm giác mình cùng tả thiên thủ là cùng một loại người,
đều bại trong tay nữ nhân mà mình yêu nhất. Rất nhanh ngươi sẽ gặp hắn. Ánh mắt Kỷ Linh Xuân mang theo sương khói, thanh y như vẽ, ngồi trong xe phong cách cổ xưa, giống như một mỹ nhân trong bức họa. Tả Thiên Thủ mấy năm trước đã đi tới Thần Đô, nói là muốn kết thúc với Kỷ Linh Xuân, nhưng mà Phong Phi Vân sau khi tới Thần Đô đã phái người nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng lại không một chút tin tức nào cả. Một đường không nói gì, Kỷ Linh Xuân nhiều lần muốn nói lại thôi, đơn giản là nhìn thấy gương mặt tái nhọt của Phong Phi Vân, nàng sợ hãi không nói lời nào. Xe Bạch Hạc chạy đi, chạy đến Nam Thiên Tự, trực tiếp bay vào. Phật Sơn Nguy Nga, chùa Miểu Thành rừng, mặc dù là vào ban đêm cũng có thể nghe được tiếng tụng kinh niệm Phật. Kỷ Linh Xuân đi ra khỏi xe, đứng dưới ánh trăng, chân đạp khói xanh, khoan thai đi vào khe núi trước mặt, chỗ đó dựng một mộc đình, bên cạnh mộc đình là một ngôi mộ. Phong Phi Vân đứng trước mộ, nhìn thấy bia đá lạnh lùng có khắc ba chữ Tả Thiên Thủ, nhìn qua cực kỳ bi thương. Chung quanh vẫn còn có lá thu lưu lại, trồng chất dày đặc một tầng, gió đêm thổi tới, lá rụng bay múa, mang theo âm thanh ô ô. Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu phần mộ, dưới bùn đất an táng một lão nhân, lúc tuổi còn trẻ từng anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm, hôm nay nằm trong quan tài lạnh như băng, đã chết mấy năm, bởi vì thân thể tu tiên giả cường đại, mấy năm cũng còn không có hư thối. Bị Kỷ Linh Xuân hủy cả đời. Vì sao hắn chết? Phong Phi Vân hai tay nắm chặt, trong mắt mang theo khí tức khắc nghiệt. Kỷ Linh Xuân lấy một cây chổi trong mộc đình ra, quét lá rụng trước phần mộ, động tác yêu nhã, tóc trắng tung bay, thản nhiên nói. Ta cả đời này không có yêu ai nhất, không có hận ai nhất, nhưng người mà ta cảm thấy có lỗi nhất chính là hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù cho hắn. Cây chổi động động, lá rụng bay càng gấp, bay ra khỏi phần mộ. Chỉ cảm thấy có lỗi sao? Phong Phi Vân vốn còn cảm thấy Kỷ Linh Xuân đáng thương, nhưng bây giờ cảm thấy nàng đáng hận. Mỗi một năm, ta đều tới đây tảo mộ cho hắn, cũng ở Thanh Đàn Viện niệm kinh tụng Phật, siêu độ cho hắn, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã siêu độ cho hắn 3 ngày rồi. Kỷ Linh Xuân nói, thế nhưng mà người cũng đã chết, người tảo mộ cũng tính toán là đền bù sao, cũng quá buồn cười rồi. Phong Phi Vân cảm giác buồn cười, trong lòng cảm thấy Thủy Nguyệt Đình giết Phượng Phi Vân. Có phải an táng cho hắn, hàng năm tảo mộ cho hắn là xong chuyện không? Kỷ Linh Xuân không hề nói gì, tiếp tục quét lá rụng, thẳng tới khi lá cây sạch sẽ lại ngổ từng gốc cỏ dại đi, tay đầy bùn đất, làm rất cẩn thận, thẳng đến khi cỏ dại trên phần mộ một cây cũng không dư thừa nàng mới dừng lại. Đôi mắt của nàng thanh tịnh không có một tia tạp chất, giống như là hài nhi mới sinh, ngây thơ chất phác, đơn thuần, trẻ trung, nhìn qua phần mộ, nói. Đúng vậy à. Giết người vốn nên đền mạng. Không khí càng trở nên băng hàn, trên bầu trời có nhiều đám bông tuyết rơi xuống, bay lả tả giống như lông ngỗng, có rơi vào đỉnh đầu Kỷ Linh Xuân, có rơi vào trên vai Phong Phi Vân, rơi vào mộ bia, rơi vào phần mộ. Đây là một trận tuyết lớn, không qua bao lâu thế giới biến thành màu bạc. Gió lạnh gào thét, băng tuyết làm người ta lạnh lẽo. Kỷ Linh Xuân trà sát tay, mặt trở nên đỏ bừng, nói. Phong Phi Vân, người có thể ôm ta không, ta cảm lạnh quá, mệt mỏi quá, tâm đau quá. Phong Phi Vân cũng không có ý định đi qua ôm nàng, vẫn đứng ở nơi đó, trên vai và đỉnh đầu có một tầng bông tuyết, sau nửa ngày cũng không thấy Kỷ Linh Xuân tiếp tục nói chuyện, hơi nhìn qua nàng, phát hiện nửa người của nàng đông trong băng tuyết, từ chân tới eo đã đông thành băng tinh, bờ môi phát run, đông lạnh không còn chút máu. Phong Phi Vân vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Chỉ ôm được nửa người của nàng, rót linh khí vào trong tay xua tan hàn khí, nhưng mà chỉ có thể làm chậm tốc độ đóng băng, căn bản không thể cứu nàng trở về. Người trước khi tới đây đã ăn vạn năm băng phách. Hàn khí vạn năm băng phách có thể đông cứng sinh cơ của người ta, hóa huyết nhục thành băng tinh, dung ngọc cốt làm xương lạnh, đừng nói là tu vị Phong Phi Vân hiện tại, cho dù là tấn đế tự mình ra tay cũng không có khả năng kéo nàng ra khỏi quỷ môn quan. Kỷ Linh Xuân giống như thiếu nữ thanh xuân vô tri, mặt đầy băng xương, gối lên ngực Phong Phi Vân, rung giọng nói. Khi được tin Nguyệt Nhi đã chết, ta liền không có ý định sống sót. Thương Nguyệt vẫn chưa chết. Hai tay Phong Phi Vân tràn đầy hỏa diễm, một đặt lên ngực, nàng, tay kia đặt lên trán nàng. Đã, không trọng yếu, ta đã nhớ lại 180 năm trước, thật là tốt biết bao a hát. Kỷ Linh Xuân mang theo nụ cười bình yên. Đó là nụ cười chân thành nhất,
cũng là nụ cười đẹp nhất trên đời, từ từ nói. Thay ta, hảo hảo, chiếu cố nàng, người đáp ứng, ta chứ. Phong Phi Vân gật gật đầu. Kỷ Linh Xuân cười càng đẹp hơn, lông mi run rẩy, trong đôi mắt của nàng có giọt nước mắt chảy ra, rất nhanh đã bị hàn khí đông lại, hóa thành hai hạt băng châu lóng lánh. Nàng đã hóa thành một bức băng điêu, băng tinh trên người nàng càng dày đặc, cách Phong Phi Vân cũng càng lúc càng xa. Cách một tầng băng tinh có thể nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng mà tầng băng mỏng này lại cách nhau cực kỳ xa xôi, xa tới mức không cách nào vượt qua được. Gió lạnh gào thét, lá rụng tung bay, bông tuyết như lưỡi đao chém lên người Phong Phi Vân, chồng chất trên người hắn, giống như muốn hắn biến thành băng điêu. Trước ngôi mộ này, Kỷ Linh Xuân đã chuộc tội cả đời của nàng. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một tiểu hòa thượng đạp tuyết đi tới, trên người bảo quang dịu dàng, đi trong phong tuyết, trong mang theo thê lương, nói. Nàng cả đời đều cố gắng vì sinh tồn của Kỷ gia, hy sinh danh dự, hy sinh tâm linh tinh khiết nhất, cuối cùng hy sinh chính mình. Phong Phi Vân nói. Đây là ý gì? Kỷ gia chính là gia tộc tầm bảo sư, không được âm dương hai giới dung thứ, nàng hy sinh chính mình gả cho Tấn Đế, trở thành thần phi, có Tấn Đế che chở, Kỷ gia mới có thể tồn tại tới hôm nay, chuyện Tả Thiên Thủ không có chút quan hệ tới nàng, đều là Kỷ gia an bài, nhưng mà nàng lại cảm giác, cảm thấy là nàng phạm tội, thiếu nợ hắn ta. Đại Di Lặc buồn bã nói ra. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, khó trách nàng cuối cùng muốn Phong Phi Vân ôm nàng, nàng nói mình mệt mỏi quá, thì ra nàng sống thật sự quá mệt mỏi. Đại Di Lặc lại nói. Tân Đế sắp thoái vị, không người nào che chở Kỷ gia, nàng nhất định phải giúp Nguyệt Nhi leo lên vị trí Tấn Đế mới có thể tiếp tục làm cho Kỷ gia sinh tồn được. Nàng làm tất cả kỳ thật là do nàng tự nguyện, mà nàng phạm sai lầm nên được tha thứ, nhưng lại không người nào có thể hiểu nàng. Thật đáng giá như vậy sao? Phong Phi Vân ôm băng nhân trong tay, nàng đã triệt để mất đi sinh khí, dung hòa làm một thể với hàn băng. Có chút thời điểm vì gia tộc sinh tồn, hy sinh một nữ nhân là đáng giá. Đại Di Lặc lúc nói ra lời này cũng có chút do dự, rất hiển nhiên hắn cũng không thể nào tin được lời hắn nói. Thì ra nàng cũng là một nữ nhân đáng thương. Kỷ Linh Xuân sau khi ăn vạn năm băng tinh, trở nên nhẹ nhõm, tuổi trẻ, đơn thuần, trẻ trung, buông tất cả lo lắng đi, giống như thiếu nữ cực kỳ thông minh vào 180 năm trước, còn chưa bị gia tộc biến thành nữ tử phải hy sinh. Có lẽ vào thời khắc cuối cùng của tính mạng, nàng cũng muốn có một đoạn nhân sinh thuộc về mình, thuộc về nhân sinh của mình, cho nên mới ngồi chung xe với Phong Phi Vân, nhưng mà đó chỉ là hy vọng xa vời của nàng. Khi đó Phong Phi chỉ có thống hận chứ không quý trọng nàng. Nếu như Phong Phi Vân sớm biết rõ nguyên nhân, nếu như lúc ở trên đường, khi ngồi trong xe nên tốt với nàng một chút, đương nhiên, đây chỉ nếu như. Nhân sinh không có nếu như, cũng không có nhiều nếu như thế. Một tòa mộc đình, một mộ bịa, một ngôi mộ đơn độc. Phong Phi Vân tự tay đào ngôi mộ lên, cuối cùng nhìn qua người ngọc bao phủ trong băng tinh, dung nhan như trước, tóc trắng băng thanh. Nàng như đang ngủ say, trọn đời cũng không tỉnh lại, nàng nhắm mắt sẽ không bao giờ mở ra, thả băng điêu vào trong đó và lắp đất lại. Thế sự vô thường, nhiều lúc thê lương. Đã từng là thần phi nương nương, cẩm y ngọc thực, tu vị thông huyền, không biết bao nhiêu người kính ngưỡng thiên nhan của nàng, nhưng khi phồn hoa tan mất thì nàng chỉ là nữ tử số khổ, cả đời này không thể sống vì mình, có lẽ vào thời điểm yên tĩnh nàng cũng sẽ một mình một người ngồi dưới ánh trăng ước mơ mộng của mình. Sau đó yên lặng nuốt nước mắt. Người luôn phải chết, đã chọn con đường tu tiên này, truy cầu trường sinh thì phải chuẩn bị tâm lý phải chết bất cứ lúc nào. Phong Phi Vân đứng trước phần mộ, xoay người khắc lên bia mộ chữ Xuân. Kỷ Linh Xuân nói nàng muốn đền bù tổn thất cho Tả Thiên Thủ, có lẽ chôn chung bọn họ một phần mộ chính là đền bù tốt nhất, có lẽ chuyện này nàng tới khi chết cũng không nói nên lời. Phong Phi Vân ngồi trước mộ bia, vẫn không nhúc nhích, giống như đang trầm tư. Bông tuyết rơi vào người của hắn chồng chất một tầng dày đặc, thân thể của hắn bao phủ trong tuyết. Sau nửa đêm Phong Phi Vân mới đứng lên, băng tuyết trên người rơi xuống, cuối cùng nhìn qua ngôi mộ băng tuyết kia, hắn đi từng bước rời khỏi thung lũng, tương lai có lẽ cũng sẽ không quay về nơi này. Đêm xuống, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, bao phủ cả khe núi. Mỗi một câu chuyện đều có một kết cục, câu chuyện của Kỷ Linh Xuân đã chấm dứt, mà đường của Phong Phi Vân còn rất dài. Trong lòng mỗi người đều có một phần mộ mai táng người nào đó. Phong Phi Vân ra khỏi khe núi,
rời khỏi Nam Thiên Tự, bất chi bất giác đi tới long mạch dưới đất, nơi này linh khí màu vàng hóa thành trạng thái dịch, mang theo khí tức lạnh như băng, giống như có một con kim long chạy dưới đất. Trên thạch bích có một bệ đá rộng rãi, nữ ma còn đang bế quan, nửa người là tiên hà, nửa người là ma vụ, mi tâm chấp động quang điểm óng ánh như sao trời. Long Thương Nguyệt áo đen đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi nhìn cái gì đó? Phong Phi Vân nhìn qua nàng, chỉ cảm thấy Long Thương Nguyệt Reuters giống Kỷ Linh Xuân, giống như từ một khuôn đúc ra, nói. Chỉ nhìn mà thôi. Nhìn đủ chưa? Long Thương Nguyệt lườm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Nhìn đủ rồi. Nói xong lời này Phong Phi Vân trực tiếp rời đi, rời khỏi long mạch dưới đất. Long Thương Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tuyết trắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân rời đi, cảm giác, cảm thấy Phong Phi Vân hôm nay có chút kỳ quái. Phong Phi Vân vốn có ý định nói tin Kỷ Linh Xuân đã chết cho nàng biết, nhưng mà sau khi nhìn thấy nàng thì Kỷ Linh Xuân dường như chưa chết, các nàng giống nhau như thế, cuối cùng Phong Phi Vân không có nói ra, trực tiếp rời đi. Cũng đã quen nhìn sinh tử, vì sao còn có yêu thương nhàn nhạt, hẳn là chiếm được thân thể của nhân loại, cũng truyền thừa ngược điểm trong nhân tính. Phong Phi Vân đứng trên đường dài, nhìn qua bầu trời và cười nói. Tất cả tùy tâm. Đêm nay trôi qua thật nhanh, sáng sớm đến, mặt trời mọc xua tan giá lạnh. Mới một ngày, sẽ có khiêu chiến mới. Phong Phi Vân, người đêm qua đi đâu, có người tìm ngươi sắp điên rồi đấy. Tất chữ xuất không có mang mũ Phật đầu to, dùng gương mặt thật gặp người, thân phận của Phong Phi Vân đã bại lộ, hắn cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Phong Phi Vân nói, ai tìm ta thế? Một đại mỹ nhân. Tất chữ xuất nói, trong thiên hạ có đại mỹ nhân dám chủ động tìm không nhiều. Phong Phi Vân cười nói, nàng đã dám tìm ta, nói rõ bản lĩnh của nàng không nhỏ. Gan lớn hay không thì ta không biết. Nhưng mà ngươi nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ nhức đầu. Tất chữ xuất nói. Phong Phi Vân nói. Chẳng lẽ là... Long Thanh Dương, không phải ta mang hắn tới, là hắn bức ta mang tới. Tất chữ xuất hơi áy náy nhìn Phong Phi Vân cười cười, sau đó nhanh chóng chạy đi. Một mỹ nhân mặc áo tím, tóc dài thướt tha, môi hồng răng trắng đi tới, mặt mỉm cười, xa xa nói. Thần Vương Đại Nhân, không có chuyện gì chứ? Ách, bổn vương muốn đi tham gia cuộc chiến phò mã hôm nay, Long công tử, chúng ta chia tay ở đây a. Phong Phi Vân đúng là cảm thấy nhức đầu, vốn định chuồn đi, nhưng mà làn gió thơm thổi tới, thân hình nhỏ nhắn lung linh xuất hiện, mang theo thần sắc u oán, nói. Thần vương đại nhân cực kỳ vô tình, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Phong Phi Vân cảm thấy không ổn, cười cười, nói. Chuyện gì? Long Thanh Dương ánh mắt như thu thủy. Bộ ngực cao ngất, hiển nhiên là gói thêm mấy tầng lụa rồi, mơ hồ còn nhìn thấy quần lót màu trắng, tăng thêm da thịt dưới cổ lộ ra nhiều, nam nhân bình thường không cách nào chịu nổi, nói. Ta cũng muốn tham gia cuộc chiến phò mã, nếu thần vương không ghét bỏ, ta sẽ theo thần vương một đoạn. Cái này, đương nhiên không chê. Phong Phi Vân cười cười, sau đó sai người mang long liễn tới. Long liễn to lớn đủ cho 10 người ngồi không chật chội. Mặc dù Phong Phi Vân phản cảm Long Thanh Dương, nhưng không phải bởi vì dung mạo vượt qua cả nữ nhân của hắn, thản nhiên sóng vai ngồi cạnh hắn, lòng bàn tay nắm bắt một quả linh thạch, hấp thụ linh khí trong linh thạch, đang nhắm mắt điều tức, trận chiến hôm nay không phải chuyện đùa, phải bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Long Thanh Dương ngồi bên cạnh cái bàn thanh đồng, tóc dài đen nhánh rủ xuống, ngón tay ngọc như hành tây, vân vê chén trà, lấy một hòn đá lửa ra đặt ấm trà lên. Hỏa diễm dịu dàng, rất nhanh nước trong ấm đã sôi lên. Động tác của hắn nho nhã mà ôn nhu, ngón tay hết sức nhỏ và bờ môi ướt át ngưng mắt nhìn qua, động tác phia trà hành vân lưu thủy, làm cho người ta phải thán phục trà nghệ của hắn, đúng là hấp dẫn người ta mà. Mọi người đều nói thần vương đại nhân chính là đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều, tuổi trẻ tài cao, thao lược tài tình, không ai bằng. Long Thanh Dương tay cầm một tấm lụa màu tím lau sạch chén trà. Phong Phi Vân mở to mắt, cười nói. Long công tử mị lực càng là thiên hạ vô song, nghe nói mới thần đô mấy ngày đã có 7 bá chủ tu tiên giới và 2 vương giả trẻ tuổi quỳ trước mặt ngươi rồi. Phong Phi Vân nói chuyện uyển chuyển, nói cũng trắng ra một ít, những người này đều đã lên giường với Long Thanh Dương cả rồi. Long Thanh Dương lông mi thon dài, u oán nhìn Phong Phi Vân, ôn nhu nói.
người ta làm sao lợi hại như thế, đều là những người xấu kia sinh sự a. Giọng nói nhỏ nhẹ như tơ, nếu có người không biết chuyện, nhất định sẽ xem hắn như mỹ nhân tuyệt thế. Mà trên thực tế, hắn trừ thân thể không phải nữ nhân ra, dung mạo càng hơn cả nữ nhân, dáng người càng hoàn mỹ, có lẽ chính hắn cũng cho rằng mình là nữ tử. Phong Phi Vân nói, Long công tử tìm ta có chuyện gì không? Trước uống một chén trà. Long Thanh Dương đưa chén trà tới trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất là thản nhiên, tiếp nhận chén trà trong tay, nhẹ nhàng hớp một cái, cảm thụ dư vị trong miệng, mê say nói. Trà lại bình thường nhất, nhưng mà đắng không chát, hơi ngọt, chỉ có kỹ nghệ thật cao mới làm được điểm này. Long Thanh Dương hơi ngượng ngùng cười cười, túm lấy chén trà trong tay Phong Phi Vân, bưng chén trà lên, cười nói. Lại uống một chén. Phong Phi Vân tiếp nhận chén trà, trực tiếp uống cạn. Long Thanh Dương bĩu môi môi, u oán nói. Ngươi hết lần này tới lần khác chỉ đang ứng phó người ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long công tử, ngươi muốn gì? Phong Phi Vân cũng không biết phải là kẻ thích nhìn nam nhân làm nũng mà cảm thấy thú vị gì đó. Đừng gọi ta là Long công tử, gọi ta là Long cô nương. Long Thanh Dương tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, tốt, tốt, ta biết ngươi ghét bỏ người ta. Long Thanh Dương trực tiếp đứng lên, thản nhiên ngồi vào đối diện Phong Phi Vân, vũ cười quyến rũ nói. Ta muốn làm một sinh ý với thần vương. Rốt cục đã đổi chủ đề. Sinh ý gì? Phong Phi Vân nói. Sinh ý cướp đoạt chính quyền. Long Thanh Dương nói. Người có khả năng còn không biết, tấn đế kỳ thật đã không ở thần đô, nhưng mà tấn đế lưu lại chiếu thư, trên đó viết ai là người đăng cơ. Phong Phi Vân không sợ hãi, cười nói. Loại bí sự này ngươi làm sao biết? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Long Thanh Dương nhẹ nhàng dựa vào Phong Phi Vân, nói khẽ bên tai Phong Phi Vân. Ngươi có muốn biết chiếu thư này nằm trong tay của ai không? Long Thanh Dương vô cùng tự tin, ung dung mỹ diệu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn qua Phong Phi Vân. Xem ra hắn nói không sai, trước khi tấn đế rời khỏi thần đô đã ban chiếu thư xuống. Phong Phi Vân cười cười, nâng ấm trà lên. Không chậm không vội rót một chén, nói. Chiếu thư nắm giữ trong tay Bắc Minh thần phi. Chán ghét, đừng gài bẫy ta, muốn biết chiếu thư ở trong tay của ai, người ta đã trả cái giá to lớn. Long Thanh Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Long Thanh Dương ngồi nghiêm chỉnh, nói. Ta muốn 30 vạn viên linh thạch. 30 vạn linh thạch, ha ha, sao ngươi không đi cướp đi? Phong Phi Vân nói. Long Thanh Dương khinh thường nói. Thôi đi, người đánh cướp cung đánh bạc ngầm không chỉ có 30 vạn linh thạch, người ta mang trọn thần tấn vương triều bán cho ngươi, ngươi lời lắm rồi. 30 vạn viên linh thạch quả thực chính là tài phú kinh người, có thể sánh ngang tài phú một tiên quáng, đúng là làm người ta phải cướp đoạt. Phong Phi Vân nói. Ngươi nên biết, tại thần đô, nếu ta muốn giết ngươi, tuyệt đối không phải chuyện khó. Long Thanh Dương cười tươi như hoa, nói. Thần vương đại nhân thế lực trong thần thông thông thiên triệt địa, giết ta thật sự dễ như trở bàn tay, làm cho người ta hơi sợ, nhưng mà giết ta thì không biết ai nắm giữ chiếu thư trong tay, lúc đó chiếu thư vừa ra, tân đế đăng cơ. Thời gian của thần vương đại nhân tại thần tấn vương triều chỉ sợ không khá giả rồi. Ai, trên đời này người đáng sợ nhất không phải là người chết, mà là người không sợ chết. Phong Phi Vân cười nói. Tốt, ta đáp ứng cho ngươi 30 vạn viên linh thạch. Hiện tại có thể nói cho ta biết chiếu thư nằm trong tay của ai? Một lời đã định. Long Thanh Dương đại hỉ, 30 vạn viên linh thạch đủ để cho hắn thành lập một đại giáo. Bản thần vương nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Phong Phi Vân tiếp tục uống trà. Lạc thần phi. Long Thanh Dương thập phần mịt mờ truyền âm cho Phong Phi Vân, nói. Lạc thần phi chính là thần phi duy nhất không tham gia tranh đoạt thái tử, hơn nữa tu vị cường đại. Tấn đế mới giao chiếu thư cho nàng, sau khi cuộc chiến phỏ mã chấm dứt, Lạc Thần Phi công bố nội dung chiếu thư trước công chúng, trực tiếp tuyên bố người kế thừa tấn đế tiếp theo, hơn nữa tấn đế còn giao cửu ngũ long bào cho Lạc Thần Phi, bảo nàng chuyển giao cho tân đế. Cửu ngũ long bào. Trong mắt Phong Phi Vân hơi híp, đây là đại biểu thân phận đế quân, cũng là một trong năm kiện thần y trong truyền thuyết, có được lực lượng thần bí không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân lại nói. Nội dung chiếu thư là gì?
Ta đây cũng không biết. Long Thanh Dương hai tay nắm chặt. Phong Phi Vân nói. Sao ngươi biết được bí ẩn này? Long Thanh Dương đôi má ửng đỏ, ngượng ngập nói. Lạc Thần Phi có nhà mẹ đẻ là Lạc Gia, gia chủ Lạc Gia từng cầm đuốc nói chuyện thâu đêm với người ta. Loại đại sự liên quan tới cả vương triều này, Lạc Thần Phi có lẽ không nói cho người khác biết, nhưng tuyệt đối sẽ thông chi cho gia chủ Lạc Gia, bảo hắn sớm đứng vững đội hình. Sau lưng mỗi phi tử là thế lực tu tiên to lớn, bằng không thì không có khả năng đứng vững chân trong hậu cung. Nếu chiếu thư và cửu ngũ long bào trong tay Lạc Thần Phi, như vậy nàng nhất định biết rõ Tấn Đế sẽ chọn ai làm chủ nhân thần Tấn Vương Triều, xem ra phải tìm thời gian đi tìm vị thần phi nương nương này mới được. Phong Phi Vân mỉm cười, nói. Long công tử đúng là kết giao rộng rãi, ngay cả gia chủ Lạc gia cũng quen biết. Long Thanh Dương duỗi cánh tay tuyết trắng như ngọc ra, năm ngón tay mở ra, cười nói. Thần Vương Đại Nhân, hiện tại có thể giao 30 vạn linh thạch cho ta rồi chứ? Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, không có ý định xuất ra 30 vạn linh thạch. Thần Vương Đại Nhân tại thần Tấn Vương Triều quyền cao chức trọng, có thanh danh tốt đẹp đệ nhất Vương Triều, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Long Thanh Dương ánh mắt dễ thương híp lại như tơ. Giờ phút này Long Liễn đã đi tới bên ngoài Hoàng Thành. Phong Phi Vân nói. Xuống xe. Long Thanh Dương tươi cười cứng đờ, nói. Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi không muốn danh dự, có tin ta trong vòng 3 ngày làm thanh danh của ngươi quét rác hay không? Phong Phi Vân không có sợ hãi, cười nói. Long, cô nương, thỉnh ngươi đi hỏi thăm một chút, ngươi đang làm buôn bán với kẻ nào, mặt khác, ngươi cầm danh dự thứ này ra uy hiếp ta, đây chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ rồi, lần sau làm buôn bán, nhớ rõ nên thu vốn trước khi giao hàng. Không hề dấu hiệu, Phong Phi Vân đánh ra một quyền, trực tiếp đánh Long Thanh Dương bay ra khỏi Long Liễn, tiến vào Hoàng Thành. Long Thanh Dương bay ra khỏi Long Liễn, thân thể như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng dính vào mặt đất, sau đó tung bay đứng dậy, đầu tóc rối bời, ánh mắt đầy tức giận, mắng. Phong Phi Vân, người vương bát đản, việc này chưa xong đâu. 7 người giao chiến không tầm thường, bọn họ có truyền thuyết của riêng mình, có kỳ ngộ phi phàm. Thiên tư cùng tu vị vượt xa cùng cảnh giới. Trên quảng trường dưới chiến đài có một đám người tụ tập. Các ngươi cảm thấy ai có khả năng tiến vào top 4 nhất? Một tiểu công chúa 5-6 tuổi ánh mắt sáng ngời, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy linh khí 7 màu, có hơn 10 lão giả tụ tập dưới chiến đài, giống như bảo bảo hiếu kỳ vậy. Vị tiểu công chúa này không phải công chúa của thần Tấn Vương Triều, cũng không phải công chúa của vương công quý tộc. Lai lịch rất thần bí, người hầu rất cường đại. Một lão giả tóc bạc mọc ra con mắt thứ 3 đảo chiến đài, vận chuyển thiên nhãn thần thông nhìn khí tượng của 7 thiên kiêu, nói. Nhìn khí tượng của 7 người này, cường đại nhất người không ai qua được Ngân Câu Phiệt Đông Phương Kính Thủy, thân có cửu ngũ chí tôn khí, thân mang ma chướng khí, hiển nhiên là tu luyện thần thông ma môn huyền diệu. Có lão bộc ngồi trên ghế dựa, trải 3 tầng hương, tiểu công chúa trực tiếp bay lên chiếc ghế này. Đứng ở phía trên nhìn qua 7 thiên kiêu trên đài, đôi mắt sáng ngời tới cực điểm. Ta cảm thấy Hồng Diệp Hoàng tử có khả năng nhất, hắn rất mạnh mẽ đấy. Một lão giả nói ra. Hơn 10 người hầu rất cường đại, nhãn lực không phải chuyện đùa, có tinh thông xem khí, có tinh thông giám bảo, có tu luyện vô thượng thiên nhãn. Nhưng mà đều không ngoại lệ đề có hình dạng kỳ quái, không có như người bình thường, có mọc ra con mắt thứ 3, có lớn lên cao 5 mét. Có lớn lên mọc ra 2 cái đuôi như hoàng kim, còn có người như khỉ đang bò trên đất. Đương nhiên đối với khu vực rộng lớn như thần Tấn Vương Triều này mà nói, người hình dáng quái dị không ít, người ta cũng không kinh ngạc. Thôi đi, các ngươi hiểu cái rắm, chính thức có thể không hề lo lắng tiến vào bán kết chỉ có mình Phong Phi Vân. Tất chữ xuất nghênh ngang đi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kính nhỏ trong tay của tiểu công chúa, đặc biệt nhìn rất lâu. Ánh mắt tiểu công chúa chớp chớp. Hiếu Kỳ nói. Đây là vì sao? Đây là cơ mật, ta cũng trả giá cực lớn mới biết được, kỳ thật. Tất chữ suốt còn chưa có ngồi lên ghế, đã bị 2 quái nhân to lớn như cối xoay ngăn cản, trong đó một giọng thật lớn, nói. Tiểu tử, cút sang một bên. Tất chữ suốt bất đắc dĩ buông tay tiểu công chúa ra. Tiểu công chúa lòng hiếu kỳ thập phần nặng, con mắt nhìn thẳng, ý bảo 2 hung nhân lui ra, hỏi. Mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết rốt cuộc là cơ mật gì. Kỳ thật, Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa phát sinh quan hệ không minh bạch,
La Phủ công chúa cố ý phóng nước cho hắn luôn không, trực tiếp tiến vào bán kết, đây là cơ mật tuyệt đối, người bình thường không biết được. Tất chữ xuất thần thần bí bí đi tới bên cạnh ghế đối phương, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào linh kính trong tay tiểu công chúa, mang theo hào quang tham lam. Lời này đương nhiên là bản thân hắn gạt người, chuyện ma quỷ gạt người này không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi đoán đúng, Phong Phi Vân cùng La Phủ công chúa đúng là có quan hệ không minh bạch, nhưng mà không đơn giản là không minh bạch như thế. Mấy lão giả bên cạnh tiểu công chúa rất muốn một tát đánh bay tất chữ xuất ra ngoài, tiểu công chúa mới 5 tuổi mà thôi, không ngờ hắn nói chuyện thiếu nhi không nên biết với nàng, đây không phải có chủ tâm dạy xấu tiểu công chúa sao, nhưng nhìn thấy tiểu công chúa rất hứng thú với chuyện này, bọn họ chỉ có thể chịu đựng, hung hăng trừng mắt tất chữ xuất, như muốn ăn tươi hắn vậy. Tất chữ xuất lúc này chẳng khác gì quái thúc thúc dạy xấu tiểu cô nương, nói. Kỳ thật ta còn biết ai sẽ là người làm phò mã cuối cùng, cưới La Phủ công chúa. Ai thế? Tiểu công chúa càng hiếu kỳ, con mắt nháy nháy. Tất chữ xuất đột nhiên hiếu kỳ nói. Ô, tiểu muội muội, linh kính trong tay của ngươi ta nhìn quen mắt lắm, dường như ta từng gặp qua trong tiên phủ rồi, có thể cho ta mượn xem hay không? Tiểu công chúa rất ngây thơ, cũng rất thuần mỹ, ngồi trên ghế cao nhìn qua, nhìn vào linh kính bảy màu, ngón tay trắng nõn sờ sờ. Mặt linh khí bảy màu xuất hiện vằn nước, mơ hồ có thể nhìn thấy núi sông địa lý bên trong, giống như có giang sơn trong tấm gương này vậy. Tất chữ xuất nhìn thấy mặt kính thần kỳ như vậy, càng động tâm, hắn không nhịn được liếm bờ môi, nói. Tiểu muội muội, đây chính là của quý vô giá, nhất định là thánh vật trong thượng cổ tiên phủ, nếu như cho ta nhìn một chút, nói không chừng sẽ nắm được thần thông trong đó. Một mãnh hán thân như sư tử, tóc vàng đứng chắn trước mặt hắn. Cười lớn một tiếng, hắn làm sao không nhìn ra tâm tư giảo hoạt của tất chữ xuất cơ chứ, duỗi một tay ra nhắc tất chữ xuất lên, giống như diều hâu bắt gà, nói. Dám đánh chủ ý lên linh bảo của tiểu công chúa, có tin ta xé ngươi thành hai nửa hay không? Lực lượng mãnh hán này vô cùng cường đại, một bàn tay giống như có thể bóp nát huyền vũ thiết, xương cốt trên người tất chữ xuất không ngừng vang lên răng rắc, đau tới mức nhếch miệng, nói. Đại gia, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta chính là một gã tầm bảo sư, phát hiện linh kính trong tay tiểu muội muội vô cùng khó hiểu, nhất định còn có thần thông chưa bị kích phát. Ha ha, thì ra là tầm bảo sư, vậy càng đáng chết hơn. Lực lượng mãnh hán tăng cao hơn, một tay nắm hia kahana tất chữ xuất, tay kia bóp cổ hắn. Hình thể mãnh hán tóc vàng cao lớn, tất chữ xuất ở trước mặt hắn chẳng khác gì một đứa con nít cả. Crack, cột sống tất chữ xuất vang vọng. Xương cốt toàn thân nứt vỡ, thân thể cong thành 90 độ, dường như sắp bị xé thành hai đoạn. Hiểu lầm a, ta, thực hiểu lầm, ta, không phải tầm bảo sư, ta đang gạt người. Mãnh hán tóc vàng không nói thêm cái gì, gương mặt cười dữ tợn, lực lượng của hắn không nhỏ, ngược lại càng lớn, tất chữ xuất đau tới mức nước mắt chảy ròng. Dừng tay, các ngươi là người nào, dám giết người trong hoàng thành. Phong Phi Vân bay thấp tới, giọng nói vang vọng cửu thiên. Cánh tay mãnh hán tóc vàng này muốn xé nát tất chữ xuất ra, lạnh lùng nói. Thì ra là thần vương đại nhân, tiểu tử này dám đánh chủ ý lên linh bảo của tiểu công chúa, ta giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Tất chữ xuất trì hoãn một hơi, nói. Không có chuyện này, ta và tiểu muội muội đang bàn luận đại thế triều đình. Phong Phi Vân còn không hiểu tập tính của tất chữ xuất hay sao, nhất định phải lấy được linh bảo của tiểu cô nương. Vì vậy động tham niệm mới không bị người ta bắt được. Tiểu công chúa vuốt vuốt linh kính bảy màu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, sau đó phân phối. Kim Dục, buông tha hắn a. Đạt được tiểu công chúa phân phó, mãnh hán tóc dài nhớ hình dáng tất chữ xuất, hung hăng vỗ tay vào vai tất chữ xuất, hắn tươi cười hạnh phúc. Tiểu tử, ngươi không sao chớ. Một tát này lực lượng khổng lồ, quả thực là to lớn như núi. Tất chữ xuất ngũ tạng lục phủ chấn động mạnh, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, sắc mặt trở nên trắng bệch, không nói câu nào cả, bởi vì chênh lệch quá lớn a. Phong Phi Vân nhìn qua đám người kia, lôi kéo tất chữ xuất bỏ đi thật nhanh. Phong Phi Vân vận chuyển hai mắt, ánh lửa đỏ thấm, liếc thấy tất chữ xuất có vết thương nhẹ, xương cốt trên người cũng xuất hiện vết rách, thiếu chút nữa chi năm xẻ bảy, lấy ra một quả màu trắng óng ánh sáng long lanh tam phẩm linh đan. Cho hắn ăn vào, sau khi hắn điều tức xong thì nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn chết, ngươi cũng biết lai lịch của đám người kia không?
Bạch quang trên người tất chữ xuất dịu dàng, linh đan dược lực chạy toàn thân, sau nửa ngày khôi phục lại, nói. Nói cho ta biết các ngươi lai lịch gì, ca ta nhất định sẽ có biện pháp hòa hãn với các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tới từ Chí Dương giới, trong đó có mấy tôn giả xưng vương cả thời đại, tỏa ra khí tức của dị hình. Phi Vân nghiêm túc nói. Phốc, nghe được tất chữ xuất còn bảo lưu một nửa cho mình, vừa rồi đi mộ chuyện vui không dứt, một ngón tay có thể làm vương giới chi vương xuất hiện đi. Dương giới tiểu công chúa và mấy tôn giả này vì sao tham gia thần đô? Tất chữ xuất cảm giác không rõ. Rất khó nói, quần long vệ thiên chính là lúc tranh đoạt thần tấn vương triều, càng lan tới gần âm dương hai giới, bọn họ có lẽ xem bọn họ như nô lệ a. Phong Phi Vân nói, tất chữ xuất từng sở huyết nhân thần bình của dương giới chi vương sao? Với năng lực cực kỳ mẫn cảm của người dương giới, xương cốt của hắn hiện tại như con thù nhỏ, rút sạch năng lượng của đối thủ. Ngươi tốt chưa? Nếu là tốt thì ta mặc kệ ngươi, ta muốn đi tham gia chiến đấu này. Thần sắc Phong Phi Vân ngưng trọng, thân thể bên ngoài có chiến y đặc chế, chế ra thần phận của Long Hổ cùng phòng. Tất chữ xuất đứng lên, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là tai kiếp? Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Ta bại lộ thân phận, rất nhiều đặt ánh mắt lên người của ta, ngay cả Tam Công Hòa Thuận đã trăm năm rồi, căn bản không có người nào âm thầm ra chỉ thị với La Phủ Công Chúa, người này chính là Long Thanh Dương. Phong Phi Vân thời điểm còn là yêu kiếm truyền nhân, tự nhiên không có người nào quá chú ý tới hắn, có thể đang âm thầm dở trò quỷ, nhưng mà sau khi bại lộ thì rất nhiều người sẽ không bỏ qua, chúng sẽ bố trí tai mắt khắp nơi. Đương nhiên Phong Phi Vân cũng không e sợ chiến, đang muốn chiến đấu leo thương, tranh phong với anh hùng thiên hạ. Vậy ngươi xem ai là đối thủ? Tất chữ xuất nhìn qua biểu lộ ngưng trọng của Phong Phi Vân, liền có thể đoán được chiến đấu sẽ cực kỳ gian nan, đối thủ không phải chuyện đùa. Đông Phương Kính Thủy. Phong Phi Vân nói. Cái gì, Kính Thủy, xong, thua chắc rồi. Tất chữ xuất cũng không thế nào xem trọng Phong Phi Vân. Dù sao Đông Phương Kính Thủy đã thành danh nhiều năm như thế, tại thần tấn vương triều người có thể đánh bại hắn không vượt qua 3 người. Mà Phong Phi Vân hiện tại ló đầu ra, tuy danh khí nổi bật, hơn nữa mang theo cái mũ thiên tài đệ nhất càng làm người ta cho rằng không được, thế hệ trẻ bất mãn. Chiến đài chữ thiên. Đông Phương Kính Thủy ăn mặc giáp da bạch tê, thân cao 8 thước, uy phong lẫm lẫm, trên lưng có đại kỳ ước ao làm chấm dứt, cho người ta cảm giác khát máu, cuồng bạo. Làm gì giống thiên binh thần tướng. Muội muội, người yên tâm, Phong Phi Vân muốn lấy La Phủ công chúa, quả thực chính là chuyện hoang đường viễn vong, ta nhất định đánh bại hắn, để hắn không lấy công chúa được. Đông Phương Kính Thủy hai tay quấn thiết lân, bao tay này mạnh mẽ, cứng rắn, chiến khí ức người, uy thế hoàng kim. Ngân Câu Phiệt rất nhiều thiên tài tuấn đang đứng dưới chiến đài chữ thiên, Đông Phương Kính Thủy giống như hạc giữa bầy gà, y phục màu trắng, ôm tỷ bà trong tay. Nho Nhã nói. Thời gian 4 năm, hắn hiển nhiên đã lớn. Đúng vậy a, 4 năm trước hắn chỉ là mao đầu tiểu tử, 4 năm sau. Đông Phương Kính Thủy nói. Nếu các người xem trọng hắn như thế, cho dù toàn lực ứng phó cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Giọng Đông Phương Kính Nguyệt nhạt dần. Toàn lực ứng phó, trong 80 chiêu đánh bại hắn. Đông Phương Kính Thủy vô cùng tự tin, chiến khí lăng vân, cửu ngũ chí tôn thân khí tượng vọt lên. Có thể thay đổi trời đất. Ngân Câu Phiệt có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, có lão đầu đi qua, chính là nhị đại gia gia của Đông Phương Kính Nguyệt cùng Đông Phương Kính Thủy, lão nhân cưỡi lên lưng con dê núi, tay còn cầm một thanh gỗ, nói. Tiểu Nguyệt Nhi không ai lo lắng, nhị đại gia đáng thương cho nàng. Một lão đầu râu tóc bạc trắng, quần áo trên người đầy miếng vá, người ta sẽ cho rằng ta là kẻ nghèo kiết hủ lậu, chính là tam đương gia của Ngân Câu Phiệt, cười nói. Tiểu Nguyệt Nhi rốt cuộc vẫn thứng, đó là chuyện hắn thua. Nếu như hắn thắng, ta lập tức phế tu vị ca ca của ngươi ngay. Tứ đại gia và ngũ đại gia cũng xuất hiện, một thân quần áo rách dưới, không ai tiếp đón. Nhị đại gia nói, các ngươi hiểu rõ ràng, Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên là muốn hắn thua, nếu như tiểu tử kia thắng, muốn lấy công chúa, Nguyệt Nhi của chúng ta làm sao bây giờ? Ta thấy nên lấy cây gỗ đánh gãy chân của hắn, giúp hắn mở rộng chiến lực. Tứ đại gia tóc dựng đứng, trợn mắt nói ra. Mấy lão đầu tụ tập với nhau, không ngừng ẩu đả lẫn nhau, rất giống một đám lão côn đồ đánh nhau. Đông Phương Kính Nguyệt u thán, chán nâng lên,
nhìn thấy Phong Phi Vân đi tới trước mặt, nhìn hắn cười cười, Phong Phi Vân cũng gật đầu cười với nàng. Dưới chiến đài chữ thiên có vô số người tụ tập, cũng là bởi vì có tên tuổi Đông Phương Kính Thủy ở đây, mà Phong Phi Vân chạy tới đây, hai người cả kinh, rất nhiều người đều muốn biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Một là thứ ba thượng sử thi thiên tài bảng, một là thứ ba hạ sử thi thiên tài bảng, một trận chiến này tuyệt đối hấp dẫn 10 phần, có người đang đánh bạc với nhau, rất nhiều vẫn thu tiền đặt cọc lớn. Thái sư, thái phó, thái tể tự mình tọa chấn, có ba người này xuất hiện ở đây, làm cho không ai nhìn thấy hào quang của bọn họ. Dưới chiến đài, tuấn tài trẻ tuổi của vạn tượng tháp tề tụ, đều tới đây trợ uy cho Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân chính là đệ tử đi ra từ vạn tượng tháp, cũng là thiên kiêu còn lại trên chiến đài. Vạn tượng tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, nếu như Phong Phi Vân bại, chẳng khác gì vạn tượng tháp bại. La Phù công chúa tư sắc khuynh thành, Long thần nhai tuấn lãng vô song, hai người bọn họ cũng đều có dã tâm, bọn họ đang âm thầm triệt hạ nhau để lên ngôi vị tấn đế. Đông Phương Kính Thủy danh khí thật sự quá lớn, chiến uy cũng thập phần cường hãn, mấy cuộc chiến đấu trước đều đánh bại địch nhân chóng, chưa bao giờ dùng quá chiêu thứ ba, Phong Phi Vân đối mặt đối thủ cường đại như thế, rất nhiều người đều lo lắng cho hắn, La Phù công chúa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Phương Kính Thủy cũng đi lên, một bước đạp lên chiến đài, toát ra khí thế siêu phàm chấn động nguyên chiến đài lắc lư. Bình chướng bao quanh bốn phía chiến đài cũng lắc lư theo. Đây là trận pháp vô hình do cự phách bày ra, nhưng dưới uy thế một bước dẫm đất của Đông Phương Kính Thủy thì tựa màn nước lơ lửng trong không trung. Mỗi tòa chiến đài có một người thủ hộ đẳng cấp cự phách canh gác, tránh cho xảy ra chết chóc, ngăn cản bi kịch xảy ra vào phút chỉ mảnh treo chuông. Người thủ hộ chiến đài chữ thiên là một lão nhân quần áo vá rách dưới. Lão nhân đứng bên cạnh chiến đài cười tâu toét với Phong Phi Vân, nụ cười làm nếp nhăn ở khóe mắt xách lên. Đây là Ngân Câu Phiệt Tam đại gia. Đông Phương Kính Thủy chắp hai tay vào nhau, ánh nắng phản chiếu giáp mặc trên người sáng lấp lánh, chói mắt như chiến thần giáp sắt. Phong Phi Vân, ngươi lùi xuống đi, ta không muốn để ngươi thua quá thảm. Không phải Đông Phương Kính Thủy xem thường Phong Phi Vân mà nói lời thật lòng. Đông Phương Kính Thủy chỉ muốn đánh bại Phong Phi Vân, không cho hắn trở thành phò mã. Nếu Phong Phi Vân biết khó mà lui thì Đông Phương Kính Thủy sẽ không đánh nhau với hắn. Phong Phi Vân nói, ai thua ai thắng khó yết, ta sớm muốn kiến thức thần thông ma đạo song tu của ngươi, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Ong 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 ong, tiếng chuông rung vang trời. Hai người cùng ra tay, Phong Phi Vân tấn công trước, một mảnh ánh sáng trắng chói lòa bắn ra từ ta hắn, biến thành đao to dài 7 thước. Rộng cỡ ván cửa. Đao ngưng tụ từ thiên tủy binh đảm, cực kỳ sắc bén, có thể chặt đứt linh khí. Bàn tay Đông Phương Kính Thủy khép mở, lòng bàn tay nâng biển mây, một tòa ma thành sắt thép bay ra khỏi mây mù. Kích cỡ ma thành từ hột đào dần trướng to mấy chục thước, phù văn xuyên toa ma thành, huyết khí dâng trào. Đông Phương Kính Thủy tu luyện, ma căn, tức căn cơ ngưng tụ từ căn nguyên ma khí, cứng cỏi như thành, bên trên khắc 10 vạn ma đạo phù căn hành. Dù là linh khí cũng không thể phá hủy ma thành. Đại đao thiên tủy binh đảm một nhát chém vào ma thành, chặt đứt mấy trăm rễ cây, phát ra một chuỗi tiếng nổ, hỏa hoa lóe lên. Mấy đốm lửa to cỡ bàn tay bay ra, rơi xuống đất đốt chiến đài thủng lỗ chỗ sâu hóm. Nhưng thiên tủy binh đảm không thể chém đứt ma thành hoàn toàn. Mắt Đông Phương Kính Thủy như thần điện, một con mắt là thần nhãn, con mắt kia là ma nhãn. Trong thần nhãn bên phải bắn ra thánh quang trắng tinh, con người ngưng tụ một tòa thái cực đồ văn xoay nhanh. Ma nhãn bên phải bắn ra mây đen, trong con người có bộ xương tắng ngồi xếp bằng lơ lửng, lực lượng quái dị táo bạo bao phủ bộ xương. Hai lực lượng cùng bắn ra, kinh thiên động địa. Phong Phi Vân hô đao, đao phong xoay vòng trong không khí. Phong Phi Vân hét to. Long hoàng quán nhật. Một mảnh đao hồng bay ra từ thiên tủy binh đảm vô cùng sắc bén. Như cột sáng đâm thẳng lên trời. Rực rỡ chói mắt, làm nhiều tu sĩ dưới chiến đài nhắm tịt mắt, nếu không sẽ mù lòa. Vang tiếng rồng ngâm. Growl. Sóng khí màu vàng ngưng tụ thành thần long uốn lượn. Thánh quang thái cực đồ bắn ra từ thần nhãn bên phải của Đông Phương Kính Thủy bị đao khí cắn nát, khí thế nghiền nát bẻ gãy. Bộ xương trắng ngồi xếp bằng trong khói đen như thể ngồi bên mép hố đen, hốc mắt mở ra, hai đốm lửa đỏ rực nhấp nháy. Hai xương tay vươn ra bóp đao khí hình rồng vàng. Đông Phương Kính Thủy cùng tu luyện đạo môn thái cực nhãn và thánh ma đồng trong cổ ma quyển.
Thánh ma đồng đã đến cảnh giới, khô tịch hóa thần, biến con mắt thành xương khô, ngưng thần thông thành xương trắng. Thánh ma ngồi trong mắt có thể chặn lại thần pháp trong thiên hạ. Đây là xương cốt thánh ma, nó trực tiếp bắt đao khí, há mồm nuốt vào, dùng đao khí luyện cốt. Thiên toán thư sinh rung động nói. Đông phương kính thủy thật không đơn giản, có thể tham ngộ từ cổ ma quyển khiếm khuyết ra thần thông thánh ma đồng dù là tiên hiền ma môn chưa chắc tu luyện được. Thiên toán thư sinh bấm nốt tay suy tính kết quả trận chiến này. Nhưng dù gã tự xưng là thiên toán thư sinh cung không thể biết hết mọi chuyện trên đời. Phong Phi Vân là người không thể suy tính, Đông Phương Kính Thủy thì tu luyện, ma chướng, che giấu thiên cơ. Thiên toán thư sinh không cách nào suy tính kết quả trận chiến này. Phong Phi Vân mới tu luyện mấy năm đã có thể chiến đấu với thiên tài tuấn kiệt đỉnh cao ai nhát thế hệ trẻ, sức chiến đấu sánh bằng nửa bước cự phách, tốc độ tiến bộ kiểu này làm người ta trố mắt líu lưỡi. Tuy không gian không nhìn thấy chiến đấu nhưng lỗ tai, thần thức của gã mạnh hơn trước kia gấp vô số lần. Tô Quân không cần con mắt, trong đầu có thể tưởng tượng cảnh vật xung quanh không sai một ly. Mây vàng bay lên thành hình cửu ngũ chí tôn, cho cảm thấy cảm giác bá vương giáng trời. Đây là khí tượng cửu ngũ chí tôn thân của Đông Phương Kính Thủy, khí tượng hiện ra, chiến uy càng đáng sợ hơn. Đông Phương Kính Thủy như khống chế thiên địa này, tất cả nghe theo lệnh của gã. Chỉ có thiên tài đỉnh ca nhất mới có khí tượng như thế. Tựa như cổ bảo vạn năm xuất thế sẽ dẫn đến dị tượng, con người cũng thế. Thiên tài thật sự xuất thế sẽ mang theo khí tượng, thành tựu không đơn giản. Khí tượng kết hợp với thánh ma đồng, lực lượng biến càng cường đại hơn. Bộ xương trắng ngồi xếp bằng trong khói đen đột nhiên biến to gấp đôi, chủ động tấn công Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Con người Phong Phi Vân biến đỏ rực. Ánh lửa vòng quanh ngưng tụ thành hai con phượng hoàng lửa. Phượng hoàng miệng cong như sắt, lông chim xinh đẹp rực lửa dương cánh bay, đôi cánh dài hơn 20 thước. Hai con phượng hoàng song song bay, lửa nóng cháy đốt cả thiên địa đỏ rực, mặt đất biến thành dung nham. Sau khi Phong Phi Vân đến thiên mệnh đệ tứ trọng thì Phượng Hoàng Thiên Nhãn tăng tiến uy lực, có thể ngưng tụ một chút hồn phượng hoàng, uy lực ra thần thông thiên nhãn. Thánh ma đồng là thánh thuật của ma môn. Hiếm có ai thành công tu luyện được. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nhãn là nhãn thông của yêu tộc Phượng Hoàng, mức độ thần dị hơn xa thánh ma đồng. Phượng Hoàng bay ra đốt ma vụ đen mất sạch, khí tượng cửu ngũ chí tôn thân của Đông Phương Kính Thủy cũng bị ảnh hưởng, sắp hòa tan, bốc cháy. Bùm! Thánh ma đồng ngưng tụ thánh ma bạch cốt bị hai con Phượng Hoàng đón đầu công kích đã vỡ vụn, xương trắng cùng khói đen bị Phượng Hoàng nuốt vào trong bụng. Đông Phương Kính Thủy không dao động. Giỏi! Ánh sáng trắng lấp lánh quanh thân Đông Phương Kính Thủy, giữa trán sinh ra từng hoa văn trắng như rễ cây to. Khi Phong Phi Vân có suy nghĩ đó thì một mảnh lá cây nhỏ mọc ra từ trán Đông Phương Kính Thủy, to cỡ móng cái, xanh biếc, sức sống khổng lồ chảy xuôi trong lá cây. Mảnh lá cây thứ hai, ba, cuối cùng một gốc sinh mệnh thánh thụ sinh trưởng từ trán Đông Phương Kính Thủy, cao ba thước, thô cỡ miệng chén, thân cây màu trắng lá xanh biếc, bảo quang bắn ra bốn phía, đốm sáng lấp lánh. Chán trồng thánh thụ, cảnh tượng này rất thần dị, làm nhiều người kinh thán. Rốt cuộc Đông Phương Kính Thủy tu luyện thần thông vô tượng gì? Người nhận ra thần thông của Đông Phương Kính Thủy trước nhất là Lý Tiêu Nam. Đây là đạo môn thánh pháp nằm trong bộ thứ nhất của đạo điển, bất tử thánh thụ. Thần linh cung chứa 8 bộ đạo điển, vốn có 4 bộ nhưng một bộ đã bị người ăn trộm. Lý Tiêu Nam từng may mắn được lật xem một bộ đạo điển. Chuyên môn tra duyệt tài liệu liên quan đạo điển nên biết ngay thần thông Đông Phương Kính Thủy tu luyện là gì. Đạo môn từng hưng thịnh một thời, đạo tu có khắp năm vương triều, tiên môn đạo giáo nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc đạo môn từng xảy ra nội loạn, tổng đạo điển bị chia làm 8 bộ giải rác khắp thiên hạ, xem ra bộ đạo điển thứ nhất giấu trong ngân câu phiệt. Đạo điển là một trong 3 thánh điển đương thời, dù chỉ một trang trong một bộ đều là thiên bảo vô giá, khiến tiên môn quy mô lớn trong tu tiên giới cướp giật. Ngân Câu Phiệt chủ nói. Ngân Câu Phiệt ngẫu nhiên mua được mấy tờ đạo điển khiếm khuyết từ tay người khác, không đủ một bộ. 3 thánh điển làm ai cũng thèm muốn, người nào có được nó sẽ không ngốc lấy ra khoe. 8 bộ đạo điển có 3 dấu trong thần linh cung, không ai dám đi cướp thần linh cung. Một bộ đặt trong Lăng Tiêu Cung đạo môn, mặc dù đạo môn không mạnh mẽ đỉnh cao như trước kia nhưng vẫn là bá chủ trong tiên môn ẩn thế. Đạo môn có 1 vị trưởng giáo. 2 vị thái đấu, 3 vị tán nhân, 4 tinh tú.
chỉ tính ba tán nhân đạo môn đã có bối phận rất cao trong tu tiên giới, là cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, sống 700 năm trở lên. Bọn họ không ở trong đạo môn tu đạo nhưng ai dám mơ ước thánh bảo của đạo môn thì những người này sẽ chạy về ngay. Có mấy đại nhân vật đó tỏa chấn đủ bảo vệ một bộ đạo điển. Còn bốn bộ đạo điển khác thì không rõ tung tích, dù có người được một bộ đạo điển cũng sẽ không lộ ra ngoài. Ngân Câu Phiệt bỏ số tiền lớn mới mau được mấy tờ từ bộ thứ nhất đạo điển, với tiền tài sức mạnh của Ngân Câu Phiệt đủ sức bảo vệ vài tờ đạo điển. Trên đầu Đông Phương Kính Thủy lơ lửng bất tử thánh thụ, tay cầm một tòa ma thành, chân dẫm mặt đất bay vọt lên. Đông Phương Kính Thủy đè xuống đầu Phong Phi Vân. Tốc độ của Phong Phi Vân rất nhanh, sánh bằng cự phách. Người Phong Phi Vân biến thành sao băng, thiên tủy binh đảm sắc bén không ai ngăn được. Một đao xuyên qua ma vân trên người Đông Phương Kính Thủy, cánh tay phải của gã bị chặt rớt xuống đất. Phập! Máu tươi tung tóe. Bởi vì đao khí quá mạnh mẽ nên cánh tay bị băm nát. Có bất tử thánh thụ trên người, dù ngươi chặt cổ ta thì ta vẫn có thể tái sinh. Thánh thụ trên trán Đông Phương Kính Thủy như vật sống, hấp thu linh khí trong không khí truyền vào cơ thể gã. Cánh tay phải nhanh chóng mọc ra, chỉ một giây sau Đông Phương Kính Thủy hoàn toàn lành lặn. Thiên tủy binh đảm sắc bén có thể chém phá linh khí, ma căn của Đông Phương Kính Thủy ngưng tụ thành ma thành cũng không chặn được. Mỗi than đao chém nứt mấy trăm rễ cây trên ma thành, nhưng đạo thuật của Đông Phương Kính Thủy khá lợi hại, bất tử thánh thụ trồng trên trán làm gã gần như bất tử. Đây là thánh thuật trong đạo điển, là thuật pháp đỉnh cao nhất trong thiên hạ. Đông Phương Kính Thủy có thể lĩnh ngộ ra bất tử thánh thụ từ mấy tờ bộ thứ nhất đạo điển đã có ngộ tính mạnh hơn gừng già tu luyện mấy trăm năm. Thánh thụ cao ba thước sinh trưởng trên trán Đông Phương Kính Thủy, thân cây màu trắng, lá cây xanh biếc liên tục cung cấp năng lượng cho gã. Phập! Phong Phi Vân lại phá tan phòng ngự của Đông Phương Kính Thủy, lợi dụng luân hồi tật tốc bay đến sau lưng gã, một nhát cắm vào thân thể Đông Phương Kính Thủy. Vòi máu phun ra từ lỗ hổng, thanh đao kia đâm thủng trái tim Đông Phương Kính Thủy. Thân đao rộng như ván cửa nên đao ghim vào người Đông Phương Kính Thủy như chém gã thành hai khúc. Bất tử thánh thụ lại bộc phát sức sống kéo dài không dứt, tốc độ siêu nhanh chữa lành cơ thể Đông Phương Kính Thủy. Một luồng sáng trắng bay ra khỏi miệng vết thương, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lực lượng khổng lồ chạy dọc cánh tay Phong Phi Vân, chấn xương cốt hắn tê dại. Đông Phương Kính Thủy hú dài. Growl. Miệng Đông Phương Kính Thủy phun mây đen, bên trong có vô số tia chớp đan xen tựa biển sét đụng vào người Phong Phi Vân. Y phục bên ngoài người Phong Phi Vân bị đốt thành cho lộ ra áo giáo vàng bên trong, là áo giáp truyền thừa các đời thần vương. Tổng cộng 7 bộ gồm hộ tâm kính, 2 bao tay, 2 bao đùi, giáp ngực, giáp lưng. Thần vương chiến khải rèn luyện bằng, hỏa diễm kim tinh, cứng rắn vô song, truyền thừa 6.000 năm vẫn như mới. Phong Phi Vân mặc chiến khải, làn da ánh vàng tựa như võ thần. Gân mạch toàn thân Phong Phi Vân ngưng tụ ra từng đợt thú hồn. Mỗi lỗ chân lông phát ra tiếng dã thú gầm gừ, xương ống chân trong suốt tựa ngọc thạch. Phong Phi Vân đánh ra cú đấm, các dị thú chiến hồn ngưng tụ thành nước lũ ổ ạt kéo ra ngoài. Cú đấm đánh ra 9.998 dị thú chiến hồn, lực lượng này kinh thiên động địa, uy lực đập vỡ núi sông, khai thiên tích địa. Đông Phương Kính Thủy cũng điên máu đánh nhau, gã vươn hai tay ra, một tay ngưng tụ tiên vân, một tay bấm ma chướng. Hai tầng mây di chuyển trong tay Đông Phương Kính Thủy, gã như thần linh chúa tể thiên địa. Hai lực lượng va chạm trên chiến đài, bộc phát tiếng nổ đinh tai nhức óc làm bình chướng trận pháp quanh chiến đài suýt tan vỡ. Cự phách trấn thủ chiến đài vội lấy ra linh khí hình dạng như cái lồng phong ấn chiến đài. Bình chướng trận pháp quanh chiến đài bị sóng xung kích mãnh liệt chấn vỡ, nếu không có ánh sáng linh khí bay xéo qua đỡ năng lượng tứ tán thì các khán giả dưới đài đã bị văng miệng chết. Ngân Câu Phiệt Tam đại gia lau mồ hôi chán, lẩm bẩm. Hai tiểu tử hung dữ thật, lúc lão tử còn trẻ sao không mạnh như thế. Cái này không giống người trẻ tuổi đánh nhau mà sánh bằng đại nhân vật tu tiên giới đánh nhau sống chết. Phong Phi Vân điều động hơn 9.000 dị thú chiến hồn hợp lại làm một, ngưng tụ trên nắm đấm cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy. Mỗi cú đấm đánh ra có uy lực trời sụp đất nứt. Trong thế hệ trẻ Đông Phương Kính Thủy nổi tiếng có lực công kích tuyệt đối. Một bàn tay có thể đập chết một vị vương giả trẻ tuổi. Phong Phi Vân thì nổi tiếng về tốc độ, nhưng bây giờ hắn bỏ sở trường dùng sở đoản. Phong Phi Vân không chọn vận dụng ưu thế của mình, dùng tốc độ siêu mau đánh lén quấy rối, ngược lại cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy.
nhiều người cảm thấy Phong Phi Vân bị điên. Ầm 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 ầm. Một chuỗi công kích toàn là quyết đấu mãnh liệt nhất, chấn chiến đài rung lắc dữ dội, có chỗ nứt rạn. Chiến đài này đúc bằng ngọc thiết thua y, bên trong chứa vạn đạo trận phù, nhưng hiện tại người thủ hộ không chịu nổi Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Thủy công kích mãnh liệt, sắp tan vỡ. Một lão nhân phẩy quạt lông khẽ thở dài. Phong Phi Vân dù gì thấp hơn Đông Phương Kính Thủy một cảnh giới, tuy sức lực mạnh nhưng cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy rất có thể sẽ thua ngay. Mắt Thiên Toán Thư Sinh sáng rực, phản bác lại. Nguồn gốc lực lượng của Phong Phi Vân ở chỗ cơ thể hắn cường đại, sức kéo dài càng dẻo dai. Nguồn gốc lực lượng của Đông Phương Kính Thủy ở chỗ thần thông thuật pháp, cần linh khí tử phủ khổng lồ làm nền móng, tiêu hao nhanh. Phong Phi Vân cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy có lẽ vì muốn hao hết linh khí tử phủ trong người hắn, linh khí cạn kiệt thì sức chiến đấu cũng bị tan rã. Lão nhân lắc đầu, nói. Tu vi đến cảnh giới như Đông Phương Kính Thủy thì đan điền tử phủ tựa biển rộng, lưu trữ ngàn vạn linh khí tử phủ đã là ít. 360 mệnh huyết mở ra là có 360 thần hà, có thể dẫn động linh khí trong thiên địa liên tục nhập vào người bổ sung linh khí. Thiên Toán Thư Sinh cãi lại. Nhưng Đông Phương Kính Thủy sử dụng thần thông ma đạo song tu, có thể phát huy ra sức chiến đấu hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp 10 lần, tương đương tiêu hao linh khí tử phủ nhiều hơn người bình thường gấp chục lần. Sức chiến đấu của Đông Phương Kính Thủy đúng là hùng DNGX, mênh mông, liên miên không dứt, chấn không khí tan rã thành nước vỗ vào người có thể vỡ xương đứt thần kinh. Người bình thường làm sao đỡ nổi lực lượng có 9998 dị thú chiến hồn, Đông Phương Kính Thủy làm được. Đông Phương Kính Thủy đánh ra thần thông và ma công, sức chiến đấu hùng hồn, sức mạnh cỡ 7 con long hổ rưỡi. Lực lượng 7 con long hổ là nửa bước cự phách. Đông Phương Kính Thủy mới thiên mệnh đệ ngũ trọng đã đánh ra 7 con rưỡi. Đông Phương Kính Thủy cao giọng quát. Phong Phi Vân, ngươi muốn dùng lực lượng làm cả kiệt linh khí của ta là hành động ngu xuẩn. Nói thật cho ngươi biết, ta có bất tử thánh thụ, lực lượng liên miên không dứt, dù tranh tài một tháng cũng không thấy mệt. Thiên địa rung lắc, quyền ảnh như 18 ngọn núi nhỏ đấm ra. Bình thường tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng dốc sức chiến đấu sẽ vừa đánh nhau vừa hồi khí. Nếu không sau ngàn chiêu linh khí sẽ sói mòn nhiều. Nhưng tên cuồng Đông Phương Kính Thủy này thi triển thần thông đạo môn, ma công ma môn cùng lúc, tiêu hao hơn biến sắc mặt gấp 10 lần lại không hề bị tiêu hao chút nào. Trong tử phủ cung khổng lồ hơn người bình thường gấp trăm lần, tựa biển cả màu tím. Đây là điểm mạnh của thiên tài đẳng cấp sử thi, không cần sợ kiệt sức. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi nói sẽ đánh bại ta trong vòng 80 chiêu. Bây giờ chúng ta đánh nhau bao nhiêu chiêu rồi? Hơn ngàn chiêu đúng không? Tu vi hai người siêu cao, trong 10 phút đã đánh nhau hơn 1000 chiêu, đánh kinh thiên động địa. Không nhiều tu sĩ thấy rõ thân hình Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Thủy, nhiều người chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ. Biểu tình Đông Phương Kính Thủy nghiêm nghị. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy thần thông vô thượng thật sự của ta, để ngươi thua vui vẻ. Đông Phương Kính Thủy đứng thẳng, một bóng ma bay ra khỏi ngực gã. Hình dạng dữ tợn, toàn thân đen thui, cao mấy chục thước. Đây là một cái bóng đen, bá khí to lớn. Phong Phi Vân ở trước mặt nó nhỏ như con kiến. Ầm. Bóng ma màu đen duỗi tay ra, bàn tay to vỗ xuống hất bay Phong Phi Vân, lực lượng cường đại cỡ 8 con long hổ. Lực lượng 9 con long hổ là của cự phách, giữa lực lượng 7 con long hổ và 8 con long hổ tu y khí cách một con số nhưng chênh lệch tính theo cấp số nhân. Lực lượng con long hổ xem như cường giả trong nửa bước cự phách. Môn chủ một tiên môn đập bàn đứng dậy, giật mình kêu lên. Trời ơi, Đông Phương Kính Thủy tu luyện ma chủng thành công. Ma chủng là thứ càng mạnh hơn ma căn, trong thời kỳ thượng cổ những người ma môn không mấy ai tu luyện ra ma chủng được. Người tu luyện ra ma chủng sẽ được phong làm môn chủ ma môn đời tiếp theo ngay. Tuy Đông Phương Kính Thủy mới tu luyện ra một cái bóng ma chủng rất là mờ ảo nhưng mọi người đều tin một điều, cho gã thêm trăm năm chắc chắn Đông Phương Kính Thủy sẽ luyện ra ma chủng thật sự, có thể gầy dựng lại ma môn mới. Ma chủng và thánh thụ đều xuất hiện, đây là khí vận, ngộ tính khổng lồ biết bao, nên mới tu luyện thành công hai loại thần thông có 102 trên đời. Nhiều đại nhân vật tiên môn nhìn nhau, cảm giác áp lực nặng nề. Đông Phương Kính Thủy chắc chắn sẽ trưởng thành siêu bá chủ thần tấn vương triều, trong thế hệ trẻ không còn ai tranh phong với gã nổi. Bóng ma to lớn lại ra tay, lực lượng mãnh liệt tượng ước lũ ập xuống. Phong Phi Vân đứng trên chiến đài,
trong đan điền có một thanh đồng cổ thuyền bình bồng dung hợp với luân hồi tật tốc. Bàn tay bóng ma to lớn đâm vào người Phong Phi Vân, cùng lúc đó hắn chủ động bay xuống chiến đài. Nhưng người ngoài xem thì như Phong Phi Vân bị bóng ma đánh bay, miệng hộc máu té xuống chiến đài. Phong Phi Vân rơi xuống chiến đài, dùng ống tay áo lau máu khóe môi. Phong Phi Vân nói, Đông Phương Kính Thủy, không ngờ ngươi tu luyện ra ma chủng, ta thua tâm phục khẩu phục. Hừ, tạm biệt. Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, dường như bị thương rất nặng. Phong Phi Vân phất tay, nhanh chóng rời đi. Tuy Phong Phi Vân nói thua tâm phục khẩu phục nhưng mọi người nghe ra hắn không phục chút nào. Đông Phương Kính Thủy đứng trên chiến đài, chẳng hề vui sướng. Con người Đông Phương Kính Thủy co rút nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Phi Vân đi nhanh, gã cứ cảm thấy có gì không đúng. Trận chiến này kết thúc, Đông Phương Kính Thủy chiến thắng. Phong Phi Vân thua thảm nhưng không ai coi thường hắn, dù sao Đông Phương Kính Thủy không chỉ tu luyện ra chiến đài còn có ma chủng, hai thần thông cộng lại gần như vô địch trong thế hệ trẻ, có thể xưng hùng trong thế hệ trước. Trận chiến thứ hai bắt đầu, Hồng Diệp Hoàng tử đối chiến với Thiên Đao Cổ Thố. Phong Phi Vân đi rất nhanh, mãi khi đến chỗ vắng người, mặt hắn nhanh chóng ửng hồng, không giống người bị thương. Phong Phi Vân biến thành luồng khói xuyên qua các điện Vũ Hoàng Thành, chạy hướng đế cung. Trên chiến đài Phong Phi Vân thấy rõ Long Thanh Dương xì sầm gì đó bên tai Long Thần Nhai, rồi Long Thần Nhai vẻ mặt sốt ruột rời đi. Không lâu sau Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ cũng âm thầm rời đi. Lòng Phong Phi Vân nổi lên bất an, vì vậy hắn giả bộ thua trong tay Đông Phương Kính Thủy. Nếu không dù Đông Phương Kính Thủy tu luyện ra thánh thụ, ma chủng muốn đánh gục Phong Phi Vân cũng rất khó. Ít nhất phải qua 10 vạn chiêu mới quyết định thắng thua được. Huống chi Phong Phi Vân có thanh đồng cổ thuyền, đánh nhau thật tình thì chưa rõ mèo nào cắn mỉu nào. Xem ra Long Thanh Dương nói chuyện chiếu thư cho Long Thần Nhai, phải nhanh chóng đến đế cung ngay. Nếu bị bọn họ trước một bước lấy được chiếu thư thì mọi chuyện đã muộn. Phong Phi Vân tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã tới bên ngoài đế cung. Cổng đế cung mở rộng, bốn chiến tướng cường đại mà xa lạ canh gác bên ngoài cung môn. Đế cung nằm sâu trong hoàng thành, tấn đế và phi tử hậu cung cư ngụ trong đế cung. Ngoại tần không được triệu kiến thì không cho phép vào đế cung. Đấu chiến thiên hầu đứng đầu 18 thiên hầu từng vì xâm nhập hậu cung suýt bị lăng trì chết. Phong Phi Vân chạy tới gần đế cung, cảm giác không khí khác lạ, cảm nhận túc sát, sát khí mãnh liệt. Cổng cung to lớn cao mấy chục thước bị mở rộng, bốn cao thủ đại nội mặc giáp sắt dày nặng đứng ngay cửa đế cung. Giáp sắt không chỉ phủ lên thân thể của bọn họ, nó bao bọc mỗi tấc da, răng, mắt. Đây là bốn quái vật sắt thép. Đây là sắt nặng nhất thiên hạ, áo giáp luyện chế từ huyền vũ tiết, phủ trùm mỗi ích phần cơ thể. Trên giáp sắt dán các chiến phù, một khi chiến phù bị kích hoạt giáp sắt sẽ trở nên không gì phán ổi, ngăn cản công kích sắc bén nhất đời. Một cao thủ đại nội cầm chiến mâu thô cỡ miệng chén lạnh lùng quát. Người đến hãy dừng bước, cấm địa đế cung không được tự tiện xông vào. Thanh âm phát ra từ chiến khải rất là trầm đục. Mặc dù mắt bọn họ bị che nhưng thần thức đặc biệt cường đại, một con ruồi cũng không thoát khỏi thần thức giả soát. Phong Phi Vân từng đến đế cung, quen biết cao thủ đại nội canh gác đế cung. Bốn người này tuy bị chiến khải dày nặng bao trùm nhưng trong người phát ra lực lượng dao động không phải long võ khí, mà cao thủ đại nội tu luyện, có vài phần khí lạnh. Bốn người này không phải cao thủ đại nội cũ. Phong Phi Vân hít ngửi không khí, hắn ngửi được mùi máu nhàn nhạt, trên mặt đất có dấu vết chiến đấu. Tuy bị cao thủ trận pháp bày ảo trận che đi nhưng không thoát khỏi Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân. Đế cung thật sự xảy ra chuyện. Phong Phi Vân đi tới bên ngoài đế cung, có một lão thái giám mặt trắng bệch mau chạy sâu vào đế cung. Phong Phi Vân cao giọng quát. To gan, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta chính là thần vương đương triều sao? Cao thủ đại nội giơ chiến mâu, khí lạnh chạy dọc mũi mâu. Xin lỗi, xin thần vương đại nhân hãy đưa ra thần vương lệnh, nếu không thuộc hạ cũng không thể cho đi. Thần vương lệnh không ở trong người Phong Phi Vân, nó cất trong đế cung. Nhưng xem tình huống hôm nay không ổn, người canh giữ đế cung bị thay đổi, dù Phong Phi Vân mang thần vương lệnh đến cũng đừng hòng được cho vào. Chắc chắn Long Thần Nhai đã dẫn người xông vào đế cung, nếu để gã lấy chiếu thư từ tay thì nội dung trong chiếu thư mặc gã bóp méo, sẽ bị công bố thiên hạ ngay hôm nay. Long Thần Nhai sẽ ngồi vào vị trí tấn đế đời tiếp theo, Phong Phi Vân và La Phù công chúa nếu muốn lật ngược bàn cờ sẽ bị nói là phản loạn.
không biết Long Thần Nhai vào đế cung bao lâu rồi, rất có thể gã đã cầm chiếu thư. Lúc này Phong Phi Vân có muốn cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể cứng rắn xông vào. Phong Phi Vân làm bộ thò tay vào ngực, cười thân thiện. Được rồi, người qua đây, ta cho ngươi xem thần vương lệnh. Cao thủ đại nội do dự, gã biết thần vương lệnh không ở trong tay Phong Phi Vân, hắn nhất định sẽ xuống tay giết gã nhưng cao thủ đại nội phải đi qua. Hai tay cao thủ đại nội âm thầm ngưng tụ lực lượng, thiết phù trên lưng tỏa sáng lấp lánh. Cao thủ đại nội chậm rãi từng bước đến gần Phong Phi Vân, ba cao thủ đại nội đứng sau lưng gã cũng nhận ra manh mối, người phát ra chiến quang nhạt, tùy thời ra tay. Bọn họ là tử sĩ Bắc Minh Phiệt, ai nấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi đỉnh cao, ngửi được mùi nguy hiểm ngay. Xoẹt! Cao thủ đại nội đến gần Phong Phi Vân ba bước bỗng hắn rút tay ra, luồng sáng trắng chói lòa kèm theo sát khí sắc bén bay ra khỏi tay hắn. Khi tay Phong Phi Vân nhúc nhích thì cao thủ đại nội đã dục dịch, cầm chiến mâu đâm ra ngoài. Nhưng biết Phong Phi Vân muốn giết gã là một chuyện, có thể đến sau mà tới trước hay không lại là chuyện khác. Tốc độ của Phong Phi Vân nhanh như tia chớp, hắn ra tay hết sức, thiên tủy binh đảm chém chiến mâu thành hai khúc, đao đâm xuyên huyền vũ thiết khải, xuyên thủng tim cao thủ đại nội. Đao phong xoay chuyển cắt đôi người gã bay ra hai hướng. Máu phun ra như hao mai màu đỏ. Keng keng keng. Keng keng keng. Hai khúc chiến mâu nặng nề rớt xuống đất, một khúc mũi nhọn cắm ngược xuống đất, huyền văn màu lam còn di chuyển bên trên. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đảm can đảm xung phong, xông thẳng vào đế cung. Chiến khải vàng trên người Phong Phi Vân nhỏ máu tí tách. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Lui ra, nếu không giết không tha. Ba cao thủ đại nội khác đứng thành một hàng, cương thiết duỗi ra, rất nặng nề, chiến khí tăng vọt. Ba cao thủ đại nội không định lùi ra. Bốn cao thủ đại nội đều là siêu cường giả, nếu Phong Phi Vân không nhờ tốc độ siêu nhanh và thiên tủy binh đảm sắc bén thì không thể nào dễ dàng giết một cao thủ đại nội. Một cao thủ đại nội mở miệng nói. Phong Phi Vân, người đến muộn rồi, thái tử điện hạ sớm vào đế cung, có lẽ bây giờ đã khống chế nguyên đế cung. Không biết sống chết. Phong Phi Vân hô chiến đao, đao khí tựa như trường long cuốn ba cao thủ đại nội vào đao khí, định một chọi ba. Phong Phi Vân, chúng ta là tử sĩ sắp bước vào cảnh giới nửa bước cự phách, người nghĩ một mình ngươi có thể thắng ba chúng ta sao? Một cao thủ đại nội hai tay giang ra, lưng hiện thao thiết màu vàng cao hơn 10 thước, lông dài như kim dương nanh múa vuốt. Cao thủ đại nội này chộp hướng Phong Phi Vân. Bóng thao thiết vàng khổng lồ sau lưng gã cũng hô vuốt nhào vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân thẳng tắp vung nắm đấm đánh vào cánh tay cao thủ đại nội đó. Tiếng xương gãy và thao thiết gào rú đau đớn vang lên. Cánh tay cao thủ đại nội gãy vụn, xương gãy thành năm khúc. Thao thiết chiến hồn tu vi 900 năm trên lưng cao thủ đại nội bị Phong Phi Vân một cú đấm đánh bị thương. Bàn tay Phong Phi Vân chợt to ra hơn 10 thước. Ánh sáng vàng rực rỡ như trường ấn từ trên trời giáng xuống. Sông tố rít gào bộc phát lực lượng khổng lồ cửu thiên đè xuống đầu chín nữ nhân cánh tay bị thương. Đầu cao thủ đại nội bị đè lún xuống, cổ gãy, nguyên cái đầu lún vào thân thể. Bùm! Cao thủ đại nội bị đè sụp hoàn toàn dưới trường ấn màu vàng. Mặt đất bị vỗ thủng cái hố bàn tay to hơn chục thước, sâu năm thước. Sóng vàng cuộn trào trong hố thật lâu không tan. Một đống thịt hình người nằm dưới đáy hố, hoàn toàn mất sự sống. Cao thủ đại nội thứ hai chết. Bốn cao thủ đại nội thật ra là tử sĩ Bắc Minh Phiệt, không sợ chết. Bọn họ có tham gia trong cuộc chiến thần vương phủ, nhiều người hầu, thị nữ đã chết trong tay họ. Cho nên Phong Phi Vân không chút nương tay với bốn tử sĩ. Cút qua đây. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn kiếm nhỏ màu trắng bay ra ngoài đâm cơ thể một cao thủ đại nội thủng lỗ chỗ. Mấy trăm lỗ nhỏ, máu chảy ồ ạt. Phong Phi Vân lướt qua cao thủ đại nội, vỗ ra một trường. Cái xác thủng lỗ chỗ nứt vỡ nhiều mảnh té dưới đất. Phong Phi Vân không dám chậm trễ giây phút nào, nhanh chóng lướt trên đế cung. Nhưng cao thủ đại nội thứ bốn công kích Phong Phi Vân, không bị hắn hung dữ hù sợ. Cao thủ đại nội vẫn tràn ngập chiến ý, dù chỉ vì ngăn bước chân Phong Phi Vân giây lát thì gã chết đáng giá. Đây chính là tử sĩ. Hết thảy đặt ích lợi của chủ nhân lên hàng đầu. Vì chủ nhân, bọn họ tùy thời chịu chết. Phong Phi Vân buộc phải ngừng lại lần nữa, 9998 dị thú chiến hồn bay ra khỏi người Phong Phi Vân, biến thành biển dị thú chiến hồn tuôn hướng tử sĩ cuối cùng.
dị thú chiến hồn như sóng biển đập vào người cao thủ đại nội. Khi dị thú chiến hồn chạy trồm rời đi, trên mặt đất chỉ còn một bộ xương trắng. Huyền vũ thiết áo giáp cao thủ đại nội mặt trên người cũng bị một số dị thú chiến hồn sống nhờ ăn kim loại nuốt mất. 9.998 dị thú chiến hồn bay trở vào cơ thể Phong Phi Vân, làm người hắn rung mạnh. Ánh sáng rực rỡ bắn ra, chiến ý và sát ý song song, Phong Phi Vân xông vào đế cung, đi vào cấm địa hậu cung. Thời kỳ đặc biệt, Phong Phi Vân bất chấp nhiều quy tắc, dù là hậu cung hắn cũng dám xông vào. Hậu cung rất lớn, bao nhiêu là điện vũ, nếu tu sĩ lần đầu tiên đến hậu cung chắc chắn sẽ lạc đường. Phong Phi Vân không phải lần đầu tiên đến hậu cung, hắn chạy nhanh trên đường ngọc thạc rộng rãi đến giữa hậu cung. Bốn thần Pi cư ngụ chính giữa hậu cung, Lạc Thần Phi cũng không ngoại lệ. Trên đường đi Phong Phi Vân thấy dấu vết chiến đấu, chắc Thái tử Long Thần Nhai định dùng vũ lực giành chính quyền. Có thể Bắc Minh Mặc Thủ rời đi là để trước tiên điều động lực lượng ngoài hoàng thành, hôm nay trước mắt bao người nâng Thái tử đăng cơ. Lòng Phong Phi Vân nặng nề, mọi người bị cuộc chiến phò mã hấp dẫn, Bắc Minh Việt đã bắt đầu xúi dục vua mới lên ngôi. Cuộc chiến vua mới máu me này, bắt đầu. Mắt Phong Phi Vân bắn tia sáng lao nhanh đi, 13 ngọc phi phù bay ra từ tay hắn truyền 13 mật thư. 13 ngọc quang xuyên thủ màn trời, như sao băng lao ra hoàng thành bay bốn phương tám hướng trong thần đô. Lực lượng thần vương phủ ẩn giấu trong thần đô, 7 cấm vệ thần vương, 3 thiên hầu bên ngoài thần đô, La Phủ công chúa đều nhận được ngọc phi phù của Phong Phi Vân, tập thể hành động. Sâu trong đế cung, vị trí thiên trọng điện vũ. Chân Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc, tay cầm thiên tủy binh đảm xông vào hậu cung. Vốn trong hậu cung có nhiều trận pháp nhưng đã bị người phá vỡ, có người xông vào hậu cung trước Phong Phi Vân. Người đến xin dừng bước. Một người mặc áo xám đứng trên đỉnh điện vũ cao hơn 10 trượng, lưng cõng thanh kiếm sắt, đôi mắt trống giống như thể hai hạt châu màu đen khảm vào hốc mắt, tối tăm không ánh sáng. Người này nhìn như bình thường nhưng người phát ra lực lượng rất lợi hại. Đã đến sơ kỳ nửa bước cự phách. Nửa bước cự phách là một đại cảnh, chia làm ba tiểu cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chênh lệch rất lớn. Trừ phi có tư chất cực kỳ kinh người, nếu không khó mà chiến đấu vượt cảnh giới. Phong Phi Vân không ngừng lại, nói. Ngươi là người của tiên giáo nào? Ngươi dám xông vào cấm địa hậu cung? Lão Phu không thuộc về bất cứ một tòa tiên giáo nào. Thiên hạ to lớn, chỗ nào cũng đi được. Người áo xám râu dài ba thước, thanh âm tà mị lọt vào tai làm lòng như thế rối loạn. Phong Phi Vân khinh thường nói. Hừ hừ, nếu Tấn Đế còn ở trong đế cung thì ngươi dám nói ra câu đó không? Nếu Tấn Đế còn trong đế cung, đừng nói người áo xám là nửa bước cự phách, dù gã có là chân nhân cũng không dám tiến vào một bước. Vẻ mặt người áo xám không vui không buồn nói. Nhãi danh hỉ mũi chưa sạch, ta biết ngươi là ai? Đừng tưởng rằng được người gọi là thiên tài số một thần Tấn Vương Triều là có thể tranh phong với tu sĩ lão làn hơn mình. Lão Phu tu luyện 640 năm, trải qua hàng vạn trận chiến lớn nhỏ, qua vạn cuộc chiến vẫn không chết, tiểu bối như ngươi làm sao sánh bằng. Ta cũng biết ngươi là ai. Bước chân Phong Phi Vân như rồng bay đã đến bên dưới người áo xám, đi vào chiến vực riêng của người áo xám. Cảm giác như lún vào đầm lầy, hành động trở nên chậm chạp. Hễ là nửa bước cự phách sẽ tu luyện ra chiến vực. Cái gọi là chiến vực rất giống với khí tượng của thiên tài Tuấn Kiệt. Nếu thiên tài Tuấn Kiệt có thể dung hợp khí tượng và chiến vực với nhau sẽ càng mạnh hơn. Nửa bước cự phách được gọi là nửa bước cự phách ở chỗ chiến vực hình thành. Người áo xám kinh ngạc hỏi. Người biết ta là ai? Người tu luyện là Tà Phong Đạo, hai mắt bị luyện hóa thành huyết vân châu. Rất rõ ràng, người là người của ám vực trong ba vực tà đạo. Các hạ là thái thượng trưởng lão nào đó của ám vực đúng không? Ám vực và Bắc Minh Việt luôn thân thiết với nhau, cộng với bây giờ Phong Phi Vân trải đời nhiều, không khó suy đoán thân phận của lão nhân. Trong khi người áo xám sửng sốt, Phong Phi Vân dốc sức thi triển luân hồi tật tốc biến thành gió to, thiên tủy binh đảm như tia chớp đâm ra. Người áo xám giật mình, một tiểu bối vậy mà tốc độ quá nhanh, suýt làm mắt gã bị hoa. Người áo xám thi triển một loại thần thông tốc độ thuộc tà đạo né ra xa. Nhưng vị trí trái tim người áo xám bị cắt rách lớp áo, thiên tủy binh đảm để lại một vết máu trên ngực, suýt đâm thủng trái tim gã. Người áo xám thầm sợ hãi, lưng thấm ướt mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, bên tai người áo xám nghe tiếng kim loại xé gió,
thế đến hung mãnh, không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Trong hốc mắt người áo xám rớt ra hai hạt châu đen. Đây vốn là con mắt của người áo xám, nhưng sau khi tu luyện thần thông, huyết vân châu, thì con người hấp thu nhiều máu biến thành màu đen. Hai con mắt biến thành hai áng mây máu, một huyết vân như ao máu hình tròn, một huyết vân như ao máu hình bán nguyệt. Đây là một loại tà pháp nghịch thiên, tinh luyện máu của hàng ngàn người mới thành công, uy lực rất lợi hại. Hai tòa điện vũ bên cạnh bị người áo xám đè sụp, san bằng, gạch ngói đá vụn đầy đất. Đây mới chỉ là uy lực huyền vân châu dò dỉ ra ngoài. Dù đối diện nửa bước cự phách Phong Phi Vân cũng không sợ, một con rồng dài màu trắng bay ra thiên tủy binh đảm. Con rồng dài hơn 10 thước đấm thủng hai mảnh huyết vân đánh vào ngực người áo xám. Ầm, huyết vụ nổ tung. Ba khúc xương ngực người áo xám nứt gãy, ngực áo bị xé mảng lớn rơi xuống. Tiếng nổ đinh tai kinh động phi tử trong hậu cung, những phi tử đa số có chút tu vi nhưng không cao, bọn họ bay ra khỏi các điện vũ nhìn dao động chiến đấu gần đó, rất ngạc nhiên. Sao trong hậu cung có đánh nhau? Cao thủ đại nội trấn giữ hậu cung đi đâu rồi? Tại sao tấn đế chưa cách không trấn áp hai người này? Một lực lượng đánh vào cổ phi tử quốc sắc thiên hương. Chém đứt một nửa cần cổ trắng ngần. Máu phun như suối, phi tử giãy giụa trên mặt đất nửa ngày, không có cả thời gian uống linh đan đã nằm im không nhúc nhích. Đây chỉ là dư âm đòn công kích. Các phi khác thấy cảnh tượng này sợ hãi mặt không còn chút máu, co giò chạy trốn thật xa. Có vài phi tử tu vi mạnh mẽ vẫn quan sát từ xa, bọn họ sinh ra trong tiên môn cường đại, tu luyện tuyệt học bảo điển nên tu vi cao sâu. Một phi tử da trắng như bông bưởi, đôi mắt sáng như ánh sao nói. Một người trong đó là thần vương, người kia dùng công pháp tà đạo đã đến cảnh giới nửa bước cự phách. Một phi tử mặc áo hồng hỏi. Tuyết phi tỷ tỷ, chúng ta có cần ra tay trợ giúp thần vương xua địch không? Tu vi của phi tử áo hồng cao sâu, giơ tay nhấc chân phong vạn tuyệt đẹp. Tuyết phi lắc đầu, nói. Nghe Bắc Minh thần phi nương nương bí mật nói thì tấn đế đã đi thánh địa hoàng tộc bế quan rồi. Chờ vua mới lên ngôi là chúng ta cũng sẽ bị đưa đi thánh địa hoàng tộc, suốt đời không được đi ra. Rõ ràng đây là cuộc chiến giành quyền vua mới, chúng ta tốt nhất đừng xen vào. Nếu lỡ sơ sẩy giúp lầm người, không chỉ chúng ta chết không có chỗ chôn mà gia tộc sau lưng cũng bị liên lụy. Mấy phi tử mặc dù tu vi cao sâu nhưng không dám ra tay, sợ đắc tội với người. Tấn đế nhường ngôi, bọn họ cũng mất quyền lợi, nếu không biết cách tự bảo vệ mình sẽ thân chết đạo tiêu. Mỗi cuộc đấu giành quyền đều máu me, chết nhiều người. Cao tầng hoàng tộc mắt nhắm mắt mở xem cuộc chiến, vì chỉ có phe giành chiến thắng mới là mạnh nhất. Bọn họ chỉ yên tâm khi giao vương triều vào tay kẻ mạnh. Bọn họ cần một vị đế vương mạnh mẽ dứt khoát chứ không phải người yếu đuối vô dụng. Năm nay Phong Phi Vân gần 20 tuổi đã có thể tranh phong với nửa bước cự phách, thiên tủy binh đảm thần dị mà sắc bén lướt tới lướt lui trong không khí, đâm chín lỗ máu trên người người áo xám. Phong Phi Vân từng bước áp sát sâu trong hậu cung, mỗi bước ra một bước liền chém một đao, đánh thái thượng trưởng lão tà đạo cao hơn mình hai cảnh giới luống cuống tay chân. Người áo xám bị thương ngày càng nhiều, mỗi khi lùi một bước là dưới đất in lại một dấu chân máu. Đây chính là thành tựu 640 năm người sống, cha tu luyện chưa đến 6 năm đã có thể giết người trăm ngàn lần. Phong Phi Vân cất thiên tủy binh đảm, vận dụng hết sức mạnh vung hai tay lên. 9998 dị thú chiến hồn hiện ra trên cánh tay. Phong Phi Vân vọt tới hai bước đè thân thể người áo xám. Phụt! Người áo xám chịu đựng một kích rời núi lấp biển của Phong Phi Vân, lảo đảo suýt quỳ dưới đất. Gã bị một thiếu niên gần 20 tuổi đánh bại, thua quá thảm. Người áo xám định chống cự nhưng Phong Phi Vân vỗ một chưởng trấn áp gã quỳ rạp dưới đất, hai tay chống mặt đất, đất nứt ra như mạng nhện. Xoẹt! Đao quang chợt lóe. Một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Bùm một tiếng cái đầu đập vào cung tường đỏ hồng, đầu như trái bong lưng tương dưới đất. Một vị nửa bước cự phách thành vong hồn dưới đao Phong Phi Vân. Phương xa, mấy phi tử nhìn nhau, mắt nhìn Phong Phi Vân đứng thẳng, mạnh mẽ còn hơn tấn đế lúc trẻ. Sát khí đó làm các phi tử kiềm không được thụt lùi. Phong Phi Vân đứng thẳng lên, xa xa nhìn cá phi tử, tiếp tục chạy vào sâu trong hậu cung. Xem ra sâu trong hậu cung xảy ra biến cố kinh thiên gì, chúng ta đi xem thử. Mấy phi tử theo sau lưng Phong Phi Vân chạy vào trong hậu cung. Bọn họ không dám chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, không ai biết phía trước có nguy hiểm gì.
Một áng mây đen dâng lên từ một tòa điện vũ, năm lão nhân xông ra. Năm lão nhân là thái giám tu vi tuyệt đỉnh, người mặc áo thái giám màu chim cú, mặt trắng không râu, âm khí nặng nề. Các thái giám cùng công kích Phong Phi Vân. Gió tà phần phật, có ít nhất 20 thần thông đè đầu Phong Phi Vân. Những lão thái giám này bị Bắc Minh Phiệt mua chuộc, trong đó có người vốn là mật thám được Bắc Minh Phiệt sắp xếp vào đế cung. Muốn chết, thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn yếm vũ trắng như mưa ánh sáng bay tới trước. Tất cả thần thông bị đâm thủng, mảng lớn điện vũ sụp đổ. Xác năm thái giám rơi từ trên trời xuống, xác chết thủng lỗ chỗ như tổ ong. Phong Phi Vân đi trong phế tích, sắc mặt ngày càng âm trầm. Phong Phi Vân bước nhanh đến bên ngoài năm cung điện khổng lồ chính giữa hậu cung. Dãy cung diện chập trùng, trên nóc khảm thiên châu màu trắng như năm ngọn núi lớn răng ngang trước mặt. Phong Phi Vân từng đến đây, từng trong một tòa cung điện gặp lại Kỷ Linh Xuân. Rất nhanh Phong Phi Vân tìm thấy cung điện của Lạc Thần Phi. Cung điện này đã nằm trong vòng khống chế của Bắc Minh Phiệt, ít nhất hơn 100 tu sĩ tọa trấn. Có 20 mấy khí tượng ngút trời, chiến khí lộ ra, mùi máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài, nồng nặc gai mũi. Phong Phi Vân không sợ hãi, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng vào. Phong Phi Vân vừa vào cổng lớn tầng cung điện thứ nhất chợt thấy xác chết đầy đất, máu chảy thành dòng suối nhỏ. Tất cả là thái giám, cung nữ bị giết, có 5 tu sĩ áo đen đang lục tìm xác chết, thấy có người sống là giết ngay. Xâm nhập hậu cung là tội cực kỳ bất kính, không chừa bất cứ ai sống sót. Đã chết. Bên này còn một người, còn sót một hơi thở. Một tu sĩ áo đen ánh mắt tàn nhẫn chặt đầu một cung nữ hấp hối. Thế lực của Lạc Thần Phi không nhỏ chút nào, cung nữ và thái giám dưới tay toàn là cao thủ, sức chống cự ngoan cường. Không biết thái tử điện hạ đã bắt Lạc Thần Phi chưa? Tấn đế vào thánh địa hoàng tộc bế quan, bây giờ thần đô là thiên hạ của thái tử điện hạ. Chờ mặc vào cửu ngũ long bào, cầm thần uy dế tỷ, được khí vận long linh thạch là nắm giữ long mạch nguyên thần đô, khi đó ai dám không phục. Kẻ đó sẽ chết, ha 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 ha. Năm tù sĩ áo đen ngừng tiếng cười, nhìn thấy Phong Phi Vân từ ngoài cửa đi vào. Phong Phi Vân đạp trên vũng máu, xuyên qua các xác chết. Khí lạnh lan tràn trong cung điện máu me, thổi hàng hoa mai bên cung tường xào xạc. Cánh hoa đỏ thắm bay tới, hương hoa mai rơi xuống vũng máu như con thuyền nhỏ màu đỏ bềnh bồng. Một tu sĩ áo đen đứng trên thầm đá cao, giơ chiến kiếm nhuộm máu chặn lối vào cung điện tầng 1. Phong Phi Vân, người dám xông vào cấm địa hậu cung, nơi này là tẩm cung của Lạc Thần Phi nương nương. Phong Phi Vân không muốn nói nhảm với bọn họ, đánh ra một chưởng ấn to đập vào đầu một tu sĩ áo đen. Răng rắc, cổ gãy, tu sĩ áo đen té ngửa ra sau. Năm người này không tầm thường, tu hành trên 100 năm nhưng ở trước mặt Phong Phi Vân không có chút sức đánh lại, bị vô tình trấn áp. Bành ca, tu sĩ áo đen thứ hai bị Phong Phi Vân bóp nát cổ ném ra ngoài, xác đập vào cột đồng vàng đường kính 6 thước, té tan xương nát thịt. 3 tu sĩ áo đen khác liên tục thụt lùi, sợ hãi Phong Phi Vân. Hắn ra tay quá độc ác vô tình, làm người xem tim đập nhanh. Phong Phi Vân đạp gió mà đi, chân chạm đất, sắc mặt âm trầm. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng tụ 5 ánh sáng khác nhau, màu đỏ, trắng, đen, xanh, vàng như châm thần 5 sắc liên tục xuyên qua cha hai người. 2 tu sĩ áo đen té ngửa ra sau, đầu để lại lỗ máu cỡ ngón tay, bên trong chảy ra chất lỏng đỏ xen lẫn trắng. Tu sĩ áo đen cuối cùng sợ teo tim, nhanh chóng bỏ chạy. Tu sĩ áo đen muốn gào thét, nhưng mới há mồm thì thanh kiếm trắng mỏng từ sau lưng đâm xuyên qua, mũi kiếm thò ra từ miệng gã. Phong Phi Vân thu về thiên tủy binh đảm, tăng tốc độ lao vào sâu trong cung điện. Đây là nơi một vị thần phi cư ngụ, thân phận khổng lồ, chiếm diện tích rất rộng. Phong Phi Vân xuyên qua 7 đại điện, giết hơn 30 người mới thấy tẩm cung thần phi nằm ngay chính giữa. Bên ngoài tẩm cung có mấy chục tu sĩ canh giữ, có mặc áo đen, có mặc chiến khải cao thủ đại nội. Đám tu sĩ ánh mắt sắc bén như ưng, người phát ra khí thế hùng hồn. Thiên tủy binh đảm biến thành một chiến đao màu trắng lớn nằm trong tay Phong Phi Vân như vầng trăng màu trắng. Phong Phi Vân xuyên qua linh thảo viên rậm rạp tùm đi hướng tẩm cung. Trong linh thảo viên nằm nhiều xác chết, mặt đất có dấu vết khét đen và bị sét đánh. Cổ mộc ngàn năm đang bốc cháy, lửa thật lâu không tắt lan sang một vài xác chết đẫm máu.